Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Tập 19, chương 361, cái này tiêu thừa cẩn quả thực chính là giết người tru tâm, thiện sảnh, gian nhược như dĩ vãng đồng dạng, nhiệt tình chào hỏi lâm tổng quản ba người, các ngươi mấy ngày liền đi đường, nhất định rất mệt mỏi, ngồi xuống trước dùng bữa, lại đi thật tốt nghỉ ngơi một chút, lâm tổng quản tiến lên một bước, thần tình nghiêm túc nói ra, hoàng hậu nương nương, không có quy củ sao thành được vuông tròn, từ các nô tài bước vào cửa cung một khắc này, các nô tài liền sẽ tuân thủ nghiêm ngặt trong cung phép tắc, tuyệt không vượt qua nửa phần. Gia nhược đương nhiên minh bạch lâm tổng quản ý tứ nàng mấp máy môi mở miệng nói vậy liền vất vả các ngươi đều là các nô tài phải làm lâm tổng quản rủ đầu nháy mắt lộ ra một vòng ý cười cái này bỗng nhiên đồ ăn sáng bởi vì lâm quản gia cùng đông tuyết biểu hiện nhiều nghiêm túc gian nhược ăn cũng có chút câu nệ nàng âm thầm hạ quyết tâm người bên cạnh như thế ra sức là chủ tử nàng tự nhiên là không thể cản trở kinh thành không thể so tể châu lúc cần thiết, lòng dạ ác độc một chút, tiêu thừa cẩn nhìn xem hơi có vẻ câu nệ gian nhược, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, nhược nhược, ngươi có thể thả lỏng điểm, gian nhược, biểu hiện có rõ ràng như vậy sao, nàng nghiêm trang nói, quen thuộc thành tự nhiên, ta chậm rãi thích ứng liền tốt, trọng yếu nhất chính là, tuyệt không thể cho ngươi, hoàng thượng ném mặt mũi, tiêu thừa cẩn câu môi cười một tiếng, nhược nhược, mặt mũi của ta không trọng yếu. Ngươi vui vẻ mới trọng yếu nhất, hắn cũng không muốn để tòa này hoàng cung, mài rơi nhược nhược nguyên bản tính tình. Giang nhược đứng người lên, cười không lộ răng, buồn nôn hề hề nói, đa tạ hoàng thượng như thế dung túng thần, y e. Thịt ngon nha, nổi da gà rơi đầy đất, tiêu thừa cẩn nhìn xem diễn không đi xuống gian nhược, phát ra một trận cởi mở tiếng cười, ha ha, hắn đứng người lên ôm gian nhược, ngữ khí êm ái nói ra, nhược nhược, không muốn bởi vì tòa này hoàng cung mà thay đổi chính mình, ta hy vọng vô luận thân ở chỗ nào ngươi đều sống được tùy tiện thoải mái ngang ngược càng rỡ cũng tốt dịu dàng hiền thục cũng được ta đều thích gian nhược gương mặt ửng đỏ cười hít mắt nói ra vậy được rồi trọng yếu trường hợp ta sẽ biểu hiện tốt một chút lâm tổng quản cùng đông tuyết liếc nhau lặng lẽ thở dài một hơi ai bọn hắn những cái này cẩu nô tài trong vô hình cho chủ tử mang đến áp lực gian nhược nhẹ nhàng đẩy ra tiêu thừa cẩn bắt đầu từ hôm nay ngươi liền đi làm việc công đương nhiên ta cũng có rất nhiều chuyện phải làm lập tức nàng đối lâm tổng quản phân phó nói lâm tổng quản hôm qua ta cùng cung nhân bàn giao ba ngày sau để bọn hắn quyết định đi ở chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách lâm tổng quản không người nói lão nô cẩn tuân hoàng hậu nương nương ý chỉ đúng lúc này một tiểu thái giám không người đi đến nô tài tham kiến hoàng thượng hoàng hậu nương nương chuyện gì tiêu thừa cẩn trầm giọng hỏi, tiểu thái giám mắt nhìn xuống đất trả lời, khởi bẩm hoàng thượng, chức tạo các cố trưởng sự đến lượng kích thước, tiêu thừa cẩn gật đầu, để cố trưởng sự đi chính điện chờ lấy, nô tài tuân mệnh, nô tài cáo lui. Tiểu thái giám không người lui ra, nhược nhược, chúng ta đi chính điện. Tiêu thừa cẩn ngoát ngoát khóe môi, giang nhược nghiêng đầu đối đông tuyết nói, đông tuyết, ngươi đi trước dùng đồ ăn sáng. Chờ làm xong chúng ta đi một chuyến lãnh cung, vâng, hoàng hậu nương nương. Trong chính điện, cố trưởng sự cùng hai tên tú nương nhìn đứng ở trên mặt bàn tiểu phụng hoàng, đáy mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha, rốt cục nhìn thấy chân chính phượng hoàng. Cái này tiểu phụng hoàng thật là uy phong a. À. Nhìn một cái cái này sắc thái lộng lẫy lông vũ, nếu như cho hoàng hậu nương nương làm một kiện vũ y, không được, như thế hiếm có tiểu phụng hoàng, cũng không thể cứ như vậy hô hố. Tiểu phụng hoàng nháy một chút con mắt, âm thầm nhã rảnh, uy, các ngươi đừng dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn chầm chầm phượng gia lông vũ tiêu thừa cẩn cùng gian nhược đi vào chính điện thời điểm vừa vặn nhìn thấy ba người một phượng cùng nhìn nhau tiểu phụng hoàng nhìn thấy gian nhược về sau dương cánh bay đến gian nhược bên người tỷ tỷ các nàng nghĩ bắt cóc ta cố trưởng sự cùng hai vị tú nương chúng ta cũng không dám có ý nghĩ này các nàng lấy lại tinh thần vội vàng quỳ xuống đất dập đầu các nô tỳ tham kiến hoàng thượng hoàng hậu nương nương đều đứng lên đi tạ hoàng thượng tiêu thừa cẩn liếc nhìn hướng giang nhược trong ngực dựa vào tiểu phụng hoàng thưởng cho nó một cái đau mắt tiểu phụng ngươi quá phận cố trưởng sự phúc phúc thân thể lo lắng bất an nói ra hoàng thượng các nô tỳ chỉ là nghĩ ghi nhớ tiểu phụng hoàng dáng vẻ tốt cho hoàng hậu nương nương theo phượng bào không dám có bắt cóc nó ý nghĩ tiểu phụng hoàng nhãn châu xoay động từ giang nhược ôm ấp lộ ra đầu hóa ra là dạng này a, à, nhưng hù chết phượng gia, vừa mới các ngươi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn ta chầm chầm lông vũ, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn nhổ ta lông vũ đâu, nếu là cho tỷ tỷ theo phượng bào, các ngươi cố gắng nhìn xem phượng gia, nhất định phải theo đẹp mắt một chút. Nói, tiểu phụng hoàng ngạo kiều ngốc lên cái đầu nhỏ, cố trưởng sự liền vội vàng gật đầu, phượng gia yên tâm, các nô tỳ cam đoan theo rất sống động nàng quay người đối tiêu thừa cẩn hai người phúc phúc thân thể, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, nô tỳ cái này lượng kích thước, làm phiền cố trưởng sự. Giang nhược nói, khẽ vuốt một chút tiểu phụng hoàng, tiểu phụng, nhìn ngươi dáng vẻ đắc ý, cố trưởng sự vội vàng phúc thân, hoàng hậu nương nương chiếc sát nô tỳ tiêu thừa cẩn triển khai hai tay về sau, cố trưởng sự lấy ra đo đạt kích thước dây thừng, nhanh chóng lượng lấy kích thước. Một khắc đồng hồ về sau, Cố trưởng sự đem gian nhược hai người kích thước đo đạt tốt cũng ghi lại ở sách. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, các nô tỳ sẽ tại đăng cơ đại điển trước đem long bào, phượng bào chế tạo gấp gáp ra tới. Nếu như có sửa chữa địa phương, có thể sai người đi báo cho nô tỳ. Cố trưởng sự thu hồi đo đạt kích thước dây thừng, gian nhược nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói, cố trưởng sự, phượng bào có thể thích hợp rộng rãi một chút. Nô tỳ minh bạch. Cố trưởng sự phúc thân trả lời. Tiêu thừa cẩn nhìn vẻ mặt đắc ý tiểu phụng hoàng, mở miệng nói, tiểu phụng, ngươi đi chức tạo các phơi bày một ít ngươi, mỹ mạo, tốt, ta chờ một lúc liền đi chức tạo các tản bộ một vòng. Tiểu phụng hoàng vừa nghĩ tới đem mình theo tại giang nhược phượng bào bên trên, lúc này vui sướng đáp ứng, cố trưởng sự ba người liếc nhau, phúc thân hành lễ, các nô tỳ cáo lui. Tại cố trưởng sự mấy người sau khi rời đi, tiểu phụng hoàng đối giang nhược nói ra, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt giám sát các nàng. Giang Nhược cười một tiếng, mau đi đi, được rồi. Tiểu Phụng Hoàng Dương cánh bay ra chính điện, Nhược Nhược, vừa vặn ta cũng muốn đi một chuyến lãnh cung, chúng ta cùng một chỗ. Tiêu Thừa Cẩn sau khi nói xong, đối Lâm Tổng quản phân phó nói, đi an bài một chút, Lâm Tổng quản không người nói, lão nô tuân chỉ, ha ha, hắn đi lãnh cung trước mặt Nhâm Tổng quản hiển, bày một chút, Long Liễn dừng ở Hy Hòa cung cổng, Tiêu Thừa Cẩn mặt mày mỉm cười đối với Giang Nhược nói ra, "Nhược Nhược, lên đi." Nhất Long Liễn một đám thái giám liếc nhau, lại nói, "Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ngồi chung Long Liễn hình tượng." Tiêu Thừa Cẩn nắm cả Giang Nhược vòng eo, tâm tình vui vẻ nói, "Bãi giá lãnh cung." Lâm tổng quản dắt giọng hô, "Khởi giá." "Ha ha, Tiền nhiệm tổng quản, ta rừng đại tổng quản đến đi." Một đám thái giám nhấc lên Long Liễn, hướng phía lãnh cung đi đến đông tuyết theo ở phía sau thỉnh thoảng nhìn một cái lông liễn bên trên hai người hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương thật sự là trời đất tạo nên một đôi mình làm hoàng hậu nương nương trưởng sự đại cung nữ nhưng phải chi lăng lên còn chưa tới gần lãnh cung giang nhược cùng tiêu thừa cẩn liền mơ hồ nghe được trong lãnh cung truyền đến tiếng mắng chửi cùng tiếng khóc giang nhược câu môi có ý riêng nói nghe động tĩnh này hẳn là khôi phục thể lực tiêu thừa cẩn nhẹ gật đầu khóe môi nổi lên một vòng cười lạnh nhược nhược, chúng ta đi trước tiêu quân trạch nơi đó, tối hôm qua, ngu bắc thần đem Long ỷ cùng giả ngọc tỳ đưa đến lãnh cung, tiêu quân trạch lúc ấy liền giận ngất, Long liễn dừng ở lãnh cung trước cửa, mấy tên trong coi ngu gia quân quỳ xuống đất dập đầu nói, thuộc hạ tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, đều mời đến đi, tiêu thừa cẩn viện gian nhược hạ Long liễn, lãnh cung, giờ phút này, chửi rủa một trận tiêu quân trạch, đứng ở trong sân hồng hộc thở hỗn hển hắn hung ác nham hiểm mà nhìn xem trước mặt trên long ỷ cùng ngọc tỳ, mặt mũi tràn đầy hận ý, cái này tiêu thừa cẩn, quả thực chính là giết người tru tâm, ngọc tỳ là giả, long ỷ cũng là phỏng chế, ngươi đưa đến lãnh cung là mấy cái ý tứ, quý thao nhìn xem tiêu quân trạch trên thân dơ giấy bẩn thiểu không chịu nổi long bào, muốn nói lại thôi, hoàng thượng, ngài có thể hay không bình tĩnh một chút, tiêu quân trạch thoáng nhìn một mặt xoắn suýt quý thao, lạnh giọng đặt câu hỏi, quý thao, ngươi cảm thấy trẫm còn có cơ hội đoạt lại hoàng vị sao? Quý Thao nghe vậy, nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, hồi hoàng, hoàng thượng. Đúng lúc này, lãnh cung đại môn mở ra, truyền đến một đạo trào phúng thanh âm, ngươi không có cơ hội này nha. Chương 362, trẫm căn bản liền không có đưa ngươi để vào mắt. Tiêu Quân Trạch nghe lãnh cung cổng truyền đến lời nói, thân hình cứng đờ, hai tay của hắn nắm chặt, ở trong lòng âm thầm thóa mạ nói: nhất định là gian nhược yêu nữ này giật dây tiêu thừa cẩn đoạt hoàng vị, nàng quả thực là rất đáng hận. Mấy tên ngu gia quân tiến vào lãnh cung, nhanh chóng phân tán tại tiêu quân trạch chủ tớ chung quanh, quý thao nhìn xem sát khí lẫm liệt ngu gia quân, dọa đến leo đến một bên. Hoàng thượng A, ngài liền không nên đem tất cả ám vệ phái đi ra ám sát tiêu thừa cẩn, lần này tốt, thời khắc mấu chốt, bên người liền cái hộ giá người đều không có, ô ô, cứu mạng A tiêu thừa cẩn cùng gian nhược dắt tay đi vào lãnh cung, mắt lạnh nhìn bẩn thiểu tiêu quân trạch, chật chật, cái này tiếng lãnh cung chính là không giống. Giang Nhược cố ý dùng ngôn ngữ kích động tiêu quân trạch, quả nhiên, tiêu quân trạch lập tức thẹn quá hóa giận, hắn đưa tay chỉ vào tiêu thừa cẩn cùng Giang Nhược, nghiêm nghị quát, ngươi, các ngươi, mưu quyền soán vị, sẽ gặp người trong thiên hạ thoá mạ, Giang Nhược đuôi lông mày gãy nhẹ, phản bác, ngươi nói sai, chúng ta là quan minh chính đại cầm lại hoàng vị, lại nói, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu như lúc trước không phải nhà ta phu quân tuổi còn nhỏ, cái này hoàng vị có khả năng không phải. Ngươi, lời nói này giống như dẫm lên tiêu quân trạch chân đau, hắn tức giận đến mắt tối sầm lại, đối gian nhược quá, gian nhược, ngươi yêu nữ này, trẫm muốn giết, tiêu thừa cẩn nghe chói tai thanh âm, đối một bên ngu gia quân làm cái nháy mắt, nói ta nhược nhược là yêu nữ. Quả thực chính là thích ăn đòn. Tiêu Quân Trạch chưa nói xong, liền bị một ngu gia quân gạt ngã trên mặt đất. A! À, đau chết trẫm. Ngã trên mặt đất, Tiêu Quân Trạch kêu đau một tiếng. Quý Thao leo đến Tiêu Quân Trạch bên người, kêu khóc nói: "Hoàng thượng, ngài không có sao chứ?" Lâm Tổng quản nhìn xem chật vật chủ tớ hai, tiếng lên lạnh giọng dễu cợt nói: "Chỉ có điều chịu một chân mà thôi, lại không chết được." Quý Thao run run ngón tay lấy Lâm Tổng quản: "Ngươi ngươi làm càng nghe được làm càng hai chữ lâm tổng quản lập tức đắc chí lên hắn lệnh bước nhẹ nhàng bước chân vây quanh tiêu quân trạch chủ tớ chuyển hai vòng bản đại tổng quản chính là làm càng ngươi có thể làm sao nhớ ngày đó ngươi đi an vương phủ tuyên đọc lưu vong thánh chỉ thời điểm sau bản đại tổng quản còn muốn làm càng quý thao nghe vậy đấy mắt hiện lên một vẻ bối rối hỏng bét đây là tới tìm hắn tính sổ sách đến ai sớm biết có hôm nay lúc trước liền không như vậy phách lối tiêu quân trạch nhìn xem ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện lâm tổng quản nổi giận mắng cẩu nô tài ngươi đang tìm cái chết chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng cẩu nô tài quả thực lật trời lâm tổng quản liếc nhìn nhìn như không thấy tiêu thừa cẩn cùng gian nhược liền minh bạch có ý tứ gì hai vị chủ tử yên tâm lão nô cam đoan không để các ngươi thất vọng tại tiêu thừa cẩn hai người ngầm thừa nhận dưới lâm tổng quản cũng không lại cố kỵ cái gì hắn dùng tay chỉ tiêu quân trạch nói ta muốn chết rõ ràng là ngươi muốn chết trước kia ngươi cho nhà ta chủ tử hạ độc còn năm lần bảy lượt phái người ám sát ta gia chủ thế nào gặp báo ứng đi lâm tổng quản nói nhìn không được đi lên đá một chân tiêu quân trạch vừa nghĩ tới chủ tử gặp phải ám sát đổ vào trong vũng máu hình tượng liền nghĩ tự tay làm thịt ngươi tiêu quân trạch cũng không ngờ tới lâm tổng quản dám lên chân đạp hắn rắn rắn chắc chắc chịu một chân, ngươi cẩu nô tài kia, trẫm muốn giết. Quý thao trong lòng rất rõ ràng, bọn hắn hôm nay chính là đến gây chuyện, thế là, hắn một tay bịt tiêu quân trạch miệng, hoàng thượng, ngài tỉnh táo một điểm, không muốn lại chọc giận bọn hắn, bọn hắn hôm nay là mà tính sổ sách, tứ cố vô thân tiêu quân trạch nghe quý thao, quả thực là nuốt xuống cái này miệng quốc khí, nghĩ đến hôm qua bị ném vào lãnh cung về sau, dưới cơn nóng giận phái đi ám sát tiêu thừa cẩn ám vệ nhóm, hắn liền mười phần hối hận, tỉ mỉ bồi dưỡng ám vệ, toàn bộ thu tiền. Tiêu thừa cẩn nhìn xem bị đã kích tiêu quân trạch, âm thanh lạnh lùng nói, tiêu quân trạch, trẫm tha thứ ngươi nhiều năm như vậy, cũng không phải là bởi vì sợ ngươi, mà là, trẫm căn bản liền không có đưa ngươi để vào mắt, trẫm sở dĩ muốn cầm về cái này hoàng vị, là bởi vì trẫm có người phải bảo vệ, ví dụ như, ta nhược nhược, tiểu cô cô nhạc phụ đại nhân vân vân. Tiêu thừa cẩn dừng lại một chút về sau, tiếp tục nói, ngươi không để trẫm thất vọng, tự mình đi tể châu cho trẫm đưa lên, cơ hội, tiêu quân trạch, cho nên, tiêu thừa cẩn một mực chờ chính mình tới cửa. Thời khắc này tiêu quân trạch cảm thấy, mình tựa như một cái tôn tép nhảy nhép đồng dạng, cái này phỏng chế long ỷ cùng giả ngọc tì liền ban cho ngươi. Tiếp tục làm hoàng đế của ngươi mộng đi. Tiêu thừa cẩn sau khi nói xong, khóe môi nổi lên một vòng cười lạnh, hắn cầm gian nhược tay, ngữ khí êm ái nói ra, nhược nhược, chúng ta đi thôi, gian nhược bưng miệng cười, tốt, chúng ta đi, chiếu cố, đôi kia mẹ chồng nàng dâu, tiêu quân trạch nghe gian nhược, lập tức minh bạch nàng ý tứ, hắn tức hỗn hển đối với gian nhược giận dữ hét, gian nhược, ngươi nếu là dám làm ra tổn thương mẫu hậu sự tình, trẫm tha không được ngươi, gian nhược cũng không quay đầu lại nói ra, liền thích xem ngươi tức hỗn hển lại không thể làm gì dáng vẻ ha ha lời vừa nói ra thành công đem tiêu quân trạch cho giận ngất tiêu thừa cẩn cùng gian nhược còn chưa bước ra lãnh cung liền nghe được quý thao quỷ khóc sói gào thanh âm hoàng thượng ngài làm sao rồi có ai không mau cứu hoàng thượng lâm tổng quản quay đầu liếc nhìn cắt một cái đáng đời ngu gia quân tại tiêu thừa cẩn hai người sau khi rời đi đi theo ra lãnh cung đem lãnh cung khóa cửa tốt thuộc hạ cung tiễn hoàng thượng Hoàng hậu nương nương, một chỗ khác lãnh cung, hoàng hậu cùng thái hậu ngay tại làm đồ trang sức bị cướp một chuyện, giận chó đánh mèo thủ hạ cung nhân. Thái hậu lôi kéo mặt mo, nghiêm nghị quát lớn, mấy người các ngươi nhanh lên thành thật khai báo, đến cùng là ai trộm đi ai gia cùng hoàng hậu đồ trang sức. Những cái này điêu nô, cũng dám trộm các nàng mẹ chồng nàng dâu đồ trang sức. Hạ ma ma quỳ gối phía trước nhất, nơm nớp lo sợ nói, "Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, lão nô oan uổng a, à. lão nô thật không có trộm cầm đồ trang sức, quỳ ở phía sau mấy tên cung nữ một mặt vô tội nói, các nô tỳ cũng không có trộm cầm đồ trang sức, còn mời Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương minh xét, Thái hậu cùng Hoàng hậu liếc nhau, nhẹ gật đầu, xem ra, hẳn không phải là các nàng trộm cầm, chương 363, ai gia tôn nhi mới sẽ không điên. Giang Nhược cùng Tiêu Thừa Cẩn đi vào Thái Hậu mẹ chồng nàng dâu chỗ lãnh cung cửa, chi cạnh lỗ tai nghe ngóng động tỉnh bên trong ha ha hóa ra là đồ trang sức bị trộm tiêu thừa cẩn cười lạnh một tiếng đối trong coi ngu gia quân nói ra mở cửa đi thuộc hạ tuân mệnh lãnh cung cửa mở ra tiêu thừa cẩn cùng gian nhược chậm rãi đi vào ngồi trong điện thái hậu mẹ chồng nàng dâu quá mức quan tâm đồ trang sức bị cướp sự tình cũng không có phát hiện tiếng vào lãnh cung gian nhược mấy người gian nhược cùng tiêu thừa cẩn đi vào ngoài điện đứng vững lẳng lặng mà nhìn xem ngồi trong điện mẹ chồng nàng dâu hai. Hoàng hậu vừa nghĩ tới hôm qua phát sinh hết thảy, liền hận đến nghiến răng. Nàng xoắn trong tay khăn gấm, cắn răng nghiến lợi nói, mẫu hậu, thần thiếp cảm thấy, chúng ta đồ trang sức bị cướp, cùng kia mưu quyền đoạt vị tiêu thừa cẩn, thoát không khỏi liên quan. Thái hậu nghe lời nói này về sau, trên mặt đều là hận ý. Ngươi nói đúng, chính là cái kia nghiệp chướng làm, quỳ trên mặt đất mấy tên cung nữ nghe các nàng đối thoại, lặng lẽ thở dài một hơi dưới mắt lưu lạc lãnh cung thái hậu mẹ chồng nàng dâu hai cũng không dám quá mức dù sao các nàng còn trông cậy vào cái này mấy tên cung nhân hầu hạ thái hậu sờ sờ bụng đói kêu vang phần bụng mặt âm trầm nói ra các ngươi đều đứng lên đi đi cho a gia cùng hoàng hậu chuẩn bị đồ ăn sáng hôm qua cái ban đêm liền uống một bát cháo loãng lúc này đều đói chết vâng thái hậu nương nương hạ ma ma cùng mấy tên cung nữ ứng thanh về sau, đứng dậy rời đi. Trong lúc các nàng đi mau đến cửa đại điện thời điểm, lúc này mới phát hiện đứng ở bên ngoài gian nhược cùng tiêu thừa cẩn bọn người. Hạ ma ma trong lòng cả kinh, bịch quỳ trên mặt đất, phía sau mấy tên cung nữ thấy thế, cũng quỳ theo trên mặt đất. Lão nô, các nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, đều luân lạc tới lãnh cung, vẫn là thức thời một chút đi. Thái hậu mẹ chồng nàng dâu hai nghe được động tĩnh, Vô ý thức nhìn về phía đứng ở bên ngoài tiêu thừa cẩn cùng gian nhược, gian nhược ngoắc ngoắc khóe môi, chúng ta đi vào đi, tiêu thừa cẩn cầm gian nhược tay đi vào trong điện, hạ ma ma mấy người leo đến một bên, đem đường tránh ra, làm thái hậu nhìn thấy gian nhược dương lên khóe môi lúc, lập tức giận, nàng vụt một chút đứng người lên, tiến lên mấy bước, tức giận quá, ngươi cười cái gì cười, các ngươi chính là chính cống cường đạo, hoàng hậu đứng dậy, đi theo phụ họa nói, đúng các ngươi chính là cường đạo các ngươi không chỉ có đoạt hoàng vị còn cướp chúng ta mẹ chồng nàng dâu đồ trang sức giang nhược nhìn xem hoàn toàn thay đổi mẹ chồng nàng dâu hai cười khẽ vài tiếng các ngươi đồ trang sức không phải chúng ta cầm mấy món phá đồ trang sức mà thôi chúng ta căn bản liền không có thèm về phần hoàng vị nha chúng ta là quan minh chính đại cầm lại trong giọng nói mang theo một tia đắc chí thái hậu nhìn xem thần sắc đắc ý giang nhược nhìn nhìn lại cùng hy hoàng quý phi mặt mày tương tự tiêu thừa cẩn, triệt để mất lý trí. Nàng đưa tay chỉ vào tiêu thừa cẩn cùng gian nhược, nghiêm nghị quát, các ngươi sẽ gặp phải báo. Đông tuyết nghe chói tai thanh âm, đi lên hai bước, cho Thái hậu một bạc tai. Ba. Thái hậu trực tiếp bị đánh mộng, bụng mặt gò má đứng ở nơi đó, quên đi phản ứng. Đông tuyết thẳng tắp sống lưng, lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nói ra, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép dùng tay chỉ chủ tử nói chuyện, càng không cho phép nhục mạ chủ tử. Hoàng hậu bị một màn trước mắt dọa đến một cái lão đảo. Cái này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cẩu nô tài, lại dám đánh mẫu hậu. Thế nhưng là, nàng không dám vì mẫu hậu ra mặt a. À, Giang Nhược nhìn xem lặng lẽ vung tay Đông Tuyết, đáy mắt nhiều một tia tán thưởng. Tiểu nha đầu được a, à, triệt để chi lăng lên. Lâm tổng quản cũng không khỏi đối với lấy Đông Tuyết ném đi ánh mắt tán thưởng. Đúng liền phải hung hãn như vậy, chỉ cần có đối chủ tử bất kính, trực tiếp vào tay đánh một trận, tiêu thừa cẩn nhìn xem bị đánh thái hậu, đáy mắt đều là hận ý, ngươi nằm mơ cũng không có nghĩ đến, sẽ có hôm nay đi, Giang nhược lặng lẽ đánh giá tiêu thừa cẩn thần sắc, lộ ra hiểu rõ trong lòng ánh mắt, lão thái bà, chờ ta hiểu rõ chân tướng về sau, lại đến thu thập ngươi, đúng lúc này, hoàng hậu đi đến thái hậu bên người, giả vờ giả việc mà hỏi, mẫu hậu, ngài không có sao chứ thái hậu lúc này cũng lấy lại tinh thần nàng vuốt vuốt đau đớn gương mặt ai da không có việc gì thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy thái hậu nhìn đứng ở trước mặt tiêu thừa cẩn hai người dần dần tiếp nhận dưới mắt cảnh ngộ tại hậu cung đợi mấy chục năm nàng sao có thể không biết thất bại gặp phải hậu quả bây giờ nàng chỉ hy vọng con của nàng hoặc là tôn nhi có thế lần nữa đem hoàng vị đoạt lại nghĩ đến chỗ này thái hậu quay người đi đến chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống nói đi các ngươi hôm nay tới làm cái gì sao nếu như là đến xem chúng ta mẹ chồng nàng dâu náo nhiệt cứ việc nhìn đi hoàng hậu thấy thế nhấc chân trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống gian nhược chật chật lão thái bà còn rất bình tĩnh nàng đắc ý cười nhẹ vài tiếng trầm lặng nói chúng ta hôm nay không phải đến xem các ngươi náo nhiệt mà là muốn nói cho các ngươi một cái bất hạnh tin tức Thái hậu nghe được bất hạnh hai chữ, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, chẳng lẽ, tiêu thừa cẩn đã đem con của nàng cùng tôn nhi giết, hoàng hậu nội tâm ý nghĩ cùng thái hậu nhất trí, cho nên, sắc mặt của nàng lập tức trở nên trắng bệch. gian nhược nhìn xem mẹ chồng nàng dâu hai hoảng sợ bộ dáng, tâm tình càng thêm vui vẻ, ta nói cho các ngươi biết a, à, tiêu mạch thành đêm qua, điên. Mặc dù là giả điên, thái hậu cùng hoàng hậu nghe được điên hai chữ, đầu tiên là ngây người một lúc, cái gì? Thành Nhi điên rồi, không có khả năng, Thành Nhi nhất định không điên. Trong đầu của các nàng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Thành Nhi nhất định là giả điên. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của các nàng có chút mừng thầm, Hoàng hậu thì ngầm đâm đâm nghĩ, vẫn là nàng Thành Nhi có mưu lược, biết giả điên lừa gạt bọn hắn, chờ bọn hắn buông xuống đề phòng thời điểm, lại cho bọn hắn một kích trí mạng. Giang Nhược nhìn xem mẹ chồng nàng dâu hai biểu tình biến hóa, khóe môi câu lên một vòng ý cười. Ha ha, các ngươi có thế nghĩ tới, chúng ta tự nhiên sẽ có thế nghĩ đến. Thái hậu nhanh chóng thu liễm suy nghĩ, đối Giang Nhược quát, ngươi nói bậy, ai gia tôn nhi mới sẽ không điên. Hoàng hậu cũng một mặt tức giận nói, các ngươi mơ tưởng gạt chúng ta. Giang Nhược câu môi cười một tiếng, nghiêm trang nói, vẫn là các ngươi hiểu rõ tiêu mạch thành, bởi vì ta cũng đang hoài nghi tiêu mạch thành đang giả điên, cho nên, ta định dùng độc dược thăm dò một chút, lời vừa nói ra, thái hậu mẹ chồng nàng dâu hai trực tiếp mắt trợn tròn, cái gì, cái này gian nhược vậy mà đoán được thành nhi là giả điên, phải làm sao mới ổn đây, hoàng hậu cực lực che giấu nội tâm bối rối, đối gian nhược quát, gian nhược, ngươi cái này rắn rết phụ nhân, lại muốn cho nhi tử ta ăn độc dược, thái hậu thấy thế, cũng đi theo kêu khóc nói, ông trời a. À, Ngài nhanh thu những cái này làm ác người đi. Giang Nhược nhìn xem khóc lóc ông sòng mẹ chồng nàng dâu hai, khẽ kêu một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Thái hậu cùng hoàng hậu tiếng la khóc im bặt mà dừng. Giang Nhược hừ lạnh một tiếng, đối các nàng hai người nói ra, ai là làm ác người, trong lòng các ngươi rõ ràng. Lập tức, nàng dùng giọng dẻo cợt nói ra, các ngươi có phải hay không ngây thơ coi là, Tiêu Mạch Thành sẽ dùng giả điên lừa gạt qua chúng ta. Đáng tiếc a, à, tính toán đánh sai. Chúng ta căn bản liền không tin hắn sẽ điên, liền hắn điểm kia đảm lượng, điên không điên. Dùng độc dược thử một lần liền biết, Thái hậu cảm xúc quá mức kích động, hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Hoàng hậu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Thái hậu, kêu khóc nói: "Hạ ma ma mau tới a, à. mẫu hậu té xỉu." Quỳ gối cạnh cửa hạ ma ma nghe Hoàng hậu, cũng không dám động đậy, gian nhược làm xong sự tình, lười nhác chờ lâu, nàng ôm bên trên tiêu thừa cẩn cánh tay. Người tủm tỉm nói, hoàng thượng, chúng ta đi nhìn một cái những cái kia tần phi, tiêu thừa cẩn có chút gật đầu, nhược nhược, chúng ta đi, hạ ma ma cùng mấy tên cung nữ tại tiêu thừa cẩn hai người sau khi đi ra, quỳ xuống đất dập đầu nói, lão nô, các nô tỳ cung tiễn hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, lần này tốt, trực tiếp đem hoàng hậu cũng cho tức đến ngất đi, tại lãnh cung đóng cửa lại về sau, các nàng làm bộ kêu khóc nói, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, các ngươi làm sao rồi, các ngươi mau tỉnh lại a. À, rời đi lãnh cung tiêu thừa cẩn cùng gian nhược nghe bên trong truyền đến tiếng la khóc, nhìn nhau cười một tiếng, các ngươi tại trong lãnh cung thật tốt hưởng thụ khác nhân sinh đi, chương 364, các ngươi rất muốn ra cung, đúng không, trong lãnh cung, một đám tần phi ngồi tại râm mát địa, trong mong nhìn lãnh cung cổng, ai, cũng không biết tiểu phụng hoàng đem các nàng sự tình chuyển cáo cho tân nhiệm hoàng hậu không. Rất muốn xuất cung a à chờ đến nhàm chán, Tần Phi nhóm liền nói chuyện phiếm xuất cung sau dự định. Một hơi có vẻ trẻ tuổi Tần Phi hỏi Đức Phi, tỷ tỷ, ngươi rời cung về sau muốn đi tề vương đất phong sao? Đức Phi thần sắc đờ đẫn mà nhìn xem phương xa, khẽ thở dài một tiếng. Ta còn không biết có hay không xuất cung cơ hội, nếu là tân hoàng kiên kỵ ở xa đất phong nhi tử, nhi tử cuộc sống tương lai cũng sẽ rất gian nan. Như vậy, mình ngay tại cái này lãnh cung lại quãng đời còn lại cũng tốt. Tên này trẻ tuổi tần phi dường như cũng nghĩ đến điểm này. Nàng khẽ thở một hơi, rất là bất đắc dĩ nói: chúng ta những tỷ muội này đều là người cơ khổ a. À. Hậu cung các nữ nhân đều nghĩ sinh hạ một nhi nửa nữ nử làm ỷ vào, thế nhưng là sinh ở câu tâm đấu giác này hoàng gia là thật rất không may. Tĩnh vương mẫu phi thuộc phi lẳng lặng mà ngồi ở một bên, một câu chưa nói, nàng cùng đức phi ý nghĩ nhất trí, tình nguyện tại lãnh cung qua sông quãng đời còn lại cũng không muốn liên lụy ở xa đất phong nhi tử. Cái khác Tần Phi cũng đang thấp giọng thảo luận, nếu là Tân Hoàng đồng ý chúng ta rời cung, ta tìm cái sơn thanh thủy tú địa phương, mai danh ẩn tích, vượt qua quãng đời còn lại. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy, rời đi cái này tràn ngập âm mưu quỷ kế hoàng cung, qua bình thản thời gian, ta lúc đầu là bị ép vào cung vì Phi. Ai, bây giờ kia thanh mai trúc mã, phải có mấy cái hài tử đi. Một đám Tần Phi trò chuyện một chút, từ đầy cõi lòng ước mơ đến lâm vào trầm mặt, tưởng tượng của các nàng quá mức mỹ hảo, nếu là không thể toại nguyện rời cung, quãng đời còn lại qua được nhiều quốc ức, ngay tại một đám tần phi cảm thấy không có hy vọng thời điểm, lãnh cung cửa bỗng nhiên mở ra, Giang Nhược cùng tiêu thừa cẩn tiến vào lãnh cung, vừa mắt liền thấy từng đôi mong đợi con mắt, tiêu thừa cẩn, đem các nàng thả ra, sẽ lưu lại tai họa ngầm sao. Tiêu thừa cẩn liếc nhìn một vòng các vị tần phi, thấp giọng trả lời, Đức phi cùng thuộc phi nhi tử đều tại đất phong, coi như bổn phận, phi tần khác không có con cái. Cho dù từng có, không phải chết từ trong trứng nước, chính là ngoài ý muốn chết yểu. Giang Nhược nghe lời nói này, liền Minh Bạch có ý tứ gì, vậy liền để các nàng xuất cung tìm kiếm tự do đi, Nhược Nhược định đoạt. Tiêu Thừa cẩn khóe môi có chút dương lên, một đám tần phi nhìn xem đột nhiên tiến đến hai người, nhất thời chưa kịp phản ứng. Những cung nữ kia kịp phản ứng về sau, liếc mắt nhìn nhau, chúng ta biểu hiện tốt một chút, có cơ hội có thể cùng chủ tử cùng xuất cung. Thế là, một đám cung nữ quỳ xuống đất dập đầu nói, "Các nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, nương nương vạn phúc kim an." Tiêu thừa Cẩn cầm gian nhược tay đi lên trước, trầm giọng nói, "Đều đứng lên đi." Tạ hoàng thượng, một đám cung nữ sau khi đứng dậy, nhao nhao cho chủ tử nhà mình nháy mắt, các vị tần phi đứng người lên, có chút không biết làm sao, tiêu thừa cẩn nghiêng đầu đối gian nhược ném đi cầu cứu ánh mắt, nhược nhược, những nữ nhân này liền giao cho ngươi, gian nhược nhẹ gật đầu, nàng buông ra tiêu thừa cẩn tay, liếc nhìn các nàng một vòng, đánh giá một chút nhân số, mặc dù không có giai lệ ba ngàn khoa trương như vậy, nhưng là, cái này thô sơ giản lược khẽ đếm, cũng phải hơn ba mươi tên tần phi. Giang nhược hắn giọng một cái, thần sắc lạnh nhạt hỏi các ngươi rất muốn ra cung đúng không từng từng các vị tần phi liền vội vàng gật đầu gian nhược nhìn xem không cần nghĩ ngợi đáp lại các vị tần phi đuôi lông mày gãy nhẹ vậy các ngươi biết xuất cung về sau gặp phải cái gì sao các vị tần phi hai mặt nhìn nhau muốn nói lại thôi tên kia trẻ tuổi tần phi xoắn lấy khăn lấy dũng khí nói ra chúng ta sẽ mai danh ẩn tích đi qua gia đình bình thường thời gian còn mời hoàng hậu nương nương ân chuẩn. Giang Nhược nghe vậy, đối tên này phi tần ném đi ánh mắt tán thưởng, ngươi rất dũng cảm. Trẻ tuổi tần Phi Minh Bạch Giang Nhược lời nói bên trong ý tứ về sau, hơi có vẻ ngượng ngùng gục đầu xuống, vì mình tương lai, dũng cảm một điểm lại có làm sao. Phi tần khác thấy thế, cũng nhao nhao mở miệng, hoàng hậu nương nương, chỉ cần ta bước ra cửa cung, liền cùng tòa này hoàng cung không có một chút quan hệ, ta sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm cam đoan không nói liên quan tới hoàng cung sự tình. Giang Nhược nhìn xem sinh động các vị tần phi, mặt mày mỉm cười mà nói, các ngươi xuất cung chuyện này. Đồng ý, các vị tần phi nghe vậy, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra, đa tạ hoàng hậu nương nương ân chuẩn. Đức Phi cùng Thục Phi xuất phát từ nội tâm vì những tỉ muội này cảm thấy vui vẻ, nhưng nghĩ đến tự thân tình huống, trong lòng lại không khỏi mất mát. Giang Nhược một mực quan sát đến Thục Phi cùng Đức Phi biểu lộ, dường như minh bạch trong lòng các nàng suy nghĩ nàng chậm rãi đi vào hai người trước mặt có ý riêng mà hỏi đức phi thục phi các ngươi có tính toán gì thục phi cùng đức phi liếc nhau ngữ khí đạm mạc trả lời hoàng hậu nương nương chúng ta tình huống đặc thù liền lưu tại lãnh cung đi các nàng nằm mộng cũng nhớ đi đất phong cùng nhi tử đoàn tụ thế nhưng là dạng này sẽ bị nghi kỵ đặc biệt là đức phi vì đi đất phong cùng nhi tử đoàn tụ mấy năm gần đây không ít tranh thủ tình cảm nhất làm cho nàng rất cảm thấy bất đắc dĩ là tiêu quân trạch mỗi lần nghe được cái đề tài này đều sẽ xảo dịu tránh đi cũng thế mình phụ hoàng đều sẽ đề phòng huống chi là cực ít lui tới thúc thúc tiêu thừa cẩn đi vào gian nhược bên người âm thanh lạnh lùng nói chẳng lẽ các ngươi không muốn đi đất phong cùng các ngươi nhi tử đoàn tụ đức phi cùng thục phi nắm chặt trong tay khăn ấp úng nói ta chúng ta Nằm mộng cũng nhớ, gian Nhược duỗi ra ngón tay, "Các ngươi chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải nắm chắc tốt." Đức phi nghĩ đến mấy năm không thấy Nhi tử, cắn răng một cái, trước tiên mở miệng nói, "Ta muốn đi đất phong cùng Nhi tử đoàn tụ." Lập tức, nàng đưa tay chỉ thiên, phát thệ nói, "Ta đối trời phát thệ, tuyệt không để Nhi tử đối hoàng vị sinh ra một tia ý nghĩ. Nếu như các ngươi không yên lòng, có thể phái người ngày đêm giám thị." Thục phi thấy thế, thế. Tranh thủ thời gian biểu trung tâm, các ngươi yên tâm, ta đi đất phong, nhất định sẽ giám sát hảo nhi tử. Phàm là hắn dám đối hoàng vị có một tia ý nghĩ, ta liền, liền tự tay đánh gãy chân hắn. Ở xa đất phong tỉnh vương dưới chân một cái lão đảo, kém chút té ngã. Hắn đứng vững thân thể, nhìn một chút chân của mình, lại nhìn xem kinh thành phương hướng thầm nói, ai, bản vương như thế tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, lại còn muốn đánh gãy bản vương chân? Thục Phi một phen thành công chọc cười gian nhược. Nàng che miệng cười khẽ vài tiếng về sau, mở miệng nói, được, các ngươi nhất định phải ghi nhớ hôm nay nói lời, đi đất phong về sau, thật tốt sinh hoạt. Đương nhiên, lấy thực lực của chúng ta, một điểm không sợ các ngươi nhi tử sẽ làm thứ gì. Thục Phi cùng Đức Phi biết gian nhược nói là sự thật, tán đồng gật đầu. Tiêu thừa cẩn thấy sự tình giải quyết, đối lâm tổng quản nói ra, lâm tổng quản, các nàng rời cung một chuyện, ngươi toàn quyền phụ trách, lâm tổng quản không người nói, lão nô tuân chỉ. các vị tần phi nghe được tiêu thừa cẩn lên tiếng, đều lộ ra nụ cười vui vẻ. các nàng nhao nhao cho gian nhược ném đi ánh mắt cảm kích. tiêu thừa cẩn nắm lấy gian nhược tay, thấp giọng nói ra, nhược nhược, chúng ta đi thôi. tốt. gian nhược đảo mắt một vòng tần phi nhóm, tâm tình vui vẻ xoay người rời đi. các nô tỳ cung tiễn hoàng thượng, hoàng hậu nương nương các cung nữ nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ, trong đó một tên tần phi nhìn xem đi ra mấy bước gian nhược, thấp giọng nói ra, hoàng hậu nương nương, ta có thể hay không đi cùng phế hoàng hậu, nói lời tạm biệt, năm đó nữ nhi chết yểu một chuyện, chính là hoàng hậu kẻ sai khiến làm, bây giờ lập tức rời cung, đương nhiên không thể tính như vậy, gian nhược cũng không quay đầu lại nói, đồng ý, các vị tần phi liếc nhau, đáy mắt lóe vẻ hưng phấn, lập tức rời cung, có cừu báo cừu có oán báo oán, chương 365, chúng ta gia sự, không tới phiên bọn hắn xen vào, ra lãnh cung về sau, gian nhược là tinh thần sản khoái, nàng nhìn xem lớn như vậy hoàng cung, thấp giọng hỏi, ngươi thân là nhất quốc chi quân, cũng không thể ở tại hy hòa cung, ngươi định đem tẩm cung chọn ở đâu, tiêu thừa cẩn mắt mắt khóe môi, nhược nhược, ta đã chọn tốt tẩm cung vị trí, cách kim loan điện rất gần, chờ tu sửa tốt. Chúng ta liền dời đi qua, dù sao hắn là sẽ không vào ở dưỡng tâm điện lâm tổng quản nhớ kỹ sắp xếp người đem vĩnh ninh điện một lần nữa tu sửa đổi tên là vĩnh lạc cung về sau chính là trẫm cùng tẩm cung của hoàng hậu lâm tổng quản nghe vậy cười ha hả nói lão nô tuân chỉ giang nhược thứ đồ gì còn muốn ở tại một tòa tẩm cung vậy mình còn có tự do thân thể sao giang nhược nhìn về phía hậu cung phương hướng âm thầm nhã rảnh lớn như vậy hậu cung ít nhiều có chút lãng phí. Tiêu thừa cẩn nhìn xem Giang Nhược biểu lộ, liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhược nhược, ta thuở nhỏ liền lẻ loi một mình, không nghĩ tiếp qua cô đơn thời gian. Mà lại, tại tể châu thời điểm, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không theo ta chia phòng. Ngũ chữ còn chưa nói ra miệng, Giang Nhược đầu cho tiêu thừa cẩn một cái mắt đau ngăn lại hắn. Trước mặt mọi người, nói những cái này thích hợp sao, tiêu thừa cẩn khóe môi hơi câu, nói bổ sung, chúng ta nhất định phải ở cùng một chỗ. Giang Nhược nháy một chút con mắt, chỉ vào hậu cung phương hướng, kia hậu cung đâu. Tiêu thừa cẩn chậm rãi phun ra hai chữ, phế, trừ, dứt lời, Long liễn hơi trao đảo một cái. Nhất Long liễn đám tiểu thái giám từ hủy bỏ hai chữ bên trong đã minh bạch, hoàng thượng muốn độc sủng hoàng hậu. Thế nhưng là, hoàng thượng nói đến, có thể làm đến sao, luôn cảm thấy có chút treo. Giang Nhược bưng miệng cười, có ý riêng mà nói, ngươi nói, ngươi làm như thế, đám đại thần có thể hay không? Có thể tưởng tượng, cậu nam nhân đưa ra hủy bỏ hậu cung, mình nhất định sẽ trở thành đám đại thần dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Cái gì ghen tị, mị hoặc quân chủ, họa loạn triều cương, ha ha, nàng mới không sợ, chính là lòng dạ hẹp hòi làm sao? Tiêu thừa cẩn hừ lạnh một tiếng, chúng ta gia sự, không tới phiên bọn hắn xen vào, tại phong hậu đại điển ngày ấy, trực tiếp hướng Bách Quang nói rõ ràng diệt bọn hắn suy nghĩ, dám can đảm phản đối, cuốn gói về nhà, Long liễn đi tới hy hòa cung lân cận, một tiểu thái dám bước nhanh vội vàng đi tới, nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, miễn lễ. Tiêu thừa cẩn nhìn xem có chút lo lắng bất an tiểu thái giám, lạnh giọng hỏi, có chuyện gì, tiểu thái giám nghe tiêu thừa cẩn ngữ khí, lại là khẽ run rẩy. hắn cúi thấp đầu, hơi có vẻ sợ hãi nói, hồi, hồi hoàng thượng, Lễ bộ thượng thư Ngô đại nhân cầu kiến mẹ ruột a à. cái này Tân Hoàng thật đáng sợ có chút trung chân Giang Nhược phát hiện Tiểu Thái giám có chút sợ Tiêu Thừa Cẩn liền kéo ống tay áo của hắn người thu liễm một chút Tiêu Thừa Cẩn nắm lấy Giang Nhược tay có chút thu liễm thần sắc để Ngô đại nhân đi ngự thư phòng chờ lấy nô tài tuân chỉ nô tài cáo lui Tiểu Thái giám không người rời đi nháy mắt đưa tay lau lau mồ hôi trán châu hô nhiệm vụ hoàn thành gian nhược nhìn xem tiểu thái dám bóng lưng rời đi hoàng thượng ta về trước khi hòa cung ngươi đi giúp chính vụ đi tiêu thừa cẩn chấp lên gian nhược tay đặt ở bên môi khẽ hôn một chút nhược nhược ăn trưa ta muốn ăn lạnh mặt còn muốn ăn trái cây vụn băng lâm tổng quản cùng đông tuyết vô ý thức che mặt một bộ không có mắt thấy dáng vẻ hoàng thượng mời ngài ghi nhớ ngài thân phận bây giờ còn có ngài có thể hay không thận trọng điểm nhất long liễn đám tiểu thái dám nghe lời nói này, dưới chân mềm nhũng, vừa mới, hoàng thượng là đang cùng hoàng hậu nũng nịu sao, Giang nhược phát giác long liễn hơi trao đảo một cái, liền biết bọn này tiểu thái dám nội tâm ý nghĩ, nàng có chút câu môi, giả vờ giả việc trả lời, tốt, thần thiếp sẽ theo hoàng thượng yêu cầu chuẩn bị ăn trưa, tự mình đưa đi ngự thư phòng, lâm tổng quản thấy thế, tranh thủ thời gian khoát tay áo, thấp giọng phân phó nói, rơi kiệu, long liễn bình ổn rơi xuống đất, tiêu thừa cẩn viện gian nhược hạ long liễn về sau, một bộ lưu luyến không rời bộ dáng, nhược nhược, ta tại ngự thư phòng chờ ngươi, gian nhược bất đắc dĩ nâng tráng, hoàng thượng, xử lý chính vụ quan trọng, đúng, thần thiếp nhắc nhở ngài một câu, đừng quên cô cô cùng lão đầu tứ hôn thánh chỉ, thần thiếp cáo lui. Giang Nhược nhanh chóng nói xong, đối đông tuyết nói ra, đông tuyết chúng ta về Hy Hòa Cung, đông tuyết thấy thế, tranh thủ thời gian đối tiêu thừa cẩn phúc thân hành lễ, nô tỳ cáo lui, nhược nhược. Tiêu thừa cẩn nhìn xem cũng không quay đầu lại gian nhược, duỗi ra tay dừng tại giữ không trung bên trong. Theo lý thuyết, không phải hẳn là có cái thân thiết sao? Tại sao không có rồi? Một đám tiểu thái giám trực tiếp mộng, hoàng thượng ít nhiều có chút dính người ha, nhìn hoàng hậu dáng vẻ, còn giống như có một chút điểm phiền. Lâm tổng quản nhìn xem Tiêu thừa cẩn không có tiền đồ bộ dáng, mở miệng nhắc nhở, hoàng thượng, ngô đại nhân còn tại ngự thư phòng chờ lấy đâu, bãi giá ngự thư phòng. Tiêu thừa cẩn quay người bên trên long liễn, lâm tổng quản ngoắt ngoắt khóe môi, dắt giọng hô, khởi giá, tiêu thừa cẩn nghiêng đầu nhìn xem gian nhược bóng lưng, ủy khuất ba ba nghĩ, cái này hoàng vị thật là một cái vướng víu, có điều, vì muốn người bảo vệ, thụ điểm ủy khuất cũng không có gì, ai, cuối cùng là mình chống được tất cả. Ngự thư phòng bên ngoài. Ngô Đại Nhân tại Tiểu Thái Giám sau khi trở về, ngay tại ngự thư phòng ngoại lai về dạo bước, bởi vì muốn sắp xếp đăng cơ đại điển cùng phong hậu đại điển tương quan công việc, lễ bộ phá lệ bận rộn, Ngô Đại Nhân thoáng nhìn chậm rãi đến Long Liễn lúc, tranh thủ thời gian đứng vững, Long Liễn rơi xuống đất, tiêu thừa cẩn sải bước đi tới, Ngô Đại Nhân tiến lên một bước, quỳ xuống đất dập đầu nói, vi thần tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Đại Nhân xin đứng lên, theo trẫm đến ngự thư phòng đi. Tiêu thừa cẩn nói, trực tiếp đi vào ngự thư phòng, ngô đại nhân trồng mắt, tạ hoàng thượng. Sau khi đứng dậy, mắt nhìn xuống đất đi theo, tiêu thừa cẩn tiến vào ngự thư phòng về sau, nhìn xem một lần nữa bố trí gian phòng, hài lòng nhẹ gật đầu, hắn ngồi tại bàn trước sau, đối lâm tổng quản phân phó, cho ngô đại nhân ban thưởng ghế ngồi, vâng, hoàng thượng, lập tức. Lâm Tổng quản đối hai tên tiểu thái giám làm cái nháy mắt, hai tên tiểu thái dám tay chân lanh lẹ chuyển đến một cái chỗ ngồi ngô đại nhân nhìn một chút chỗ ngồi đối tiêu thừa cẩn không mình hành lễ nói đa tạ hoàng thượng ban thưởng ghế ngồi tiêu thừa cẩn nhìn xem muốn nói lại thôi ngô đại nhân nhíu mày hắn trầm giọng hỏi ngô đại nhân ngươi hôm nay đến đây thế nhưng là vì đăng cơ cùng phong hậu đại điển một chuyện ngô đại nhân khẽ vuốt cầm vi thần là muốn hỏi một chút hoàng thượng đối với đăng cơ đại điển cùng phong hậu đại điển có yêu cầu gì Tiêu thừa cẩn câu môi, chỉ điểm nói, ngô đại nhân, đối với trẫm đến nói, đăng cơ đại điển là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là phong hậu đại điển. Ngô đại nhân nghe vậy, nhíu mày, hoàng thượng ý là, cường điệu tổ chức phong hậu đại điển. Hắn sau khi đứng dậy, không mình hành lễ nói, vi thần tuân chỉ, tiêu thừa cẩn khoát tay áo, ngô đại nhân, ngươi lui ra đi, còn phải cho nhạc phụ đại nhân viết tứ hôn thánh chỉ, vi thần cáo lui. Ngô Đại Nhân không người thi lễ một cái, tiêu thừa cẩn đứng dậy, từ hốc tối bên trong lấy ra một cái màu vàng sáng, quyển trục chưa ghi. Lâm Tổng quản thấy thế, tranh thủ thời gian mài mực, hoàng thượng, phò mã gia thu được tứ hôn thánh chỉ, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiêu thừa cẩn tọa hạ nháy mắt, trong đầu bỗng nhiên hiện lên ninh cảnh hoài gương mặt. Lâm Tổng quản sắp xếp người đi một chuyến quốc công phủ, tuyên ninh thế tử tới gặp trẫm, hảo sự thành xong, đem ninh cảnh hoài tứ hôn thánh chỉ cùng một chỗ viết còn muốn cho các châu đưa chiếu thư cho cửu cửu đưa tin tức cho nước láng giềng đưa chiếu thư ha ha những cái này chuyện nhờ vả tình liền vất vả tiểu phụng lão nô tuân mệnh lâm tổng quản vui vẻ ra ngự thư phòng đưa tới chờ lấy một bên tiểu thái giám đi quốc công phủ một chuyến hoàng thượng tuyên ninh thế tử yết kiến tiểu nhân tuân mệnh tiểu thái giám lĩnh mệnh vội vàng rời đi lâm tổng quản bỗng nhiên nghĩ đến giả điên tiêu mạch thành hắn quay người trở lại ngự thư phòng đứng tại bàn bên cạnh tiếp tục mài mực đợi tiêu thừa cẩn viết xong tứ hôn thánh chỉ về sau hắn tiện sư sư nói hoàng thượng phế thái tử điên lão nô muốn cùng thái y đi đông cung đi một chuyến tiêu thừa cẩn nghe vậy nhíu mày nói chuẩn đi đông cung trước trước tiên đem tứ hôn thánh chỉ đưa đi công chúa phủ lâm tổng quản lập tức tâm hoa nộ phóng lão nô tuân mệnh hắn đem ngự thư phòng sự tình thu xếp toàn bộ thỏa đáng, lại tự mình đi một chuyến lãnh cung, an bài tốt phi tầng nhóm trời cung một chuyện. Lâm Tổng quản ngầm đâm đâm nghĩ, cái này vừa thượng nhiệm, liền loay hoay chân đánh cái ót, có điều, rất thích kiểu bận rộn này cảm giác, quốc công phủ, trong sân vừa đi vừa về tản bộ ninh cảnh hoài. Nhìn thấy người gác cổng dẫn cung nhân đi tới lúc, trong lòng một trận mừng thầm, sẽ không là tiêu, hoàng thượng triệu kiến mình a à. hắn thu liễm thần sắc, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng đi ra ngoài tiểu thái dám nhìn thấy ninh cảnh hoài không mình hành lễ nô tài ra mắt ninh thế tử ninh cảnh hoài ho nhẹ một tiếng miễn lễ ninh thế tử hoàng thượng tuyên ngài đi ngự thư phòng tiểu thái dám nói thẳng tới đây mục đích tốt bản thế tử sau đó liền tiến cung ninh cảnh hoài đè ép tâm tình kích động hoàn thành nhiệm vụ tiểu thái dám không người nói ra nô tài hồi cung phục mệnh đi thông thả ha, Ninh Cảnh Hoài nhìn xem tiểu thái giám bóng lưng rời đi, tâm tình rất là vui vẻ, tiêu thừa cẩn triệu kiến mình, nhất định là vì tứ hôn một chuyện, nhạc mẫu đại nhân đã đồng ý hắn cùng yên nhi hôn sự, nhạc phụ đại nhân nhất định sẽ đồng ý, ha ha, tiếng cung, chương 366, vì giả điên, thật đúng là liều, ngự thư phòng, Ninh Cảnh Hoài đi vào ngự thư phòng thời điểm, Đi quốc công phủ tiểu thái giám còn không có trở lại trong cung, bởi vậy có thể thấy được, ninh cảnh hoài là có bao nhiêu không kịp chờ đợi, tiêu thừa cẩn đang ngồi ở bàn trước viết chiếu thư, nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, khóe môi có chút dơ lên, ninh thế tử tốc độ này rất nhanh a, à. ninh cảnh hoài dừng bước, đối muốn hành lễ đám tiểu thái giám làm ra im lặng động tác, suy, mấy tên tiểu thái giám liếc nhau, không có lên tiếng, ninh cảnh hoài nhìn ngồi tại bàn trước tiêu thừa cẩn, âm thầm suy nghĩ, khoan hãy nói a. À có ít người sinh ra chính là làm hoàng đế liệu nhìn một cái cái này quân lâm thiên hạ khí thế là thật bá khí a à. tiêu thừa cẩn phát giác ninh cảnh hoài sùng bái ánh mắt cũng không ngẩng đầu lên nói đừng ở bên ngoài ngốc đứng ninh cảnh hoài thân thể cứng đờ một mặt cười ngây ngô đi vào ngự thư phòng kia cái gì nhìn ngươi bận rộn như vậy đều không có ý tứ quấy rầy ninh cảnh hoài hậu tri hậu giác phát hiện mình diện thánh phương thức không đúng lắm vô ý thức che miệng tiêu thừa cẩn bây giờ là hoàng thượng, mình phải đi quỳ lạy chi lễ mới đúng, Ninh Cảnh Hoài nghĩ như vậy, liền phải quỳ xuống, tiêu thừa cẩn thả ra trong tay ngự bút, ngầm đâm đâm đánh giá Ninh Cảnh Hoài biểu tình biến hóa, ngay tại Ninh Cảnh Hoài uống gối quỳ xuống thời điểm, tiêu thừa cẩn lên tiếng ngăn lại, chậm đã, Ninh Cảnh Hoài cứng tại tại chỗ, một mặt mờ mịt, quỳ lạy tư thế không đúng, vẫn là biểu lộ không đúng. Tiêu thừa cẩn nhìn xem ngay người ninh cảnh hoài, ho nhẹ một tiếng, trẫm miễn ngươi quỳ lạy chi lễ, lời vừa nói ra, Ninh Cảnh Hoài biểu lộ từ mờ mịt đến mừng rỡ, hắn lúc này quỳ xuống đất dập đầu, đa tạ hoàng thượng, đứng lên đi. Tiêu thừa cẩn sâu kín nói ra, ngươi hẳn là cảm tạ phụ thân của ngươi, Ninh Cảnh Hoài đứng dậy, tiện sư sư nói, hồi nhà lại cho ta cha dập đầu cảm tạ, tiêu thừa cẩn nhìn xem cười đùa tí tưởng Ninh Cảnh Hoài, ngoắc ngoắc khóe môi, mình đi chuyển chỗ ngồi, trẫm có việc. Tình muốn nói với ngươi. Ninh Cảnh Hoài nghe vậy, liền biết là tứ hôn sự tình. Hắn quay người chuyển một tấm chỗ ngồi đặt ở một bên, một mặt nhu thuận ngồi ở chỗ đó. Hai tên tiểu thái giám dân trà về sau, không người rời đi. Tiêu thừa cẩn nâng chung trà lên uống một miệng nước trà, không nhanh không chậm mà nói, trẫm đáp ứng ngươi, sau khi chuyện thành công liền cho các ngươi tứ hôn. Hôm nay triệu ngươi đến chính là muốn hỏi một chút, tướng quân phu nhân đồng ý hôn sự của các ngươi sao? Nghe tiêu thừa cẩn lời nói này, Ninh Cảnh Hoài lập tức chi lăng lên, hồi hoàng thượng lời nói, nhạc mẫu đại nhân đã đồng ý thần cùng Yên Nhi hôn sự, mà lại, Yên Nhi thu thần bảo vật gia truyền. Nàng nhất định phải gả cho thần, tiêu thừa cẩn nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, trẫm lại phái tiểu phụng hoàng đi một chuyến biên cảnh, đem sở tướng quân phụ tử triệu hồi kinh tham gia đăng cơ đại điển, đến lúc đó, thừa dịp sở tướng quân phụ tử tại kinh, các ngươi cũng đem hôn lễ lo liệu ninh cảnh hoài trực tiếp cảm động xấu hắn đứng người lên đè ép tâm tình kích động nghiêm trang nói ra thần ở đây cám ơn hoàng thượng hoàng thượng chỉ cần ngài cần thần thần nhất định xông pha khói lửa không chối từ tiêu thừa cẩn ha ha trẫm chờ chính là ngươi câu nói này đứng lên đi ghi nhớ ngươi hôm nay nói lời ninh cảnh hoài làm sao có loại chủ động nhảy vào trong hố cảm giác ảo giác nhất định ảo giác về sau ninh cảnh hoài nghĩ tới hôm nay nói lời liền hận không thể quất chính mình mấy cái to mồm hắn cho tiêu thừa cẩn đánh cả một đời công không nói liền con của mình đều không có trốn qua cái này vận mệnh tiêu thừa cẩn nhìn có chút hoài nghi ninh cảnh hoài hơi có vẻ chột dạ mà nói trẫm còn muốn viết chiếu thư tứ hôn thánh chỉ hai ngày nữa liền sẽ đưa đi phủ tướng quân ngươi lui ra đi ninh cảnh hoài chắp tay cung kính nói thần cáo lui chuẩn bị quà tặng đi phủ tướng quân một chuyến ha ha, rốt cuộc có thể quan minh chính đại đi phủ tướng quân. Tiêu thừa cẩn nhìn xem ninh cảnh hoài bóng lưng rời đi, nhíu mày, không tim không phổi gia hỏa, công chúa phủ. Thịnh vân thiệu nhìn xem lâm tổng quản trong tay thánh chỉ, cười đến không ngậm miệng được. Ha ha, thánh chỉ cho ta đi, ta nhìn liếc mắt, liền cất giấu. Đúng, lúc ngươi tới, có hay không tuyên truyền một chút cái này sự tình. Lâm tổng quản, may mắn một đường giống trống khu chiên, phò mã gia yên tâm, lúc này tứ hôn cái này sự tình đã truyền ra thịnh vân thiệu liền vội vàng gật đầu rất tốt ngươi làm không tệ thưởng sầm ma ma nghe được thịnh vân thiệu lên tiếng mặt mày hớn hở đem mấy cái màu đỏ túi tiền phân cho lâm tổng quản mấy người lâm tổng quản mấy người tiếp nhận túi tiền chắp tay nói đa tạ phò mã gia an nhiên công chúa nhìn xem ôm lấy thánh chỉ không buông tay thịnh vân thiệu nhìn không được cười nhẹ lên tiếng lâm tổng quản cười hít mắt hỏi phò mã gia có thể chọn thật lớn cưới thời gian rồi, đầu tháng sau 8. Thịnh Vân Thiệu mừng khấp khởi nói, Lâm Tổng quản khẽ vuốt cầm, lão nô hồi cung về sau, liền đem việc này bẩm báo cho Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương. An nhiên công chúa hợp thời mở miệng nói, Lâm Tổng quản, Cẩn Nhi vừa tiếp nhận chính quyền bề bộn nhiều việc, đại hôn một chuyện, chính chúng ta đặt mua liền tốt, lão nô minh bạch. Lâm Tổng quản gật đầu ứng tiếng nói, nhớ tới còn muốn đi Đông Cung, Lâm tổng quản như nói thật nói, công chúa điện hạ, phò mã gia, lão nô còn muốn đi đông cung một chuyến, trước hết cáo lui. Thịnh Vân Thiệu vừa nghe nói đi đông cung, lập tức tinh thần tỉnh táo, "Ngươi trước chờ một chút, Tiêu Mạch thành điên cái này sự tình, ta đoán chừng là trang." Lâm tổng quản một mặt cười xấu xa, "Hoàng hậu nương nương nói, dùng độc dược thử một lần liền biết, ha ha, kế này rất hay." Thịnh Vân Thiệu giơ ngón tay cái lên, Lâm Tổng quản dẫn theo mấy người tới đến cửa Đông Cung, trong coi ngự Lâm Quân trực tiếp đem cửa mở ra, bọn hắn phi thường khách khí nói, Lâm Tổng quản mời, ừm. Lâm Tổng quản nhẹ gật đầu, bưng giá đỡ tiến vào Đông Cung, các ngự Lâm Quân ngầm đâm đâm nghĩ, đây chính là bên người Hoàng thượng Trung Bộc, nhưng phải lấy lòng điểm. Lâm Tổng quản nhìn xem một mảnh hỗn độn Đông Cung, cười lạnh một tiếng, ai, vì giả điên, thật đúng là liều, giờ phút này. Bẩn Thiểu Tiêu Mạch thành tựa ở dưới một thân cây, dùng nhánh cây đâm con kiến động, khi hắn nghe được tiếng mở cửa, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối, có người đến, cũng không biết kỹ thuật diễn của mình có thể hay không hồ lộng qua, thế là, hắn một bên đâm, một bên lẩm bẩm, "Trẫm là hoàng thượng, các ngươi đều cho trẫm quỳ xuống đất thỉnh an, các ngươi đều muốn nghe lời của trẫm, nếu không, trẫm liền chặt đầu của các ngươi." Lâm tổng quản đứng ở một bên, lẳng lặng quan sát lấy tiêu mạch thành. Khoan hãy nói, giả bộ rất giống có chuyện như vậy. Hắn tiến lên mấy bước, đứng tại tiêu mạch thành đối diện, khục, ngươi làm cái gì vậy đâu. Tiêu mạch thành dùng trong tay nhánh cây chỉ chỉ con kiến, cũng không ngẩng đầu lên nói, suyệt, trẫm đang cùng đám đại thần thảo luận triều chính, đừng dọa đến bọn chúng. Lâm tổng quản nhìn xem trên đất con kiến, khóe môi nổi lên một vòng cười lạnh, hắn ngồi xổm người xuống, trào phúng nói, nguyên lai like ngươi là kiến vua A, hừ. Ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy, tiêu mạch thành nghe vậy, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia sát ý, cái này cẩu nô tài, vậy mà ám chỉ mình là con kiến, hắn là đang giễu cợt mình rất nhỏ bé, không biết lượng sức, còn có chính là, cái này cẩu nô tài lời nói bên trong ý tứ, chơi chết mình, như bóc chết một con kiến dễ dàng, chương 367, cái này gọi phụ trái tử hoàng, Lâm Tổng quản nhìn xem Lâm vào trầm mặt tiêu mạch thành, nhịn không được cười ha ha vài tiếng. Ha ha, ngươi diễn kỹ này vẫn là không quá thuần thục a. Tiêu mạch thành nghe Lâm Tổng quản tiếng cười, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tổng quản, ngươi đang cười nhạo trẫm. Hắn chậm rãi đứng người lên, thần sắc điên cuồng nhìn về phía đứng ở một bên mấy người, nghiêm nghị quát, nói, các ngươi có phải hay không muốn mua sát trẫm, có phải là muốn cướp trẫm hoàng vị, có ai không? đem những này loạn thần tặc tử kéo ra ngoài hết thảy chặt cổng cái hòm thuốc hà thái y bị đột nhiên điên lên tiêu mạch thành giật nảy mình hắn lặng lẽ lui lại mấy bước về sau ngầm đâm đâm nghĩ nương ài phế thái tử sẽ không là thật điên rồi đi lâm tổng quản không nhanh không chậm đứng người lên lạnh giọng nói ra phế thái tử ngươi cũng đừng trang bản tổng quản mới sẽ không tin tưởng ngươi điên tiêu mạch thành chính mình cũng dạng này cái này cẩu nô tài vậy mà không tin thật sự là quá khó đối phó tiểu thuận tử bưng một bát tổ yến cháo trốn ở nơi hẻo lánh quan sát đến tình huống bên này đang nghe lâm tổng quản lời nói này lúc nhíu mày lâm tổng quản vì sao như thế chắc chắn điện hạ là giả điên hẳn là điện hạ thật sự là giả điên tiêu mạch thành hơi ấp ủ một chút cảm xúc giơ lên trong tay nhánh cây một mặt căm hận nhào về phía lâm tổng quản trẫm muốn đánh chết ngươi cái này nghịch tặc lâm tổng quản một mực quan sát đến tiêu mạch thành tại hắn nhào tới thời điểm nhanh chóng né tránh nháy mắt sau đó tiêu mạch thành nằm rạp trên mặt đất kêu lên một tiếng a à. ngã chết trẫm các ngươi những cái này nghịch tặc tranh thủ thời gian đỡ trẫm lên ô ô trẫm đau quá a à. lâm tổng quản thần sắc bình tĩnh đứng ở một bên mặc cho tiêu mạch thành nằm rạp trên mặt đất hô to gọi nhỏ nhìn xem ngươi có thế đùa nghịch ra hoa dạng gì tiểu thuận tử nhìn xem té ngã trên đất tiêu mạch thành trong lòng có chút lo lắng mặc kệ điện hạ thật điên, vẫn là giả điên, lúc này mình phải đi chiếu cố điện hạ. Tiểu thuận tử từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến, giả vờ giả việc hô nhỏ một tiếng, hoàng thượng, ngài đây là làm sao rồi? Hắn cầm trong tay khay hướng dưới mặt đất vừa để xuống, mau đem tiêu mạch thành nâng đỡ. Hoàng thượng, ngài không có sao chứ, tiêu mạch thành giống như là con thỏ con bị giật mình, trốn ở tiểu thuận tử sau lưng, tiểu thuận tử, ngươi nhất định phải bảo hộ trẫm A bọn hắn nghĩ mưu hại trẫm tiểu thuận tử không phải phối hợp nhẹ dụ dỗ nói hoàng thượng ngài chớ sợ nô tài sẽ bảo vệ tốt ngài lập tức tiểu thuận tử đối lâm tổng quản cả đám quát lớn các ngươi làm gì không cho phép khi dễ hoàng thượng tiêu mạch thành ra vẻ ngu ngơ bộ dáng đúng các ngươi không cho phép khi dễ trẫm lâm tổng quản nhìn xem trên đất tổ yến cháo khóe môi câu lên một vòng ý cười hắn từ ống tay áo lấy ra một cái bình sứ tại tiêu mạch thành chủ tớ trước mặt lung lay bản tổng quản nơi này có trường sinh bất lão thuốc ngươi có muốn hay không ăn a à? tiêu mạch thành trường sinh bất lão ta xem là ăn về sau dài ngủ không dậy nổi đi cẩu nô tài vậy mà dùng độc dược thăm dò bản cung làm như thế nào đón hắn cái này tổn hại chiêu đâu tiểu thuận tử nhìn xem bình sứ nơi nào không rõ lâm tổng quản ý tứ hắn ra vẻ một mặt hoảng sợ nói ra ngươi các ngươi vậy mà nghĩ độc chết điện hạ nhà ta sau đó, tiểu thuận tử khóc khẩn cầu nói, tiểu nhân vang cầu các ngươi, bỏ qua điện hạ nhà ta đi. Ô ô, điện hạ nhà ta đã đủ đáng thương. Tiêu mạch thành nhìn xem tiểu thuận tử biểu hiện, trong lòng có chút mừng thầm. Hắn mừng thấp khởi nghĩ, như vậy, hẳn là có thế lừa qua bọn này cẩu nô tài đi. Bọn hắn chủ tớ làm sao biết, cũng bởi vì tiểu thuận tử một phen, để lâm tổng quản nhớ lại tiêu thừa cẩn trúng độc lúc ăn những cái kia đau khổ lâm tổng quản trong lòng cái kia hận a à, hắn cười lạnh một tiếng nghiêm nghị chất vấn bỏ qua ngươi điện hạ thế nhưng là ai bỏ qua nhà ta chủ tử năm đó tiêu quân trạch cho nhà ta chủ tử hạ độc thời điểm nhưng bởi vì chủ tử tuổi còn nhỏ bỏ qua hắn năm lần bảy lượt ám sát ta gia chủ liền nhà ta chủ tử hôn mê đều không bỏ qua tiểu thuận tử nhìn xem lâm tổng quản bộ dáng liền biết mình để lâm tổng quản nhớ lại chuyện cũ hắn kiên trì ngụy biện nói, Lâm Tổng quản, ngươi gia chủ tử trúng độc, gặp phải ám sát cùng nhà ta điện hạ không quan hệ, ngài. Chớ có giận chó đánh mèo điện hạ nhà ta, Lâm Tổng quản nhìn xem cực lực giảo biện tiểu thuận tử, hừ lạnh một tiếng, làm sao ngươi biết cùng nhà ngươi điện hạ không quan hệ, cái này gọi phụ trái tử hoàng, tiểu thuận tử nghe được chỗ này, rất muốn về một câu, tiền nhiệm hoàng thượng còn sống. Dựa vào cái gì phụ trái tử hoàng? tiền tư hậu tưởng trong chốc lát, hắn vẫn là nhìn xuống, lâm tổng quản mắt lạnh nhìn chủ tớ hai, từ từ mở ra bình sứ, lấy ra một viên màu nâu dược hoàng, cái này thuốc sẽ không hạ độc chết người, sẽ chỉ làm ngươi tại giờ tí thời điểm. Toàn thân đau đớn, tiêu mạch thành nhìn xem viên kia màu nâu dược hoàng, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối, xem ra, cái này cẩu nô tài hôm nay là không có ý định buông tha mình, mặc kệ, tiếp tục giả điên, thế là, hắn đẩy ra tiểu thuận tử sợ lấy phần bụng hét lên trẫm thật đói trẫm muốn ăn đồ vật tiểu thuận tử thấy thế mau đem trên đất bát sứ bưng cho tiêu mạch thành hoàng thượng đây là nô tài cho ngài chịu tổ yến cháo ngài nếm thử tổ yến cháo tiêu mạch thành tiếp nhận bát sứ nuốt một ngụm nước bọt tiếp lấy liền ăn như hổ đói uống lâm tổng quản lẳng lặng nhìn tiêu mạch thành diễn kịch tiêu mạch thành uống xong cháo về sau một chút cầm trong tay bát ném ra ngoài tổ yến cháo thật tốt uống, trẫm còn muốn. Tiểu thuận tử lập tức trấn an nói, hoàng thượng thích uống liền tốt, nô tài lại đi chuẩn bị. Lâm tổng quản ngẩng đầu nhìn ngày, lười nhát cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn nghiêm nghị hô, người tới, cùng theo vào hai tên ngự lâm quân liếc nhau, tiến lên mấy bước, chắp tay nói, lâm tổng quản, có gì phân phó, đem phế thái tử cho bản tổng quản áp tới. Vâng, lâm tổng quản, tiêu mạch thành chủ tớ xem xét cái này tư thế, lập tức dọa mộng tiểu thuận tử kịp phản ứng về sau mau đem tiêu mạch thành bảo hộ ở sau lưng hắn run rẩy thanh âm nói ra các ngươi muốn làm cái gì không cho phép tổn thương điện hạ có ai không có người muốn mưu sát thái tử điện hạ hai tên ngự lâm quân khí thế hùng hổ hướng đi tiêu mạch thành một chút đem tiểu thuận tử đẩy lên một bên tiêu mạch thành hoảng sợ lui về sau mấy bước la lớn các ngươi muốn làm gì buông ra trẫm hai tên ngự lâm quân đối với tiêu mạch thành tiếng gào ngoảnh mặt làm ngơ trực tiếp đem hắn bắt giữ lấy lâm tổng quản trước mặt lâm tổng quản nhìn vẻ mặt hoảng sợ tiêu mạch thành nói thẳng phế thái tử ngươi cũng không cần trang bản tổng quản nói cho ngươi hoàng vị vĩnh viễn không tới phi ngươi đến ngồi lời nói xoay chuyển lâm tổng quản ngữ khí sắc bén nói đem phế thái tử miệng nặng ra một ngự lâm quân nghe vậy trực tiếp động thủ ô ô các ngươi buông ra trẫm Lâm Tổng quản trực tiếp đem màu nâu dược hoàng nhét vào tiêu mạch thành miệng bên trong, cái này thuốc sẽ không hạ độc chết ngươi, sau ba tháng, dược hiệu tự động biến mất, ngươi liền hảo hảo cảm thụ một chút, nhà ta chủ tử trúng độc lúc bị tội đi. Hai tên ngự lâm quân buông ra tiêu mạch thành về sau, tiêu mạch thành vừa muốn đem nuốt vào đi độc dược phun ra, hắn bối rối quay người viện thân cây, nôn ra một trận, quẹ. Lâm Tổng quản cười lạnh nói, phế thái tử không cần uổng phí sức lực ngươi nếu là dám đem thuốc phun ra, bản tổng quản đem còn sót lại toàn bộ đúc cho ngươi. Lời vừa nói ra, tiêu mạch thành dừng lại nhả thuốc động tác, lâm tổng quản đối cậu ở một bên Hà Thái Y nói ra, Hà Thái Y, phế thái tử. Có thể xác định không phải thật sự điên đi, Hà Thái Y tiến lên mấy bước, liền vội vàng gật đầu, hồi lâm tổng quản, phế thái tử là giả điên, phế thái tử cũng thế, ngươi nếu là giả điên, liền trang giống một điểm, lần này tốt, một viên dược hoàng liền lộ tẩy lâm tổng quản đối cứng tại tại chỗ tiêu mạch thành cười nhạo một tiếng phất ống tay áo một cái hồi cung cả đám phần phật rời đi tiểu thuận tử tại tổng quản mấy người sau khi rời đi lộn nhào chạy đến tiêu mạch thành bên người điện hà ngài đừng sợ nô tài cái này về thư phòng cầm giải độc dược hoàng sau khi nói xong hắn liền hốt hoảng chạy đi tiêu mạch thành mặt đầy oán hận nhìn xem lâm tổng quản bóng lưng rời đi chậm rãi ngồi quỳ chân trên mặt đất, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, tuyệt đối đừng phạm đến bản cung trong tay. Hắn nhìn xem trên người mình vô cùng bẩn áo mãn bào, trong lòng có chút xoắn xuýt, còn muốn giả điên xuống dưới sao, lâm tổng quản ra đông cung về sau, kia là một cái tinh thần sản khoái, đằng sau đi theo mấy tên tiểu thái giám cũng rất đuổi ánh mắt, nói chuyện phím ở giữa, liền đem tiêu mạch thành giả điên sự tình lan rộng ra ngoài người đi trên đường phố nghe được chuyện này về sau, trên mặt đều là bác quái thần sắc, thế là, bọn hắn tụ cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ. nguyên lai phế thái tử là giả điên, ta minh bạch, hắn là muốn dùng giả điên mê hoặc tân hoàng, sau đó, tùy thời đoạt lại hoàng vị, hừ. Tân Hoàng không có đem hắn đánh vào Đại Lao, đã phá lệ khai ân, đúng thế, đều như vậy, còn nhớ thương Hoàng vị, Lâm Tổng quản nghe chung quanh tiếng nghị luận, trên mặt hiển hiện nụ cười hài lòng, hắn khẽ hát, một đường hướng phía hoàng cung đi đến, tại đi mau đến cửa hoàng cung thời điểm, lâm tổng quản nụ cười cứng tại khóe môi, bởi vì, hắn nhìn thấy Giang Kỳ Niên một mặt nịnh nọt đi tới, chương 368, mời hoàng hậu nương nương dành thời gian về Giang Phủ một chuyến, cửa hoàng cung, Giang Kỳ Niên trải qua nhiều lần suy xét về sau, quyết định đến hoàng cung cầu kiến Giang Nhược, bất kể nói thế nào, mình cũng là phụ thân của nàng nhưng khi hắn nhìn thấy cửa cung một mặt sát khí ngu gia quân lúc, treo lên trống lui quân, đúng lúc này, hắn nhìn thấy cách đó không xa đi tới lâm tổng quản, hắn ngầm đâm đâm nghĩ, nhìn một cái, liền ông trời cũng đang giúp chính mình, thế là, hắn mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng nên đón, trừng đại tổng quản, ngươi đây là xuất cung ban sai rồi, lâm tổng quản dừng bước lại, khinh miệt nhìn thoáng qua giang kỳ niên, hắn cố ý dùng âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, ngữ khí nói ra, đúng, bản đại tổng quản đi công chúa phủ đưa một đạo tứ hôn thánh chỉ, lập tức, lâm tổng quản biết mà còn hỏi, sông ti nghiệp, ngài đến hoàng cung cần làm chuyện gì, giang kỳ niên nhìn xem lâm tổng quản ánh mắt kinh bỉ, trong lòng rất là không vui, hắn ở trong lòng mắng thầm, cẩu nô tài, ngươi phách lối cái gì a? À? phách lối nữa, ngươi cũng là một cái thấp hèn nô tài, ta, ta nghĩ. Giang kỳ niên ấp úng, kỳ thật, Giang Kỳ Niên rất muốn nói, ta muốn cầu kiến Hoàng hậu nương nương, cái này cầu chữ kẹt tại trong cổ họng, chính là nói không nên lời, bầu không khí lộ ra vẻ lúng túng, lâm tổng quản sau lưng mấy người liếc nhau, yên lặng gục đầu xuống, đây không phải cùng Hoàng hậu nương nương đoạn tuyệt cha con quan hệ sông ti nghiệp sao, Hoàng hậu nương nương gặp rủi ro thời điểm, lập tức phủi sạch quan hệ, bây giờ Hoàng hậu nương nương đắc thế, lại chạy tới được nhờ, chật chật, thật đúng là đủ dày da mặt. Giang Kỳ Niên dường như phát giác trong lòng mọi người ý nghĩ, ho nhẹ một tiếng che giấu bối rối của mình, khục, rừng đại tổng quản, ta hôm nay đến, chính là mời Hoàng hậu nương nương dành thời gian về Giang Phủ một chuyến, chúng ta cha con, hắn chưa nói xong, liền bị Lâm tổng quản ngăn lại, chậm đã, sông ti nghiệp, lời này của ngươi nói đến không đúng. Lâm tổng quản biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, Giang Kỳ Niên cái này cẩu nô tài nhất định là muốn nói đoạn tuyệt cha con quan hệ một chuyện. Lâm Tổng quản dùng ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm Giang Kỳ Niên, lạnh giọng nói ra, sông ti nghiệp, theo ta được biết, tại nhà ta chủ tử bị phế đế lưu vong ngày ấy, ngươi tại Kim Loan Điện ngay trước văn võ bá quan trước mặt, cùng nhà ta nương nương đoạn tuyệt cha con quan hệ, cái này sự tình, hẳn là không cần lão nô nhắc nhở đi. Giang Kỳ Niên nghe vậy, vội vàng mở miệng giải thích, trừng đại tổng quản, lúc ấy sự tình phát sinh quá mức đột nhiên ta dưới tình thế cấp bách liền làm ra chuyện này mà lại ta làm như vậy là có nguyên nhân lâm tổng quản cười lạnh một tiếng a à, thật sao khi mời sông ti nghiệp nói một chút đến cùng là nguyên nhân gì để ngươi làm trận làm ra đoạn tuyệt cha con quan hệ cử động tranh thủ thời gian giảo biện cũng để cho mọi người nhìn xem sắc mặt ngươi giang kỳ ni nhìn xem thái độ không tốt lâm tổng quản trong lòng rất là khó chịu nhưng là lúc này hắn còn không dám trêu chọc lâm tổng quản, hắn bày ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, thở dài một hơi, lúc ấy sự tình quá mức đột nhiên, ta liền nghĩ, mặt ngoài cùng hoàng hậu nương nương đoạn tuyệt cha con quan hệ, sau đó, âm thầm lặng lẽ trợ giúp bọn hắn, ai ngờ, chuyện này không chỉ người ngoài tin là thật, liền hoàng hậu nương nương cũng tin là thật, lão phu chỉ như vậy một cái nữ nhi, thật đúng là có thế phủ sạch quan hệ không quan tâm, ai, các ngươi đều hiểu lầm lão phu. Lâm Tổng quản nhìn xem cực kỳ thương tâm Giang Kỳ Niên, phát ra trào phúng tiếng cười. Ha ha ha. Thật đúng là làm khó sông ti nghiệp. Giang Kỳ Niên nghe Lâm Tổng quản tiếng cười, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Lâm Tổng quản, lão tử tốt xấu là hoàng hậu nương nương cha ruột, ngươi không sai biệt lắm được. Ai, sớm biết Giang Nhược có phượng mệnh, nói cái gì đều không như vậy đối đãi nàng. Lâm Tổng quản cười lạnh một tiếng, dễ cợt nói, song ti nghiệp, đem đoạn tuyệt cha con quan hệ nói đến như thế đường hoàng, ngươi thật đúng là mặt dày vô sĩ a. À. Giang kỳ niên nghe vậy, lập tức thẹn quá hóa giận, hắn chỉ vào lâm tổng quản, cắn răng nghiến lợi nói ra, lâm tổng quản, ngươi không nên quá phận, lâm tổng quản trực tiếp về hắn một cái khiêu khích lại kinh bị ánh mắt, chúng ta đi, lâm tổng quản ra lệnh một tiếng, phía sau công nhân cùng hà thái y trơn tru đuổi theo, giang kỳ niên tức không nhịn nổi, quay người đi theo mắt thấy lâm tổng quản bọn người sắp tiến vào cửa cung, hắn một mặt nộ khí hô, lâm tổng quản, người chẳng qua là một giới nô tài thôi, vậy mà như thế phách lối, người tin hay không, chỉ cần lão phu một câu. lâm tổng quản nghe sau lưng tức hỗn hển thanh âm, trực tiếp dừng bước lại, hắn giơ lên một vòng ý cười, đối cửa cung mấy tên ngu gia quân nói ra, cái này người chính là cùng chúng ta hoàng hậu nương nương đoạn tuyệt cha con quan hệ giang kỳ niên mấy tên ngu gia quân đồng loạt trừng mắt về phía Giang Kỳ Niên, trên thân hiện ra đáng sợ sát khí, Lâm Tổng quản yên tâm, chúng ta là sẽ không để cho hắn bước vào cửa cung nửa bước, Giang Kỳ Niên nhìn xem một thân sát khí ngu gia quân, nháy mắt dây sợ, hắn lui lại mấy bước, trung rẩy thanh âm nói, ngươi, các ngươi, Lâm Tổng quản xoay người, đắc ý nói ra, bản Tổng quản chính là phách lối, ngươi có thể đem ta sao? Dứt lời, nên ngang rời đi giang kỳ niên trơ mắt nhìn xem lâm tổng quản rời đi nhưng lại không thể làm gì hắn ở trong lòng thầm mắng điêu nô ngươi cho lão tử chờ lấy sớm tối muốn ngươi đẹp mặt ngự thư phòng hoàng thượng lão nô trở về lâm tổng quản người chưa tới tiếng tới trước tiêu thừa cẩn nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm ngước mắt nhìn về phía cổng khi nhìn đến lâm tổng quản mặt mũi tràn đầy mang cười tiến vào ngự thư phòng về sau tiêu thừa cẩn trêu chọc mà nói xuất cung thời điểm nhặt được bạc rồi. Lâm Tổng quản đi vào bàn bên cạnh, hồi hoàng thượng lời nói, lão nô không có nhặt được bạc, kia vì sao như thế vui vẻ. Tiêu thừa cẩn nhíu mày, Lâm Tổng quản nghĩ đến gian kỳ niên quốc ức bộ dáng. Lại nhịn không được che miệng cười nhẹ vài tiếng, hoàng thượng, lão nô trở về thời điểm, tại cửa cung gặp Giang Kỳ Niên, ngài là không biết, da mặt của hắn dày bao nhiêu, hắn còn muốn để hoàng hậu nương nương về Giang Phủ một chuyến, lão nô tức không nhịn nổi, liền nhục nhã hắn một phen. Tiêu thừa cẩn sau khi nghe xong, ngoắt ngoắt môi, làm rất tốt, ngoại hạng tổ một nhà vào kinh, liền đem gian phủ đối diện phủ đệ ban cho bọn hắn. Đến lúc đó, lại cho cho cửu cửu thứ nhất hoàng thương bản hiệu, giang kỳ niên, ngươi nghẹn lòng thời gian ở phía sau đâu, chương 369, ngươi thật đúng là tổn hại đến tâm khảm của ta, mặt trời chiều ngã về Tây. Tiêu thừa cẩn nhìn sắc trời một chút, đáy mắt tất cả đều là mừng rỡ, nhược nhược đến đưa ăn trưa thời điểm nói, giờ dậu liền có thể tan tầm, may mắn trong tay có một số việc muốn làm, nếu không, một ngày này nên đến cỡ nào dài dằn dặc. lâm tổng quản, chúng ta về hy hòa cung, đúng, đem những này chiếu thư toàn bộ mang lên, đêm nay đem tiểu phụng hoàng hống vui vẻ, ngày mai để nó ra ngoài chân chạy, lão nô tuân chỉ. Lâm tổng quản tay chân lanh lẹ đem bàn bên trên chiếu thư cất kỹ, vui vẻ rời đi ngự thư phòng, các nô tài cung tiễn hoàng thượng. Phía ngoài đám tiểu thái giám phần phật quỳ xuống đất dập đầu nói, bãi giá hy hòa cung. Tiêu thừa cẩn ngồi tại long liễn bên trên, khóe môi có chút dơ lên, lâm tổng quản dắt giọng hô, khởi giá, nhất long liễn một đám tiểu thái giám phát giác chủ tớ hai hảo tâm tình, cũng đi theo trầm tĩnh lại, bọn hắn ngầm đâm đâm nghĩ. Mặc dù Tân Hoàng luôn luôn cho người ta một loại người sống chớ gần lạnh lùng khí tức, nhưng là, hắn sẽ không bởi vì một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể, mà giận chó đánh mèo bọn hắn những cái này làm nô tài. Khi hòa cung, giờ phút này, tiểu phụng hoàng đang cùng gian nhược khoe khoang mình tại chức tạo các có bao nhiêu được hoan nghênh, tỷ tỷ, ngươi là không biết, coi ta xuất hiện tại chức tạo các thời điểm, mắt của các nàng hạt châu đều nhanh dính trên người ta, các nàng còn nói. Ta so trước đó những cái kia phượng bào bên trên phượng hoàng uy phong, tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ngươi phượng bào tuyệt đối là thiên hạ đẹp mắt nhất phượng bào. Giang nhược mặt mày mỉm cười nhìn xem tiểu phụng hoàng, phụ họa nói, nhà ta tiểu phụng uy phong lẫm liệt, người trong cả thiên hạ đều rất sùng bái ngươi, ngươi quả thực chính là xã giao trâu phượng A. Tiểu phụng hoàng bị giang nhược như thế khen một cái thưởng, xấu hổ rũ xuống cái đầu nhỏ, đúng lúc này, cửa cung truyền đến tiêu thừa cẩn thanh âm, nhược nhược, ta trở về, giang nhược nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía cổng kia bôi thẳng tắp thon dài thân ảnh, nàng chậm rãi đứng dậy, cố ý lắc mông chi đi lên trước, câu môi nói, thần thiếp cung nên hoàng thượng, tiêu thừa cẩn ánh mắt sáng rực mà nhìn chầm chầm vào gian nhược, bước nhanh về phía trước đem nàng ôm vào trong ngực, nhược nhược, ngươi lại nghịch ngợm, nói, ghé vào khóe môi của nàng khẽ hôn mấy lần, xung quanh các nô tài thấy thế, nhanh chóng gục đầu xuống, ai nha, không có mắt thấy, hoàng thượng ngài là không phải hẳn là thận trọng điểm, không thể không nói, hoàng hậu nương nương là hoàng thượng để trong lòng nhọn bên trên người, Giang Nhược phát giác tiêu thừa cẩn hảo tâm tình, khóe môi ý cười làm sâu sắc, hoàng thượng, bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng, tiêu thừa cẩn tai ửng đỏ, thấp giọng nói ra, nhược nhược, ta càng thích ngươi gọi thẳng tên của ta. Giữ dằn cái chủng loại kia, tiểu phụng hoàng thấy thế, thở phì phò chen tại trong hai người ở giữa, tốt, đừng dính nhau, đi ăn bữa tối, vừa về đến liền kề cận tỷ tỷ, có phiền hay không? Tiêu thừa cẩn cùng Giang Nhược nhìn xem chen ở giữa tiểu phụng hoàng, nhìn nhau cười một tiếng, thỏa thỏa bên thứ ba A, à. tiêu thừa cẩn đưa tay vuốt vuốt tiểu phụng hoàng đầu, ngữ khí ôn hòa, tốt, nghe ngươi, nhược nhược, chúng ta đi, đông tuyết thấy thế, phúc thân hành lễ nói, mời hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương dời bước thiện sảnh. Tiêu thừa cẩn cầm gian nhược tay, nhấc chân đi thiện sảnh đứng tại chỗ tiểu phụng hoàng nháy một chút con mắt, trong lòng có chút lẫm bẩm, kỳ quái, cậu nam nhân làm sao đột nhiên ôn nhu như vậy rồi, hắn có phải là tại cho mình đào hố, ân, ừ, phải đề phòng hắn điểm. Đi đến thiện cửa phòng miệng tiêu thừa cẩn, ngoái nhìn nhìn thoáng qua tiểu phụng hoàng, khóe môi nổi lên một vòng cười xấu xa. Tiểu phụng hoàng là càng ngày càng thông minh. Tiêu thừa cẩn ngồi tại trước bàn ăn, thấp giọng nói ra, nhược nhược, ta cho tiểu phụng hoàng an bài tốt nhiệm vụ ngày mai để nó đem các nơi chiếu thư đưa ra ngoài, thuận tiện đi thông báo ngoại tổ một nhà, có thể vào kinh. Giang Nhược nhìn xem bay vào tiểu phụng hoàng, khẽ vuốt cầm, dùng bữa trong lúc đó, tiêu thừa cẩn phá lệ ném cho ăn tiểu phụng hoàng. Hắn bưng lên một bàn hoa quả, đưa tới tiểu phụng hoàng trước mặt, đây là ngươi thích ăn nhất quả, mau ăn đi, tiểu phụng hoàng, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cậu nam nhân nhất định đang tính kế chính mình, tiểu phụng hoàng nhãn châu xoay động, hướng gian nhược bên người nhích lại gần kia cái gì ta không thấy ngon miệng chính ngươi ăn đi gian nhược cười hắc hắc đem mâm đựng trái cây nhận lấy ăn đi không có phóng độc thuốc tiểu phụng hoàng sinh không thể luyến thở dài đối mâm đựng trái cây hít hà cuối cùng ăn không biết vị đem quả ăn sạch gian nhược nhìn xem tràn ngập cảnh giác tiểu phụng hoàng cười đến mặt mày cong cong liền xong cái này cảnh giác lực có thể để ngươi bay khắp nơi bữa tối qua đi Tiêu Thừa Cẩn cười tủm tỉm nói: "Tiểu Phụng, ta có kiện sự tình muốn nhờ ngươi." Tiểu Phụng Hoàng nhìn một cái, lộ ra bộ mặt thật đi. Nó ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngạo kiều nói: "Nói một chút đi, tại phạm vi năng lực của ta bên trong, ta sẽ giúp ngươi." Tiêu Thừa Cẩn câu môi: "Chuyện này, trên đời này chỉ có ngươi có thể làm đến." Hừ. Thiếu cho ta mang mũ cao. Tiểu Phụng Hoàng hừ nhẹ một tiếng, thần sắc ẩn ẩn có chút đắc ý ha ha, tính ngươi thức thời, gian Nhược cùng tiêu thừa cẩn liếc nhau, tiểu phụng bắt đầu đắc ý, ta kế thừa hoàng vị chuyện này, cần cho các nơi đưa chiếu thư, liền vất vả ngươi bay một chuyến, đúng, còn có ngoại tổ một nhà, biên cảnh sở tướng quân phụ tử, tiểu phụng hoàng chi cạnh lỗ tai nghe xong, cuối cùng minh bạch tiêu thừa cẩn ý tứ, chính là dỗ dành mình vì hắn chân chạy bán mạng thôi, cắt, tất cả đều là sáo lộ, bay nhiều địa phương như vậy, ta khả năng cần mấy ngày mới có thể trở về, như vậy, ta sẽ nghĩ tỉ tỉ. Tiểu Phụng Hoàng nói đến chỗ này, một mặt không tình nguyện, nói bóng gió, ta không nghĩ bay, tiêu thừa cẩn ho nhẹ một tiếng, đã ngươi không đi, ta phái người khác đi tốt, vốn còn nghĩ dùng phượng, chữ làm niên hiệu, nhược nhược, chúng ta ra ngoài tản bộ. Tiêu thừa cẩn nói, đứng người lên nắm giang nhược trời đi thiện sẵn, tiểu phụng hoàng nghe vậy, một mặt xoắn suýt đứng tại trước bàn ăn, nghe cậu nam nhân ý tứ, còn rất coi trọng mình, xem ở hắn dùng phượng chữ làm niên hiệu phân thượng, chỉ ủy khuất bay một chuyến, ngay tại gian nhược cùng tiêu thừa cẩn đi ra hy hòa cung thời điểm, tiểu phụng hoàng vịt cánh đuổi theo, đưa chiếu thư chuyện này liền giao cho ta đi, mà lại, ta đáp ứng cửu cửu, tự mình cho bọn hắn đưa tin tức, tiêu thừa cẩn nhìn xem đuổi theo tiểu phụng hoàng, đáy mắt hiện lên một vòng ý cười hắn ra vẻ khó khăn nói, như vậy, ngươi khả năng vài ngày không gặp được nhược nhược, liền rời đi mấy ngày mà thôi, không quan hệ. Tiểu Phụng Hoàng vội vàng nói, Giang Nhược đuôi lông mày gãy nhẹ, được, liền vất vả Tiểu Phụng, trong lúc rảnh rỗi, Giang Nhược hai người ngay tại Hy Hòa Cung Lân Cận bắt đầu đi loanh quanh, đi tới đi tới, Tiêu Thừa Cẩn chợt nhớ tới Lâm Tổng quản tại cửa Hoàng Cung gặp được Giang Kỳ Niên một chuyện, hắn ho nhẹ một tiếng, ngầm đâm đâm tranh công, nhược nhược, ta định đem gian phủ đối diện phủ đệ ban cho cửu cửu, sau đó lại ban cho cửu cửu, thứ nhất hoàng thương, bản hiệu, gian nhược nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, ngươi ý nghĩ này không sai, giờ phút này, gian nhược đã não bổ ra gian kỳ niên tức hỗn hển, có ao ước đố kỵ tràn cảnh, gian nhược nhón chân lên, cho tiêu thừa cẩn một cái ban thưởng hôn, tiêu thừa cẩn khóe môi hơi câu, tiếp tục nói, đúng, cô cô cùng nhạc phụ đại nhân đầu tháng sau bác đại cưới chúng ta hai ngày này dành thời gian đi qua nhìn một chút, tốt, cam đoan để lão đầu nở mày nở mặt ở rễ đến công chúa phủ. Giang nhược cười đến không ngậm miệng được, tiêu thừa cẩn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, kỳ thật, cũng có thể để cô cô đến quốc trượng phủ, như vậy đi, liền đem quốc trượng phủ chọn tại cửu cửu phủ đệ bên cạnh, nếu như cô cô nhàm chán, liền đi tìm ngoại tổ mẫu, mở nói chuyện phiếm, Giang nhược, ha ha. Ngươi thật đúng là tổn hại đến tâm khảm của ta, cứ làm như thế. Bên này ấm áp sung sướng, lãnh cung thê thê lương lương. Đặc biệt là bị tần phi nhóm hành hung một trận hoàng hậu, mặt mũi tràn đầy cào ngấn, nằm tại trên giường không ngừng kêu lên, chửi mắng. Những cái này tiện nhân lại dám đánh bản cung, đều cho bản cung đi chết. Tiện nhân tuyệt đối đừng rơi xuống bản cung trong tay. Mấy tên cung nữ nghe hoàng hậu tiếng mắng, lặng lẽ rời phòng. Trước kia có bao nhiêu phong quan? bây giờ liền có bao thê thảm đức phi cùng Thục phi đều là tốt số đã bị ngự lâm quân hộ tống ni nhi tử đất phong còn lại tần phi cũng rất may mắn mang theo thị nữ của mình rời đi hoàng cung mà các nàng lại còn tại lãnh cung mệt gần chết làm việc ai thật sự là số khổ a à, bởi vì thanh âm của hoàng hậu quá ồn thái hậu trực tiếp phân phó hạ ma ma dọn đi một gian khác gian phòng thái hậu nhìn xem u ám gian phòng thở dài một hơi lập tức chống gậy chống đi vào giường trước, nàng ngồi tại bên giường, thần sắc hoảng hốt hỏi, hạ ma ma, ngươi nói chúng ta còn có thế ra lãnh cung sao, hạ ma ma nghe vậy, mắt nhìn xuống đất đi vào trước mặt của nàng, thái hậu nương nương, ngài nhất định phải vững vàng, trước mắt mà nói, vẫn là có hy vọng, ngài muốn đem tất cả hy vọng ký thác vào hoàng thượng cùng thái tử điện hạ trên thân, thái hậu nghe lời nói này, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, hạ ma ma, ngươi nói đúng ai gia nhi tử cùng tôn nhi chính là rồng phượng trong loài người nhất định sẽ đem hoàng vị đoạt lại một chỗ khác lãnh cung tiêu quân trạch ngồi tại trước bàn nhìn xem trong chén cháo loãng thức nhắm chậm chạp không chịu động đũa quý thao sợ tiêu quân trạch nổi giận lại đem cái bàn cho vén liền thời khắc chú ý đến cử động của hắn thấy tiêu quân trạch không chịu động đũa quý thao liền thấp giọng khuyên nhủ hoàng thượng ngài đã hai ngày không có ăn cái gì tiếp tục như vậy thân thể sẽ sụp đổ mất có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, cho nên, ngài nhất định phải tỉnh lại, quý thao lời còn chưa nói hết, liền gặp tiêu quân trạch cầm chén đũa lên, miệng lớn bắt đầu ăn, tiêu quân trạch vừa ăn vừa nghĩ, quý thao nói đúng, mình hẳn là tỉnh lại, trước tiên đem thân thể dưỡng tốt, lại từ từ chuẩn bị, sớm muộn cũng có một ngày, hắn muốn đem hoàng vị đoạt lại, chương 370, phủ tướng quân đích nữ sở nhược yên tiếp chỉ, sáng sớm. Giang Nhược nhìn xem vác lấy bao phục Tiểu Phụng Hoàng, một mặt lo lắng. Tiểu Phụng, gặp được trời mưa xuống nhất định phải trốn đi. Đúng, đến bắt ngự các vùng nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được bị người khác dỗ ngon dỗ ngọt cho lừa gạt. Còn có, trên đường, Tiểu Phụng Hoàng nghe được chỗ này, một chút nhào vào Giang Nhược trong ngực, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt mình, trừ tỷ tỷ, nó ai cũng không tin. Giang Nhược nhẹ vỗ về Tiểu Phụng Hoàng đầu, không tự giác đỏ cả vành mắt. Tỷ tỷ trong nhà chờ ngươi, đứng ở một bên tiêu thừa cẩn, trừ lo âu ra còn có như vậy mục tiêu không bỏ. Tiểu Phụng, chờ phong hậu đại điển ngày ấy, ta liền phong ngươi làm hộ quốc thần phượng. Dạng này, về sau lại thu xếp nó làm sự tình, nó liền sẽ không phàn nàng đi. Tiểu Phụng hoàng nghe câu nói này, trong mắt lóe ra một đạo hào quang màu vàng. Đăng cơ đại điển, phong hậu đại điển, còn có nó nghi thức. Ba vui Lâm môn a. Tiểu Phụng Hoàng rời đi gian nhược ôm ấp, nghiêm trang nói, tốt, đây chính là ngươi nói, nhất định phải cho ta chỉnh chính thức một điểm, bởi vì tiêu thừa cẩn câu nói này, đem ly biệt thương cảm cùng lo lắng hòa tan một chút, Tiểu Phụng Hoàng tựa như điên cuồng đồng dạng, lập tức tràn ngập sức sống, tỷ tỷ, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về, được rồi, chúng ta ra ngoài đưa đưa ngươi, tiêu thừa cẩn nói xong, tiến lên nắm cả gian nhược bả vai, nhẹ giọng an ủi, nhược nhược tin tưởng nhà ta tiểu phụng thực lực, từng Giang nhược quay đầu qua, lặng lẽ lau lau nước mắt, ai, có loại nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng cảm giác, tiểu phụng hoàng thấy thế, dẫn đầu ra chính điện, tiêu thừa cẩn cùng Giang nhược cùng sau khi ra ngoài, lặng lẽ sờ sờ cho tiểu phụng hoàng làm cái nháy mắt, đi nhanh lên đi, tiểu phụng hoàng tiếp vào ám chỉ, trực tiếp đằng không mà lên, tỷ tỷ, ta sẽ về sớm một chút, gặp lại. Giang Nhược ngước mắt nhìn xem bay đi Tiểu Phụng Hoàng hô, Tiểu Phụng, bảo vệ tốt chính mình, biết, Tiểu Phụng Hoàng thanh âm tiêu tán tại không trung. Giang Nhược tại Tiểu Phụng Hoàng biến mất ở chân trời về sau, thấp giọng thì thầm, nếu là Tiểu Phụng Hoàng có thế tự mình tiến không gian liền tốt, dạng này cũng không cần lo lắng nó gặp mưa, gặp được nguy hiểm. Tiêu thừa cẩn nhìn vẻ mặt lo lắng Giang Nhược, mở miệng nói, Nhược Nhược, chờ ta hạ tảo triều về sau, liền bồi ngươi tại Kinh Thành đi dạo một vòng. Giang Nhược lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng, ngươi nhanh đi vào triều sớm đi. Tiêu thừa cẩn thấy Giang Nhược tâm tình hòa hoãn một chút, trọng thân nàng một chút về sau, bước nhanh chạy về phía cửa cung Long Liễn, Nhược Nhược, chờ ta. Giang Nhược nhìn xem Long Liễn rời đi, quay người về tẩm điện, ngủ trước cái hồi lung giác, tái xuất cung tản bộ một vòng. Phủ tướng quân, Ninh Cảnh Hoài đến một chuyến phủ tướng quân về sau, phủ tướng quân trên dưới đều biết trong cung sẽ đưa tới tứ hôn thánh chỉ đặc biệt là những cái kia các nô tài đều một mặt vui mừng nghị luận làm nửa ngày tiểu thư người trong lòng lại nhưng là ninh thế tử trai tài gái sắc rất xứng trong tiền thính tướng quân phu nhân nhìn xem ngồi ngay ngắn ở một bên sở nhược yên trong lòng bùi ngùi mãi thôi chỉ chớp mắt yên nhi liền đến lấy chồng niên kỷ thật là có điểm không bỏ sở nhược yên đã biết tiêu thừa cẩn đăng cơ đại điển trước nhà mình phụ thân cùng huynh trưởng sẽ về kinh nghĩ đến chỗ này khóe môi của nàng không tự giác câu lên một vòng ý cười, nhưng là vừa nghĩ tới mình lấy chồng về sau, không ai làm bạn nhà mình mẫu thân, trong lòng lại nhìn không được có chút thất lạc, sở nhược yên lông mày cau lại, ở trong lòng nói thầm, huynh trưởng sớm đã đến cưới vợ tuổi tác, cũng không biết hắn có hay không ý trung nhân, mẫu thân, qua một thời gian ngắn phụ thân cùng huynh trưởng liền hồi kinh, ngài muốn hay không thừa dịp huynh trưởng tại kinh. Tìm kiếm con dâu, như vậy, cũng tốt có người thay ta làm bạn ngài tướng quân phu nhân nghe vậy hai mắt tỏa sáng đúng a à, nhi tử giống như sớm đã đến cưới vợ tuổi tác làm sao liền đem chuyện này cấp quên yên nhi may mắn ngươi nhắc nhở mẫu thân chờ ngươi phụ thân cùng huynh trưởng trở về chúng ta liền đem cái này sự tình đưa vào danh sách quan trọng a nha cũng không biết ngươi huynh trưởng thích ôn nhu giống như nước nữ tử vẫn là tính tình trực sản tướng quân phu nhân nói trên mặt ý cười làm sâu sắc, sở nhược yên cười một tiếng, chờ huynh trưởng trở về, để chính hắn lựa chọn, không biết sao, tướng quân phu nhân chợt nhớ tới hậu cung, tân hoàng đăng cơ, những cái kia vừa độ tuổi chưa lập gia đình phối quan gia nữ tử đều phải vào cung chọn tú, cứ như vậy, nhà mình nhi tử. Được rồi, con dâu cũng không nhất định không phải là quan gia nữ tử, nghĩ đến chỗ này, tướng quân phu nhân nhịn không được bắt đầu vì gian nhược lo lắng, ai, thời trẻ qua mau nếu là hoàng thượng chán ghét đúng lúc này cửa phủ truyền đến một tiếng thánh chỉ đến mời tướng quân phủ đích nữ sở nhược yên tiếp chỉ lâm tổng quản dắt giọng hô hào ý cười đầy mặt tiến vào phủ tướng quân ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế phủ tướng quân nô tài đồng loạt quỳ xuống đất tướng quân phu nhân cùng sở nhược yên đứng dậy sửa sang một chút dung nhang bước nhanh ra ngoài quỳ xuống đất tiếp chỉ thần nữ tiếp chỉ Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, lâm tổng quản từ khay bên trong cầm lấy thánh chỉ, bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, phủ tướng quân đích nữ sở nhược yên huệ chất lan tâm, đoan trang dịu dàng, quốc công phủ thế tử tài mạo song tuyệt, thuộc nhân quân tử, hai người ông trời tác hợp cho, nay hạ chỉ tứ hôn, đem sở nhược yên gả tại ninh cảnh hoài làm vợ, tùy ý thành hôn, khâm thử. Sở Nhược Yên dập đầu nói, thần nữ lĩnh chỉ, tạ hoàng thượng ân điển lâm tổng quản cười hít mắt nói ra tướng quân phu nhân sở tiểu thư mau mau đứng lên đi tại sở nhược yên sau khi đứng dậy đem thánh chỉ đưa cho nàng tướng quân phu nhân ý cười đầy mặt lâm tổng quản làm phiền ngài chạy chuyến này tiến nhanh phòng uống chén trà lâm tổng quản khoát tay áo tướng quân phu nhân khách khí bản tổng quản còn phải hồi cung phục mệnh trước hết cáo từ lâm tổng quản đi thông thả tướng quân phu nhân vừa đi hai bước liền bị Lâm Tổng quản ngăn lại, tướng quân phu nhân dừng bước. Lâm Tổng quản nghĩ đến tại trà lâu chờ đợi Ninh Thế Tử, bước chân sinh phong rời đi phủ tướng quân. Ha ha, Ninh Thế Tử, bản Tổng quản đến, không cần mời bản Tổng quản uống trà, cũng không thể không lĩnh tình đi. Chương 371, Tứ Hôn Thánh chỉ mà thôi, bọn hắn nghĩ đến còn thật nhiều, từ khi tiêu thừa cẩn ngồi lên hoàng vị về sau. Toàn bộ kinh thành người chú ý đến hoàng cung động tĩnh, không phải sao, Dân chúng nhìn thấy lâm tổng quản mang theo thánh chỉ đi phủ tướng quân về sau, bắt đầu bác quái, chờ hoàng thượng đăng cơ đại điển về sau, những cái kia vừa độ tuổi quan gia nữ tử đều nên tiến cung chọn tú. Xem ra, hoàng thượng có ý để phủ tướng quân đích nữ vào cung vì phi, hoàng thượng vừa leo lên hoàng vị, cần cùng phủ tướng quân thông gia củng cố giang sơn, cũng có thể là hoàng thượng kiên kỵ phủ tướng quân. Ninh cảnh hoài đứng tại trà lâu nhã giang cửa sổ, nghe xung quanh tiếng nghị luận ngoắc ngoắc khóe môi, ha ha các ngươi thật đúng là lo lắng, đáng tiếc a, à, các ngươi đoán sai, các ngươi không hiểu rõ hoàng thượng, ta thế nhưng là hiểu rất rõ hắn, liền hướng hắn đối nhược nhược mùi tử nói gì nghe nấy lực, đời này đều đưa tại nhược nhược mùi tử trong tay, còn có, hoàng thượng là sẽ không để cho cái khác nữ tử vào cung vì phi, đoán chừng, đăng cơ đại điển ngày đó sẽ chiêu cáo thiên hạ, hủy bỏ hậu cung, đúng lúc này, Ninh Cảnh Hoài nhìn thấy hướng bên này chạy tới Lâm Tổng Quảng, hắn nhìn thấy xung quanh một mặt bát quái những người đi đường, la lớn, Lâm Tổng Quảng, vất vả ngươi đi một chuyến, mau mời đi lên uống mấy chén trà nước. Lâm Tổng Quảng tất nhiên là nghe được lời đàm tiếu, hắn ngầm đâm đâm nghĩ, ta cái này cho các ngươi một cái kinh hỉ. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt mày hớn hở Ninh Thế Tử, mừng thấp khởi nói, Ninh Thế Tử, đây đều là bản Tổng Quảng phải làm hoàng thượng đã đem phủ tướng quân đích nữ gả cho ngươi, ngươi liền đợi đến làm tân lan quan đi. Lời vừa nói ra, trực tiếp đem những cái kia chi cạnh lỗ tai những người đi đường nổ mộng, thứ đồ gì, cái kia đạo thánh chỉ vậy mà là ninh thế tử cùng sở tiểu thư tứ hôn thánh chỉ, làm sao cùng bọn hắn nghĩ không giống. Lâm Tổng quản cười đắc ý, đối sau lưng mấy tên tiểu thái giám phân phó nói, các ngươi về trước cung, bản Tổng quản cùng ninh thế tử tự ôn chuyện mấy tên tiểu thái giám chấp tay, vâng, lâm tổng quản, chúng tiểu nhân cáo lui. lâm tổng quản nhìn xem mấy tên tiểu thái giám bóng lưng rời đi, một mặt ý cười tiếng trà lâu. tại hắn tiến vào trà lâu về sau, những người đi đường liếu chiếu nghị luận tứ hôn thánh chỉ một chuyện, miền lai chúng ta lầm, các ngươi có nhớ hay không? phế đế đăng cơ về sau, kiên kỵ quốc công phủ, quốc công đại nhân liền cầm trong tay binh quyền nộp lên. bây giờ Tân hoàng vậy mà để phủ tướng quân cùng quốc công phủ thông gia, chẳng lẽ hoàng thượng liền không sợ bọn họ? Ngươi biết cái gì? Hoàng thượng cử động lần này không chỉ có hiển lộ rõ ràng mình lòng dạ khoáng đạt, càng không sợ bất kỳ thế lực nào. Ngươi nói rất có đạo lý. Ninh Cảnh Hoài cùng Lâm Tổng Quản tại lầu hai nhã gian nghe tiếng bàn luận của bọn họ, bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Tổng Quản uống một chén nước trà về sau, mở miệng nói, muốn nói a. À những người dân này so với chúng ta những cái này làm nô tài đều nhọc lòng. Ninh Cảnh Hoài câu môi cười một tiếng, dù sao cũng là tân hoàng đăng cơ, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ thêm chú ý một chút. Đừng nói dân chúng, chính là những cái kia quan gia cũng rất chú ý những chuyện này, đặc biệt là những cái kia vừa độ tuổi chưa lập gia đình quan gia tiểu thư, đều tại làm lấy vào cung chọn tú mộng đẹp, thật tình không biết, tại phong hậu đại điển ngày ấy, chính là các nàng mộng đẹp vỡ vụn ngày một chiếc xe ngựa chạy chậm rãi trên đường phố, trong xe ngựa ngồi chính là tiêu thừa cẩn cùng gian nhược hai người. Bọn hắn nghiêng tai nghe phía ngoài tiếng nghị luận, có chút nhíu mày, tiêu thừa cẩn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, nhược nhược, liền một đạo tứ hôn thánh chỉ mà thôi, bọn hắn nghĩ đến còn thật nhiều. Giang nhược câu môi cười một tiếng, trước mắt mà nói, ngươi là toàn kinh thành được quan tâm nhất nhân vật, hiện tại bọn hắn chú ý chung thân đại sự của ngươi, tiếp qua không lâu liền sẽ quan tâm ngươi dòng giỏi vấn đề ha ha bao quát những đại thần kia tin tưởng nhất định sẽ rất náo nhiệt tiêu thừa cẩn nhìn xem tâm tình biến tốt gian nhược khóe môi hơi câu nhìn xem xuất cung một chuyến nhược nhược liền đem tiểu phụng sự tình cho ném đến sau đầu xe ngựa trải qua công chúa phủ đầu kia đường đi tiêu thừa cẩn đối đánh xe ngu gia quân phân phó nói đi công chúa phủ vâng chủ tử gian nhược nghe vậy đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, lão đầu biết ngươi ban cho hắn quốc trượng phủ, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiêu thừa cẩn khẽ vuốt cầm, đắc ý nghĩ, đem nhạc phụ đại nhân hống vui vẻ, tuyệt đối không sai, xe ngựa dừng ở công chúa phủ cổng, tiêu thừa cẩn cùng gian nhược tuần tự nhảy xuống ngựa xe, công chúa phủ thị vệ xem xét, lúc này quỳ xuống đất, thuộc hạ tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, đều đứng lên đi, tạ hoàng thượng, tiêu thừa cẩn cầm Giang nhược tay, tiến vào công chúa phủ, sầm ma ma nghe được cổng truyền đến động tĩnh, nghiêng đầu nhìn lại, lập tức, nàng ý cười đầy mặt, phúc thân nói ra, hai vị chủ tử, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đến, ngay tại đánh cờ thưởng thức trà an nhiên công chúa cùng thịnh vân thiệu nghe vậy, liếc nhau, rảnh rỗi như vậy sao? Thịnh vân thiệu thấp giọng nói thầm, sầm ma ma bước nhanh ra phòng trước. Cùng một đám nô tài quỳ xuống đất dập đầu nói, nô tài, các nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tiêu thừa cẩn ngữ khí ôn hòa nói đều đứng lên đi tạ hoàng thượng an nhiên công chúa đứng dậy công phu giang nhược hai người đã đi tới phòng trước cổng nàng tiến lên mấy bước cười híp mắt nói ra nhược nhược cẩn nhi các ngươi đến cô cô tốt lão cha đâu giang nhược nói nhìn về phía ngồi tại trước bàn thịnh vân thiệu nàng trêu chọc nói chật chật lão cha ngươi thời gian này trôi qua rất hài lòng a à, thưởng thức trà đánh cờ, mỹ nhân làm bạn. Nhân sinh đỉnh phong A, thịnh vân thiệu cười ha ha một tiếng, có nhược hâm bồi tiếp, mỗi ngày đều hài lòng, ngọt ngào, tiêu thừa cẩn nghe vậy, đối thịnh vân thiệu ném đi ánh mắt hâm mộ. Sau đó, hắn chấp tay nói, cẩn nhi gặp qua cô cô, gặp qua nhạc phụ đại nhân, an nhiên công chúa nhìn tiêu thừa cẩn khí sắc không tệ, hài lòng nhẹ gật đầu, cẩn nhi, tới tọa hạ trò chuyện, xem ra, bọn hắn đã thích ứng hoàng cung sinh sống. Sầm ma ma thấy thế, tranh thủ thời gian chào hỏi thị nữ dân trà. Thịnh vân thiệu phát giác tiêu thừa cẩn ánh mắt hâm mộ, cười đắc ý. Hắn nhìn xem tiêu thừa cẩn, thiếu thiếu nói ra, ngươi vừa tiếp nhận hoàng cung, không trong cung xử lý chính vụ, ra tới mù tản bộ cái gì. Nhìn một cái cái này chơi bời lêu lỏng dáng vẻ. Tiêu thừa cẩn nhíu mày, nghiêm trang nói, ta cùng nhược nhược đến, là có tin tức tốt nói cho ngài ta cho ngài chọn một tòa phủ đệ làm quốc trượng phủ, không biết ngài, không đợi tiêu thừa cẩn nói xong, thịnh vân thiệu liền tiếp lời gốc trạ, thích, thích vô cùng, tạ ơn con rể ngoan, đúng, quốc trượng phủ ở đâu cái vị trí, ha ha, mình không chỉ có là phò mã gia, vẫn là đương kim quốc trượng, tiêu thừa cẩn hắn giọng một cái, tại giang phủ chết đối diện, mà lại, người hàng xóm là thứ nhất hoàng thương, ngoại tổ nhà, thịnh vân thiệu, thứ nhất hoàng thương, quốc trượng phủ, đều tại giang phủ đối diện. Ha ha, đây là muốn tức chết giang kỳ niên lão thất phu kia tiết tấu A, à. con rể ngoan, vẫn là ngươi tổn hại. Hai tên thị nữ dâng lên nước trà, cung kính nói, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, mời dùng trà. Tiêu thừa cẩn cùng giang nhược tiếp nhận nước trà về sau, hai tên thị nữ không người lui ra. An nhiên công chúa nhìn một chút canh giờ, đối sầm ma ma phân phó nói, sầm quản gia, đi chuẩn bị ăn trưa phân phó đầu bếp nữ, làm nhiều chút nhược nhược, cẩn nhi thích ăn đồ ăn, sầm ma ma phúc phúc thân thể, lão nô minh bạch, bên này nhàn nhã hài lòng, vui vẻ hòa thuận, mà, bị phái đi ra tiểu phụng hoàng đỉnh lấy liệt nhật, dựa theo tiêu thừa cẩn lời nhắn nhủ lộ tuyến khổ nhe răng bay, lúc này, nó đã bay qua hai cái châu, đưa hai phần chiếu thư, nhớ tới tri phủ thu được chiếu thư lúc, kinh ngạc lại vẻ mặt sùng bái. Tiểu Phụng Hoàng liền không nhịn được đắc ý thép dài vài tiếng, nó chỗ đến mọi người đều biết hoàng vị đã đổi chủ tiểu phụng hoàng nhìn xem phía trước sơn thanh thủy tú địa phương quyết định rơi xuống nghỉ chân một chút nó bay thấp tại trên một cây đại thụ nhìn một chút tĩnh mịch bốn phía than thở nói ai rất muốn tỉ tỉ a à. tiểu phụng hoàng từ trong bao quần áo lấy ra một cái quả ăn không biết vị ăn để sớm hoàn thành nhiệm vụ hồi kinh tiểu phụng hoàng ngắn ngủi dừng lại về sau tiếp tục bay ban đêm hôm ấy Tiểu Phụng Hoàng liền bay đến Nam cung phủ, ám vệ phát giác Tiểu Phụng Hoàng đến, bay người lên nóc nhà. "Tiểu Phụng Hoàng, ngươi làm sao lúc này đến rồi?" Tiểu Phụng Hoàng rơi vào nóc nhà bên trên, ngạo kiều nói, "Còn không phải ngươi gia chủ tử, nhất định phải ta chân chạy hướng các nơi đưa chiếu thư." Ám vệ, "Tốt a, à, là thuộc hạ lắm miệng, thủ hạ đi thông báo lão gia tử cùng cửu lão gia." "Đi thôi." Tiểu Phụng Hoàng dương cánh rơi vào trong viện người hầu nghe được động tĩnh, tranh thủ thời gian rời giường, đem tiền sảnh ngọn nến nhóm lửa. Từ khi tiêu thừa cẩn cùng gian nhược sau khi đi, Nam Cung một nhà mỗi ngày đều lo lắng chờ đợi kinh thành tin tức. Thừa dịp khoảng thời gian này, bọn hắn đem thịnh châu thành cửa hàng, ruộng đất bán đi. Không phải sao, Nam Cung lão đầu hai cha con nghe ám vệ nói tiểu phụng hoàng đến lúc, bộ một kiện quần áo liền chạy đến tiền viện. Tiểu phụng hoàng, nhược nhược bọn hắn cũng còn tốt đi nam cung giật đè ép tâm tình kích động nói tiểu phụng hoàng uyệt cánh đắc chí nói cửu cửu yên tâm đại ca nhà ta không đánh mà thắng cầm xuống hoàng vị hai tháng sau tổ chức đăng cơ đại điển ta lần này đến chính là nói cho các ngươi biết có thể đi kinh thành có kinh ngạc vui mừng vô cùng chờ các ngươi nha nam cung giật cười ha ha vài tiếng có chút không kịp chờ đợi nói cha sáng mai nhi tử liền thu xếp hồi kinh công việc tốt tốt Nam cung lão đầu lao lao nước mắt, hung hăng nói tốt, tiểu phụng hoàng nghe vậy, nói bổ sung, đầu tháng sau bác lão đầu cùng cô cô đại hôn, các ngươi sớm đi lên đường có lẽ có thế gặp phải, Nam cung giật liền vội vàng gật đầu, chúng ta ngày mai liền có thể lên đường, trước mấy ngày trong đêm mơ tới gian kỳ niên tại trước mặt mọi người khinh bỉ chính mình, lần này hồi kinh, hung hăng báo thù, hừ, dùng tiền đồng đập chết hắn, chương 372, nhìn một cái các ngươi cái này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ nam cung phủ một buổi sáng sớm tiểu phụng hoàng liền cáo biệt nam cung một nhà bay đi thịnh châu phủ nha nó rơi vào phủ nha tiền đường nóc nhà bên trên la lớn tân hoàng tiêu thừa cẩn thuận theo thiên ý vào chỗ hai tháng sau cử hành đăng cơ đại điển như vậy lập lại mấy lần về sau những cái kia nghe được tin tức dân chúng đều hướng phủ nha trước cửa dựa sát vào tiểu phụng hoàng ra mặt tuyên truyền chuyện này dân chúng đã không lo được hoàng vị đổi chủ vấn đề, bọn hắn thậm chí cảm thấy phải, tiểu phụng hoàng đã tự mình tuyên truyền chuyện này, tiêu thừa cẩn chính là chân mệnh thiên tử. Vân Trọng An nghe được phủ nha cổng truyền đến động tĩnh, mặt quan tốt phục về sau, bước nhanh đi hướng phủ nha tiền đường, đi gần về sau, Vân Trọng An cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra, miên lai, like, vị kia gia đã tiếp quản chính quyền, Vân Trọng An đi vào phủ nha trước, dân chúng tự giác lui về sau, đồng loạt hành lễ nói, thảo dân, dân phụ gặp qua vân đại nhân. Vân Trọng An đảo mắt một vòng dân chúng, vẻ mặt ôn hòa nói, chư vị miễn lễ. Lập tức, hắn nhìn về phía nóc nhà bên trên tiểu phụng hoàng, bản phủ là thịnh châu tri phủ, không biết tiểu phụng hoàng tới đây cần làm chuyện gì. Tiểu phụng hoàng từ trong bao quần áo ngậm ra một phần chiếu thư, dương cánh bay đến Vân Trọng An trước mặt. Vân Trọng An nhìn xem trước mặt kim hoàng sắc gấm vóc chiếu thư, sửa sang một chút quan phục, quỳ xuống đất dập đầu nói vi thần tiếp chỉ ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế bọn gia dịch cùng dân chúng tại vân trọng an uống gối một khắc này đồng loạt quỳ xuống đất dập đầu tiểu phụng hoàng miệng bên trong ngậm chiếu thư không cách nào mở miệng vân trọng an trực tiếp đứng dậy hắn sau khi đứng dậy cung kính tiếp nhận tiểu phụng hoàng ngậm chiếu thư tiểu phụng hoàng đằng không mà lên vân đại nhân ta còn muốn đi địa phương khác đưa chiếu thư trước hết cáo từ Vân Trọng An ngửa đầu nhìn xem Tiểu Phụng Hoàng, Tiểu Phụng Hoàng đi thông thả, đi đường cẩn thận, Tiểu Phụng Hoàng thét dài vài tiếng, dương cánh bay đi, Vân Trọng An ngơ ngác nhìn trong tay chiếu thư, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, Tân Hoàng thuận lợi vào chỗ, rất tốt, hai ngày thời gian, Tiểu Phụng Hoàng đem 19 châu chiếu thư toàn bộ đưa xong, thế là, nó trực tiếp đi biên cảnh quân doanh, giờ phút này, sở tướng quân phụ tử ngay tại thao luyện trận cùng các tướng sĩ huấn luyện nhìn xem không trung lóe lên hào quang màu vàng vô ý thức tìm kiếm tiểu phụng hoàng quanh quẩn trên không trung vài vòng đáp xuống thao luyện trận trên lôi đài sở tướng quân nhìn xem rơi vào trên lôi đài tiểu phụng hoàng đối chúng tướng sĩ đánh một cái ngừng thủ thế tiểu phụng hoàng dắt giọng chững chạc đàng hoàng tuyên bố tân hoàng tiêu thừa cẩn thuận theo thiên ý vào chỗ hai tháng sau cử hành đăng cơ đại điển hoàng thượng khẩu dụ mời sở tướng quân sở thiếu tướng quân tiếp chỉ sở tướng quân phụ tử không kịp phản ứng lúc này quỳ xuống đất dập đầu vi thần tiếp chỉ các tướng sĩ thấy thế nhao nhao quỳ xuống đất tiểu phụng hoàng hài lòng nhẹ gật đầu phụng hoàng thượng khẩu dụ truyền triệu sở tướng quân sở thiếu tướng quân hồi kinh vi thần lĩnh chỉ ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế sở tướng quân phụ tử dập đầu nói sở tướng quân phụ tử cùng các vị tướng sĩ đều là một mặt mộng hoàng vị làm sao liền đổi chủ rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Phụng Hoàng nhìn xem mọi người nghi ngờ bộ dáng, hảo tâm vì bọn họ giải hoạt, chư vị nhất định rất muốn biết xảy ra chuyện gì. Xin nghe ta tinh tế nói tới, đoạn thời gian trước, phế đế bí mật trời kinh, mang theo người đi tể châu, mục đích đúng là muốn để Hoàng thượng giao ra di chiếu, binh quyền. Các ngươi cũng không biết hắn có bao nhiêu quá phận, Hoàng thượng không chịu giao ra, hắn vậy mà dùng an nhiên công chúa đến bức bách Hoàng thượng thỏa hiệp ghê tởm nhất chính là, phế đế còn muốn đem phượng gia ta, chiếm làm của mình, hoàng thượng dưới cơn nóng giận liền. Ha ha, các ngươi hiểu được, dù sao, phế đế sở dĩ trở thành phế đế, đều là chính hắn làm, sở tướng quân phụ tử cùng các vị tướng sĩ nghe xong tiểu phụng hoàng giải thích, hai mặt nhìn nhau, nương ai, vậy mà xảy ra chuyện như vậy, phế đế quả thật có chút quá phận, sở tướng quân chấp tay, trầm giọng nói, phượng gia, cho vi thần an bài tốt trong quân sự vụ, lại mang theo khuyển tử về kinh. Tiểu Phụng Hoàng cười ha ha, sở tướng quân, ngài gọi ta Tiểu Phụng liền tốt, cái này âm thanh phượng gia ta đảm đương không nổi, nếu để cho tỷ tỷ biết, còn không phải nhổ ta lông vũ, ngài chỉ cần tại đăng cơ đại điển trước chạy về kinh thành liền tốt. Sở tướng quân nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn ngầm đâm đâm nghĩ, kỳ thật, ta ước gì lập tức bay đến kinh thành cùng phu nhân đoàn tụ ta còn muốn đi bắt ngự các vùng, trước hết cáo từ. Tiểu Phụng Hoàng nói, liền phải dương cánh bay đi, sở tướng quân tiến lên mấy bước hô, chậm đã, Phượng, Tiểu Phụng A, bắt ngự cẩu Hoàng đế nhớ thương ngươi thật lâu, không bằng. Bản tướng quân phái quyển tử cùng ngươi đi, Tiểu Phụng Hoàng nghe xong sở tướng quân, ngông cùng cười to vài tiếng, sau đó, nó ngầm đâm đâm phun ra mấy ngụm hỏa diễm, sở tướng quân, ngài cứ yên tâm đi, ta cái này vô địch đại hỏa diễm cũng không phải ăn chay các tướng sĩ trực tiếp bị tiểu phụng hoàng lần này thao tác kinh ngạc đến ngây người sở tướng quân ngơ ngác nhìn rơi trên mặt đất hỏa diễm nhẹ gật đầu gặp lại chư vị tiểu phụng hoàng sốt ruột đi khiêu khích bắt ngự hoàng đế quẳng xuống một câu về sau mừng khấp khởi hướng phía bắt ngự bay đi sở tướng quân phụ tử cùng các tướng sĩ đưa mắt nhìn tiểu phụng hoàng biến mất ở chân trời bắt ngự bắt ngự dân chúng khi nhìn đến hào quang màu vàng hiện lên về sau liền hạ ý biết ngẩng đầu tìm kiếm khi bọn hắn nhìn thấy không trung xẹt qua tiểu phụng hoàng lúc trực tiếp sôi trào tiếng thét chói tai tiếng kêu to liên tiếp a à. tiểu phụng hoàng đến bắt ngự mọi người mau tới nhìn a à. mau tới báo quan phủ tiểu phụng hoàng nhìn xem phía dưới thét lên đám người đầy vẻ khinh bỉ nhìn một cái các ngươi cái này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ cứ như vậy Tiểu Phụng Hoàng tại trong tiếng thép chói tai đi vào bắt Ngự Hoàng Cung. Nó nhìn một vòng bắt Ngự Hoàng Cung, quyết định rơi vào tòa kia xa hoa nhất cung điện nóc nhà bên trên. Cung nhân nhóm nhìn thấy đáp xuống nóc nhà bên trên Tiểu Phụng Hoàng, có chút mờ mịt, thật xinh đẹp chim. Không đúng, nó là, là Phượng Hoàng. Còn không đợi bọn hắn có phản ứng, Tiểu Phụng Hoàng ngữ khí lạnh lùng nói ra, "Đều đừng ngốc đứng, nhanh đi thông báo các ngươi Cẩu Hoàng Đế, để hắn tới gặp bản Phượng gia." "Vâng." Vượng gia. Một cung nhân lộn nhào chạy đi, đây chính là hoàng thượng nhớ thương đã lâu tiểu phụng hoàng, rốt cục đưa tới cửa, bắt lấy nó, liền lập công, hoàng thượng, hoàng thượng, không tốt. Tên này cung nhân vừa hô vừa chạy, một đường phi nước đại, giờ phút này, bắt ngự hoàng đế ngay tại xử lý chính vụ, nghe được cung nhân tiếng kêu to, mặt mo kéo đến lão dài, làm càng, la to, còn thể thống gì tên này cung nhân không kịp hành lễ, lo lắng nói, hoàng thượng, nhỏ, tiểu phụng hoàng đến, bắt ngự hoàng đế nghe được tiểu phụng hoàng ba chữ, trong tay tấu chương trượt xuống ở trên bàn, tiểu phụng hoàng đến rồi, bắt ngự hoàng đế đáy mắt đều là tham lam, hắn không khỏi hô lớn, nhanh, nhanh, mau dẫn trẫm đi, chương 373, bắt ngự quốc sư, bắt ngự hoàng cung, tiểu phụng hoàng xuất hiện, để cung nhân nhóm là lại sùng bái lại hiếu kỳ bọn hắn bận rộn đồng thời, hung hăng hướng nóc nhà bên trên nhìn lại, tiểu phụng hoàng phát giác bọn hắn sùng bái ánh mắt, càng thêm thần khí, nó ngầm đâm đâm nghĩ, mau tới thấy phượng gia phong thái, bắt ngự hoàng đế tại cung nhân nâng đỡ, gấp hô hô chạy qua bên này, bởi vì hắn đã có tuổi, không có chạy mấy bước liền thở hồng hộc, thở không ra hơi. Đi theo thiếp thân nô tài tô tổng quản nhìn xem sắp cổng qua khí bắt ngự hoàng đế, nhịn không được khuyên nhủ hoàng thượng ngài chớ gấp, khi tiểu phụng hoàng đã tự mình đến chúng ta hoàng cung, nhất định là có chuyện tìm ngài, ngài ngồi trước tại đình nghỉ mát chờ một lát, lão nô cái này phân phó người chuẩn bị kiệu liễn, rơi vào đường cùng, bắt ngự hoàng đế nhất chân tiếng đình nghỉ mát, ngồi trên băng ghế đá hồi sức, hắn vuốt ngực, ngầm đâm đâm nghĩ, gần đây thân thể càng ngày càng kém, nhu cầu cấp bách phượng hoàng máu, đúng, hắn muốn trường sinh bất lão, tô tổng quản đối cái khác cung nhân hô một tiếng, người tới, nhanh đi chuẩn bị kiệu liễn tiểu nhân tuân mệnh ngồi tại trong lương đình bắt ngự hoàng đế chợt nhớ tới quốc sư con kia phượng hoàng biết phun lửa bản lãnh lớn cực kỳ cũng không biết quốc sư có hay không đối phó nó biện pháp nghĩ đến chỗ này bắt ngự hoàng đế vội vàng phân phó nói tô hạo tranh thủ thời gian phái người đi khâm thiên dám mời quốc sư tới nói cho quốc sư liền nói tiểu phụng hoàng đến lão nô tuân chỉ trong lúc nhất thời bắt ngự hoàng đế bên người cung nhân nhóm đều công việc lưu bù lên. Tô Tổng quản làm bắt ngự hoàng thượng thiếp thân nô tài, đương nhiên biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Thế là, hắn cẩn thận từng ly từng tí khuyên, hoàng thượng, lão nô biết ngài rất muốn đem con kia phượng hoàng cầm xuống, nhưng là, ngài tuyệt đối không được chọc giận nó, làm không tốt. Nó sẽ trả thù chúng ta, đem tiểu phụng hoàng chọc giận, nó không được đem hoàng cung cho đốt, bắt ngự hoàng đế nghe vậy, nhíu mày, thần sắc hắn không vui nói ra, chậm đã phái người đi mời quốc sư, tin tưởng, quốc sư sẽ có đối phó nó biện pháp, đến còn muốn đi, không có cửa đâu, tô tổng quản nghe bắt ngự hoàng đế ngữ khí, trục cổ một cái, không còn dám lên tiếng, chờ kiệu liễn bắt ngự hoàng đế nhịn không được miên man bất định, uống vào phượng hoàng máu về sau, hắn trong vòng một đêm biến trở về hình dáng khi còn trẻ, mấy năm sau, hắn thống nhất thiên hạ cung nhân nhóm nhấc lên kiệu liễn dừng ở đình nghỉ mát bên ngoài, tô tổng quản nhìn xem lâm vào mơ màng bắt ngự hoàng đế, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, kiệu liễn đến, còn mời hoàng thượng dời bước, bắt, ngự hoàng đế lấy lại tinh thần, đứng dậy ra đình nghỉ mát, lúc này, tiểu phụng hoàng đã đợi phải có chút không kiên nhẫn, bắt ngự cẩu hoàng đế làm gì chứ, vậy mà để nó đợi lâu như vậy. Không thể nhịn được nữa tiểu phụng hoàng sử xuất hồng hoang lực lượng, la lớn, bắt ngự hoàng đế, mau chạy ra đây nên đón Phượng Gia, không còn ra, Phượng Gia liền đem ngươi hoàng cung cho đốt, tiểu phụng hoàng như thế một hô, toàn bộ người trong hoàng cung cũng nghe được, ngồi tại kiệu liễn bên trên bắt ngự hoàng đế nghe thanh âm biết tai nhức óc, lúc này dọa đến khẽ run rẩy, hắn lao lao mồ hôi trên trán, đối nhất kiệu liễn cung nhân phân phó nói, nhanh, đi nhanh điểm, tiểu phụng hoàng nhìn trừng trừng lấy chậm rãi đến kiệu liễn, cười lạnh một tiếng. Trách không được tên cậu hoàng đế này nhớ thương máu của mình, hóa ra là cái lão già họng hẹn ha ha để ngươi thất vọng phượng gia cái này máu không có trường sinh công hiệu bắt ngự hoàng đế nhìn đứng ở nóc nhà bên trên tiểu phụng hoàng hai mắt tỏa ánh sáng chỉ cần đem nó bắt được mình liền có thể trường sinh kiệu liễn dừng ở trước cung điện bắt ngự hoàng đế không kịp chờ đợi đi xuống kiệu liễn hắn có chút thu liễm trong mắt vẻ tham lam chững chạc đàng hoàng tự giới thiệu mình trẫm chính là bắt ngự hoàng đế tiểu phụng hoàng kính đã lâu đại danh của ngươi. Nói, hắn lộ ra một vòng nụ cười dối trá, tiểu phụng hoàng hừ nhẹ một tiếng, hững hờ nói, phượng gia đã nhìn ra ngươi là hoàng đế, một thân kim hoàng sắc long bào, chỉ cần không mù liền có thể nhìn ra, bắt ngự hoàng đế nhìn vẻ mặt khinh thường tiểu phụng hoàng, nụ cười cứng tại khóe môi, nói một chút đi, ngươi lần này đến bắt ngự hoàng cung cần làm chuyện gì, nhớ thương ngươi lâu như vậy, ngươi nhưng cuối cùng đưa tới cửa. Tiểu Phụng Hoàng ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng tuyên bố, đại diễm Tân Hoàng tiêu thừa cẩn thuận theo thiên mệnh vào chỗ, ta đến bắt ngự là đưa chiếu thư. Sau khi nói xong, nó từ bao phục ngậm ra một cái kim hoàng sắc quyển trục, tin tức này trực tiếp đem bắt ngự hoàng đế cho nện mộng, thứ đồ gì, cái kia bị gián chức an vương điện hạ vậy mà mưu quyền soán vị rồi, đây là lúc nào phát sinh sự tình, thám tử làm sao không có đưa tới tin tức, tiểu phụng hoàng nhìn xem thần sắc đờ đẫn đám người, một mặt đắc ý, ha ha, các ngươi không nghĩ tới đi, Cẩu hoàng đế, ngươi lớn tuổi như vậy, nhưng phải xem trọng hoàng vị, nghe nói, bắt ngự thái tử lão thảm, cũng làm 30 năm thái tử. Ha ha, cái này bắt ngự cậu hoàng đế, đây là muốn chịu chết nhà hắn nhi tử tiết tấu, bắt ngự hoàng đế lấy lại tinh thần, đối bên người tô tổng quản phân phó nói, tranh thủ thời gian tiếp chiếu thư, lão nô tuân chỉ, tô tổng quản tiến lên, cung kính duỗi ra hai tay, tiểu phụng hoàng thấy thế, dương cánh bay xuống dưới, đem chiếu thư đưa tới, nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ, người ta không có trêu chọc mình, mình cũng không tốt kiếm chuyện, bắt ngự hoàng đế nhìn xem gần trong gan tất tiểu phụng hoàng, hận không thể đi lên một phát bắt được cạm phải hai ngụm, hắn dơ lên một vòng ý cười, đối tiểu phụng hoàng mở miệng nói, mời ngươi trở về chuyển cáo đại diễm tân hoàng. trẫm chúc mừng hắn kế thừa hoàng vị trẫm lại phái sứ thần tiến về đại diễn chầu mừng. Tiểu Phụng Hoàng run run người bên trên lông vũ, tốt, ta sẽ nói cho nhà ta hoàng thượng, không phải muốn uống phượng hoàng máu sao, mau tới bắt ta nha. Đúng lúc này, truyền đến một thanh âm, quốc sư đại nhân đến, thân mang một bộ áo trắng quốc sư, lúc hành tẩu phản phất tự mang một cổ mờ mịt tiên khí. Khi hắn khi nhìn đến Tiểu Phụng Hoàng trong nháy mắt đó, đáy mắt hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác ám mang nếu là mình dùng thuật thôi miên khống chế nó, vậy liền vô địch thiên hạ. Quốc sư chậm rãi đi vào bắt ngự hoàng đế trước mặt, cung kính chấp tay nói, thần tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng triệu thần đến đây, cần làm chuyện gì. Bắt ngự hoàng đế hư đỡ một cái, tâm tình vui vẻ nói, quốc sư mau mau xin đứng lên, cái này tiểu phụng hoàng là đến đưa chiếu thư, đại diễm an vương điện hạ đã vào chỗ, có quốc sư tại, trong lòng an tâm nhiều. Quốc sư nhìn xem tiểu phụng hoàng trầm tư một lát, đối bắt ngự hoàng đế mở miệng nói, hoàng thượng, thần nguyện ý tiến đến đại diễm chầu mừng. Tiểu phụng hoàng nhìn xem không có hảo ý quốc sư, trong mắt lóe ra một đạo hào quang màu vàng, hắn chính là bắt ngự quốc sư, theo tỷ tỷ nói. Chính là hắn nói cho bắt ngự hoàng đế phượng hoàng máu có trường sinh công hiệu, mà lại, người này nhìn bề ngoài người kim tốn, kỳ thật, bụng dạ cực sâu, hừ, đã ngươi nghĩ như vậy đi chầu mừng, cũng không thể ngăn đón ngươi được rồi xem trước một chút ngươi có cái gì mục đích hoan nghênh quốc sư đi chầu mừng ta sau khi trở về sẽ nói cho nhà ta hoàng thượng bắt ngự hoàng đế nghe vậy cười ha ha vài tiếng quốc sư ý tứ trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ tốt trẫm liền phái thái tử cùng quốc sư cùng nhau đi tới đại diễn chầu mừng mượn cơ hội này bắt ngự hoàng đế ngầm đâm đâm mà nói tiểu phụng hoàng a ngươi đường xa mà đến nghỉ ngơi một ngày lại đi thôi. Mà lại, trẫm các thần tử rất sớm đã muốn thấy một lần ngươi chân thân, tiểu phụng hoàng cũng không có khách khí, trực tiếp đáp ứng, đã bắt ngự hoàng đế mở miệng, ta cũng không thể cự tuyệt, vừa vặn ta có chút mệt mệt mỏi, liền cung kính không bằng tuân mệnh, ai, tốt, tốt. Bắt ngự hoàng đế cười đến không ngậm miệng được, cái này tiểu phụng hoàng giống như có chút đơn thuần bộ dáng, quốc sư trồng mắt, khóe môi câu lên một vòng đường cong lợi dụng đêm nay thử một chút, hắn đối bắt ngự hoàng đế chấp tay, hoàng thượng, ngài công vụ bề bộn, liền để thần đến chiêu đãi tiểu phụng hoàng đi, bắt ngự hoàng đế vội vàng đáp ứng, tốt, liền giao cho, cùng sử dụng ánh mắt ám chỉ nói, đêm nay nhất thiết phải vào tay phượng hoàng máu, thần tuân chỉ. Quốc sư về lấy ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, tiểu phụng hoàng ngầm đâm đâm quan sát đến giữa hai người ánh mắt giao lưu, dường như minh bạch cái gì, quốc sư, chúng ta đi thôi tiểu phụng hoàng bay đến nóc nhà bên trên cầm lên bao phục bắt ngự hoàng đế nhìn xem không có chút nào lòng đề phòng tiểu phụng hoàng trong lòng lại là một trận mừng thầm ha ha tiểu phụng hoàng đây chính là ngươi tự tìm bắt ngự hoàng đế sợ biểu hiện quá nhiệt tình gây nên tiểu phụng hoàng cảnh giác thế là hắn ra vẻ đạm mạc nói quốc sư trẫm còn muốn xử lý chính vụ ngươi thay mặt trẫm thật tốt chiêu đãi tiểu phụng hoàng thần tuân chỉ cứ như vậy, Tiểu Phụng Hoàng đi theo quốc sư bay đến Khâm Thiên Giám, Tiểu Phụng Hoàng nhìn xem phá lệ xa hoa lâu vũ, không chút khách khí bay vào, quốc sư nhìn xem chủ động bay vào quan tinh lâu Tiểu Phụng Hoàng, dẫm lên bậc thang, không nhanh không chậm theo sau, hắn nhìn xem rơi vào đỉnh lô bên trên Tiểu Phụng Hoàng, nhẹ nói, Tiểu Phụng Hoàng, đây là quan tinh lâu, ngươi an tâm ở lại liền tốt, đúng, ngươi ngày thường đều là ăn cái gì? bản quốc sư cũng tốt phân phó người chuẩn bị cho ngươi một chút trên mặt vẫn như cũ là một bộ không có chút rung động nào bộ dáng tiểu phụng hoàng nháy một chút con mắt các loại ăn ngon quả nước suối tốt nhất là sương sớm ta không kén ăn các ngươi chuẩn bị cái gì ta liền ăn cái gì quốc sư nghe vậy cười khẽ vài tiếng nước suối dễ nói thế nhưng là cái này sương sớm liền có chút khó sáng mai bản quốc sư sẽ phân phó cung nhân thu thập xương sớm, vậy thì cảm ơn quốc sư. Tiểu Phụng Hoàng sau khi nói xong, đảo mắt một vòng trong điện, cái này đại điện cho người ta một loại âm trầm cảm giác quỷ dị, bởi vậy có thể thấy được, quốc sư này không đơn giản. Chương 374, một năm trước đêm xem thiên tượng, phát hiện Phượng Tinh Lâm thế, Tiểu Phụng Hoàng đi vào bắt ngự hoàng cung tin tức lan truyền nhanh chóng. bắt ngự thái tử cùng đám đại thần đều ngo ngoe muốn động, hận không thể chạy tới quan tinh lâu nhìn xem tiểu phụng hoàng những cái kia gặp qua tiểu phụng hoàng dân chúng nghĩ đến càng nhiều bọn hắn thậm chí cho rằng tiểu phụng hoàng đến chính là trời phù hộ bắt ngự quan tinh lâu trải qua hơn nửa ngày ở chung tiểu phụng hoàng cùng quốc sư chung đụng rất vui sướng tiểu phụng hoàng tựa như đi vào nhà mình đồng dạng không có chút nào câu nệ nó dính tại quốc sư bên người quốc sư dài quốc sư ngắn hoàn toàn chính là một bộ không có tâm cơ bộ dáng mà quốc sư mỗi lần nhìn về phía tiểu phụng hoàng thời điểm, trên mặt tựa như viết ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ý đồ, màn đêm buông xuống, quan tinh lâu đèn đuốc sáng trưng, giờ phút này, tiểu phụng hoàng ngay tại phòng luyện đan, nhìn xem quốc sư luyện chế đang dược, nó vây quanh lò đang chuyển vài vòng về sau, một mặt tò mò hỏi, quốc sư đại nhân, ngươi cái này đang dược lúc nào luyện tốt, chờ một lát nữa, liền có thể khai lò. Quốc sư vuốt vuốt ngón cái bên trên nhẫn ngọc, Tiểu Phụng Hoàng giả vờ giả việc nhẹ gật đầu, mở miệng lần nữa hỏi: đúng, ngươi cái này đang dược có công hiệu gì? Làm sao ngửi ngửi một cổ mùi máu tươi? Sẽ không là dùng hài đồng luyện chế đi. A, à, thật đáng sợ. Quốc sư có chút câu môi, đây là kéo dài tuổi thọ đang dược, là bản quốc sư đặc biệt vì hoàng thượng luyện chế. Kéo dài tuổi thọ là có ý gì? Tiểu Phụng Hoàng nháy một chút con mắt, ra vẻ không hiểu bộ dáng, chính là gia tăng số tuổi kéo dài tuổi thọ. Quốc sư nói, ghé mắt nhìn về phía tiểu phụng hoàng, tiểu phụng hoàng ịch một chút cánh, ngu ngơ nói ra, vậy ngươi có thể hay không đưa cho ta mấy khỏa đan dược, ta trở về đưa cho ta nhà hoàng thượng. Quốc sư lắc đầu, một mặt khó khăn nói, cái này đan dược cần bằng vào ta máu làm dẫn, ba ngày khả năng luyện chế một viên. Hắn sau khi nói xong, xốc lên rộng lớn tay áo, đem thấm lấy vết máu vải biểu hiện ra cho tiểu phụng hoàng nhìn. Tiểu Phụng Hoàng nhìn xem Quốc sư trên cổ tay vết máu, giống như là chấn kinh một loại lui về sau mấy bước. Ngươi, ngươi vậy mà chỉ dùng của mình huyết luyện chế đan dược. Quốc sư cười ha ha, bản quốc sư thân là thần tử, vì hoàng thượng hiến một điểm máu không tính là gì. Tốt, canh giờ đến, có thể mở ra lò đan. Quốc sư từ trong hộp tủ cầm một cái bình sứ, xoay người lại đến trước lò luyện đan, chậm rãi mở ra lò đan. Tiểu Phụng Hoàng thấy thế, lặng lẽ tới gần lò đan đưa cổ hướng trong lò đang nhìn quốc sư liếc qua tiểu phụng hoàng đem trong lò màu đen đang dược phơi bày một ít về sau chứa vào bình sứ đắp lên nắp bình hắn giơ bình sứ đối một mặt hiếu kỳ tiểu phụng hoàng nói ra viên đang dược kia nhìn xem không đáng chú ý nhưng là cần dùng 18 loại trân quý dược liệu luyện chế tiểu phụng hoàng nghe vậy dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem quốc sư quốc sư đại nhân ngươi thật sự là quá lợi hại tiểu phụng hoàng quá khen Bản quốc sư chỉ là căn cứ trong cổ tịch ghi lại bí pháp luyện chế, quốc sư mượn cơ hội này cùng tiểu phụng hoàng đối mặt. Ý đồ sử dụng thuật thôi miên, lúc này, tiểu phụng hoàng tất nhiên là không biết quốc sư mục đích, nó cũng nhìn trừng trừng lấy quốc sư. Đối mặt một hồi về sau, quốc sư phát giác mình thuật thôi miên đối tiểu phụng hoàng không có có tác dụng, liền không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt, nhất định là tiểu phụng hoàng cùng mình đối mặt thời điểm, không chuyên tâm quốc sư sợ tiểu phụng hoàng sinh nghi, che giấu ho nhẹ một tiếng, không còn sớm sủa, chúng ta nên ăn bữa tối. Tiểu phụng hoàng cười hắc hắc, ngươi cái này nói chuyện, ta còn có chút đói. Mười mấy tên cung nhân bưng các loại quả cùng đồ ăn, có thứ tự tiến vào quan tinh lâu, cả sai vặt không bụi tại cung nhân lui ra về sau, hướng phía phòng luyện đang đi đến. Hắn còn chưa đi đến phòng luyện đang, liền thấy quốc sư cùng tiểu phụng hoàng đâm đầu đi tới, không bụi dừng bước lại, chắp tay nói, quốc sư đại nhân, bữa tối đã chuẩn bị tốt, mời dùng bữa. Quốc sư nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, bản quốc sư biết, dừng lại một chút về sau, hắn từ trong tay áo lấy ra bình sứ đưa cho không bụi, đem đan dược cho hoàng thượng đưa qua, tiểu nhân tuân mệnh. Không bụi tiếp nhận bình sứ, quay người rời đi, quốc sư đưa mắt nhìn không bụi rời đi, nghiêng đầu đối tiểu phụng hoàng nói, tiểu phụng hoàng, chúng ta đi chính điện, được rồi, một người một phượng đi vào chính điện quốc sư nhìn xem trên bàn mấy loại hoa quả, hơi có vẻ ấy nấy nói, trong cung thiện phòng chỉ có cái này mấy loại hoa quả, tiểu phụng hoàng chớ có ghét bỏ. Tiểu phụng hoàng nhìn xem mâm đựng trái cây bên trong thả mấy loại hoa quả, vội vàng cảm tạ, không có chút nào ghét bỏ, tạ ơn quốc sư. Quốc sư ngồi tại trước bàn, dùng giọng ôn hòa nói, nhanh dùng bữa tối đi. Sau khi ăn xong, bản quốc sư dẫn ngươi đi tầng cao nhất xem sao trời. Được rồi. Tiểu Phụng Hoàng không chút khách khí đối với mâm đựng trái cây bên trong hoa quả dừng lại tạo. Tiểu Phụng Hoàng ăn uống no đủ về sau, dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Quốc sư. Quốc sư nhìn xem Tiểu Phụng Hoàng ánh mắt, cầm trong tay chén trà buông xuống, "Đi thôi, chúng ta đi đêm xem thiên tượng." Tiểu Phụng Hoàng vui vẻ đi theo Quốc sư bên trên tầng cao nhất. Quốc sư đi vào tầng cao nhất về sau, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời đêm sao trời. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Quốc sư mở miệng nói: Tiểu Phụng Hoàng, có thể hay không báo cho bản quốc sư lai lịch của ngươi, hắn một năm trước đêm xem thiên tượng, phát hiện Phượng Tinh lâm thế, nhưng viên kia Phượng Tinh không phải cái này Phượng, chẳng lẽ, mình nhìn lầm rồi, Tiểu Phụng Hoàng nhìn xem bầu trời đêm, trong mắt lóe ra một vệt kim quang, nó hạ giọng, ra vẻ thần bí nói ra, ta lặng lẽ nói cho ngươi, không cho phép ngươi nói cho người khác biết, bao quát bắt ngự hoàng đế, quốc sư nhẹ gật đầu, bản quốc sư cam đoan thủ khẩu như bình ngươi tới gần chút nữa. Tiểu Phụng Hoàng giả vờ giả việc nhìn một chút chung quanh, quốc sư đi vài bước, đi vào Tiểu Phụng Hoàng bên người. Tiểu Phụng Hoàng nghĩ đến Giang nhược từng cho nó nói qua chuyện thần thoại xưa, chững chạc đàng hoàng bị chuyện loạn nói, kỳ thật, ta là thiên giới phượng tộc người thừa kế, bởi vì xúc phạm thiên điều, bị loại bỏ đi tiên cốt, biếm hạ phàm ở giữa, ta tỉnh lại thời điểm thân ở một tòa núi hoang, bị tỷ tỷ cứu, cứu ta tỷ tỷ, chính là hoàng hậu nương nương, quốc sư nghe xong tiểu phụng hoàng, thần sắc tự nhiên mà nói, bản quốc sư biết được, tiểu phụng hoàng cũng mặc kệ quốc sư có tin hay không, tiếp tục giả vờ giả việc đêm xem sao trời. Quốc sư mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm rất là chấn kinh, trong lòng của hắn có một cái to gan suy đoán, tỷ tỷ, hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ vị kia hoàng hậu nương nương chính là Phượng Tinh? Chương 375, Phượng mệnh người có thể sẽ ảnh hưởng triều ta quốc vận, đêm dần khuya, tiểu phụng hoàng lung lay đau nhức cái cổ, nói lầm bầm, quốc sư đại nhân, quan sát tin tượng cũng quá nhàm chán, ta muốn đi nghỉ ngơi, đầy trời ngôi sao, nó cái gì đều xem không hiểu, có điều, quốc sư này giống như có có chút tài năng dáng vẻ. quốc sư nhìn xem bầu trời đêm, nhẹ giọng trả lời, ngươi tùy ý liền tốt, được rồi. Tiểu Phụng Hoàng Dương Cánh, bay đến tự chọn tốt vị trí. Quốc sư tại tiểu phụng hoàng sau khi đi, sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc, trải qua tối nay kiểm tra, hắn đã biết được, mình thuật thôi miên đối tiểu phụng hoàng vô dụng, phượng tinh, đại diễm hoàng hậu. Có ý tứ, lần này là không đi đại diễm không thể, giờ tí qua đi, quốc sư rời đi tầng cao nhất, trực tiếp về tẩm điện, bắt ngự hoàng đế nếm qua không bụi đưa tới đang dược về sau, ngồi tại tẩm điện đợi rất lâu, quốc sư đang làm cái gì đâu không phải nói đêm nay lấy phượng hoàng máu sao, tô tổng quản đứng ở một bên, ngáp liên tục, phát giác bắt ngự hoàng đế tâm tình khó chịu, lập tức giật mình một cái, hắn thu liễm thần sắc, mắt nhìn xuống đất mà nói, hoàng thượng, đêm dài, ngài nên đi ngủ, bắt ngự hoàng đế hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi vào long sàng bên cạnh ngồi xuống, quốc sư này, dám ngủ nghịch trẫm, thật sự là càng ngày càng làm càng. Tô Tổng quản tất nhiên là minh bạch bắt ngự hoàng đế ý tứ, thả nhẹ bước chân đi theo. Hoàng thượng, con kia tiểu phụng hoàng bản lãnh lớn thật nhiều, quốc sư đại nhân. Khả năng cũng không có cách nào đi, bắt ngự hoàng đế nghe vậy, hung tận đập một cái long sàng, trẫm mặc kệ, trẫm chính là muốn kia phượng hoàng máu. Tô hạo, ngươi sắp xếp người lặng lẽ đi quan tinh lâu, nhất định phải cho trẫm bắt con kia phượng hoàng. Tô tổng quản, quốc sư đại nhân đều không có cách, người khác càng không có biện pháp. Tô tổng quản trầm mặt một lát, tiếng như mũi vo ve mà nói hoàng thượng làm như vậy có thể hay không cắt cỏ kinh phượng còn có nếu là thất thủ không chỉ có sẽ chọc cho giận quốc sư còn có thể chọc giận con kia phượng hoàng bắt ngự hoàng đế nghe vậy trong lòng kia cơn tức giận dần dần, dần tiêu tán đúng a à, quốc sư đã không có hành động nhất định là có nguyên nhân như bởi vậy chọc giận quốc sư hắn không còn cho mình luyện chế đang dược nghĩ tới những thứ này hậu quả nghiêm trọng bắt ngự hoàng đế như vậy coi như thôi, trẫm mệt, cho trẫm thay quần áo đi ngủ, tô tổng quản thấy thế, mặt mày hớn hở nói, lão nô tuân chỉ, tại bắt ngự hoàng đế chìm vào giấc ngủ về sau, tô tổng quản buông xuống trướng màn, lặng lẽ rời đi tẩm điện, đóng kỹ tẩm điện phía sau cửa, hắn như trút được gánh nặng thở dài một tiếng, một đại thanh, sớm, bắt ngự đám đại thần thật sớm đi vào phụng thiên điện, sau đó mà đến là bắt ngự thái tử bắt ngự thái tử tiến vào phụng thiên điện trước nghiêng đầu nhìn thoáng qua quan tinh lâu phương hướng đợi bản thái tử leo lên hoàng vị chuyện làm thứ nhất chính là đem quan tinh lâu cho dỡ bỏ một đám đại thần nhìn xem chậm rãi mà đến bắt ngự thái tử nhao nhao hành lễ nói vi thần tham kiến thái tử điện hạ, chư vị đại nhân miễn lễ bắt ngự thái tử trên mặt ý cười đi thẳng tới phía trước nhất tại bắt ngự thái tử đứng vững về sau một đám đại thần đối bóng lưng của hắn ném đi ánh mắt thương hại, ai, cũng không biết thái tử điện hạ sinh thời có thể hay không ngồi lên hoàng vị, bắt ngự thái tử tất nhiên là biết các vị đại thần suy nghĩ trong lòng, hắn ngầm đâm đâm nghĩ, chư vị đại nhân yên tâm, bản thái tử tại sinh thời bên trong, khẳng định sẽ ngồi lên hoàng vị, lần này cùng quốc sư đi đại diễm vương triều chầu mừng, chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, quốc sư đại nhân, lần này định để ngươi có đi không về. Không có quốc sư luyện đan, phụ hoàng nhất định sẽ chống đỡ không lâu. Ha ha, lần này chầu mừng, quả thực chính là cơ hội trời cho A. À. quan tinh lâu, tiểu phụng hoàng ăn mới mẻ quả, uống vào cung nhân thu thập sương sớm, kia là một cái hài lòng. Quốc sư nhìn xem ăn như gió cuốn tiểu phụng hoàng, bưng lên trước mặt chén trà, khẽ nhấp một miếng nước trà. Ngược lại thật sự là là không kén ăn. Tiểu phụng hoàng ăn uống no đủ về sau, Nhu Thuận nói đa tạ quốc sư người giàu có đợi, sau khi trở về, ta sẽ nói cho nhà ta hoàng thượng, quốc sư buông xuống chén trà, mỉm cười, chẳng qua là chút quả mà thôi, tiểu phụng hoàng khách khí, đúng lúc này, không bụi tiến vào trong điện, quốc sư đại nhân, ngài nên vào triều sớm, quốc sư chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, bản quốc sư biết, tiểu phụng hoàng nháy một chút con mắt, trên lưng túi quần áo của mình, chúng ta đi thôi, khoe khoang một chút, liền trở về quốc sư cùng tiểu phụng hoàng đi vào phụng thiên điện, đứng tại cửa đại điện thị vệ hô, quốc sư đại nhân đến, giờ phút này, trong điện đám đại thần ngay tại thì thầm với nhau nói thì thầm, nghe được ngoài điện thanh âm lúc, nhịn không được nghiêng đầu nhìn lại, tiểu phụng hoàng bay vào phụng thiên điện, trong mắt tản mát ra một trận hào quang màu vàng, các vị đại thần trực câu câu nhìn chầm chầm tiểu phụng hoàng, trong mắt tất cả đều là chấn kinh, nương ai, đây chính là đại diễn vương triều tiểu phụng hoàng. Quốc sư nhìn xem đám đại thần phản ứng, khóe môi hơi câu, chậm rãi đi hướng vị trí của mình. bắt ngự thái tử thoáng nhìn đứng tại một bên kia bôi thân ảnh màu trắng, đáy mắt tất cả đều là lãnh ý, chẳng qua là một cái giả thần giả quỷ yêu đạo mà thôi, đắc ý cái gì. Lập tức, ngước mắt nhìn về phía tiểu phụng hoàng, quốc sư, thái tử điện hạ, kỳ thật, ngài không cần như thế cừu thị thần, dù sao, thần chưa hề trêu chọc qua ngài. Phụng Thiên Điện bên trong lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Tiểu Phụng Hoàng trên thân. Tiểu Phụng Hoàng rơi vào long ỷ trên lan can long đầu bên trên, ngẩng lên đầu liếc nhìn quần thần, đều tốt nhìn xem ngươi Phượng gia ta. Ha ha, ta là các ngươi vĩnh viễn không chiếm được Phượng Hoàng. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng, Hoàng thượng giá lâm, Thái tử, Quốc sư, một đám đại thần nhao nhao quỳ xuống đất, nhi thần, thần, vi thần, cung nên Hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chư vị ái khanh bình thân. Bắt ngự hoàng đế một mặt buồn bực tiến vào phụng thiên điện, hướng phía long ỷ đi đến, tô tổng quản nơm nớp lo sợ đi theo bắt ngự hoàng thượng sau lưng, ngước mắt nháy mắt, chợt thấy đứng tại trên long ỷ tiểu phụng hoàng, hắn hô nhỏ một tiếng tiến lên mấy bước. Hơi có vẻ khó xử đối với Tiểu Phụng Hoàng nói ra, Tiểu Phụng Hoàng, Long ỷ Không phải ngươi có thế ngồi, thế nào liền lên Long ỷ đây, không biết là hoàng thượng chuyên môn chỗ ngồi sao, tiểu phụng hoàng cũng không có sinh khí, mà là một mặt vô tội nói, ta không có ngồi tại trên long ỷ bắt ngự hoàng đế mặt âm trầm nhìn về phía giảo biện tiểu phụng hoàng, dẫm lên ngự lên trên bục tới, tiểu phụng hoàng, không phải liền là một cái long ỷ sao, nhỏ mọn như vậy, bắt ngự hoàng đế đi vào long ỷ bên cạnh về sau, có ý riêng nói, tiểu phụng hoàng, đại diễm hoàng đế không có nói cho ngươi biết, long ỷ không thể tùy ý ngồi sao. Tiểu Phụng Hoàng nhìn xem lôi kéo mặt mo bắt ngự hoàng đế, hừ lạnh một tiếng, hai cái móng vuốt tại đầu rồng bên trên ra sức móc mấy lần, ta chỉ là đứng tại cái này trên lan can, ta tại đại diễm hoàng cung, Long ỷ muốn ngồi an vị, nhà ta hoàng thượng căn bản liền không quan tâm. Tiểu Phụng Hoàng nói xong lời cuối cùng, cười lạnh một tiếng, nói bóng gió, một cái phá Long ỷ mà thôi, ngươi cũng quá nhỏ khí, bắt ngự hoàng đế biết Tiểu Phụng Hoàng ở trong tối phúng mình một cổ nộ khí tràn ngập tại ngực, đám người, cách không được tiểu phụng hoàng nguyện ý khăng khăng một mực đi theo đại diễm Tân Hoàng, đại diễm Tân Hoàng cách cục chính là lớn, tiểu phụng hoàng nhìn xem sắc mặt khó coi bắt ngự hoàng đế, dương cánh bay lên, không chậm trễ các ngươi vào triều sớm, phượng gia còn muốn đi đưa chiếu thư, liền đi trước, nó bay đến quốc sư trước mặt, quốc sư đại nhân, ta tại kinh thành chờ ngươi nha, quốc sư khẽ vuốt cầm. Bắt ngự hoàng đế nhìn xem tiểu phụng hoàng bay đi, trong lòng có chút nóng nảy, nhỏ, tiểu phụng hoàng, ngươi trước đừng, tiểu phụng hoàng tại phụng thiên điện thét dài vài tiếng, nghênh ngang rời đi, phượng gia còn phải đưa hai phần chiếu thư, cũng không có nhàn công phu cùng ngươi, trở về tìm tỷ tỷ đi, tiểu phụng hoàng sau khi đi, phụng thiên điện bên trong bầu không khí có chút kiềm chế, bắt ngự hoàng đế ngồi tại trên long ỷ sắc mặt không ngờ nhìn về phía quốc sư, hắn trầm giọng hỏi, quốc sư đại nhân, vì cái gì không hoàn thành trẫm bàn giao đưa cho ngươi nhiệm vụ. Quốc sư nghe vậy, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay nói, hồi hoàng thượng lời nói, thần sở dĩ không có đối tiểu phụng hoàng động thủ, là sự tình ra có nguyên nhân, nói một chút, là nguyên nhân gì? Bắt ngự hoàng đế hơi hòa hoãn thái độ, quốc sư ngước mắt, chậm rãi phun ra mấy chữ, phượng tinh lâm thế, tinh di phương đông, lời vừa nói ra, chấn kinh triều đình, phượng tinh, phương đông, không phải liền là nói đại diễm sao, chỉ thấy bắt ngự hoàng đế cọ một chút đứng người lên, trung rễ thanh âm nói ra, cái, chuyện khi nào, quốc sư thẳng thắn nói, một năm trước, bắt ngự hoàng đế lập tức giận, ngươi vì cái gì không nói cho trẫm, hoàng thượng bớt giận, lúc ấy, thần chưa xác định, liền không có đem việc này báo cho cùng ngài, đêm qua, thần hiểu rõ tiểu phụng hoàng lai lịch về sau, liền xem bói một quẻ, quẻ tượng biểu hiện đại diễm hoàng hậu chính là phượng mệnh người. Quốc sư sau khi nói xong, một phái vẻ đạm nhiên, bắt ngự hoàng đế run run rẩy rẩy ngồi trở lại long ỷ, tự lẩm bẩm, cách không được vị kia an vương bị giáng chức, vẫn như cũ có thế cầm lại hoàng vị. Bắt ngự thái tử đứng tại phía trước nhất, đem lời nói này nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn ngầm đâm đâm nghĩ, thừa dịp chầu mừng cơ hội, mở mang kiến thức một chút phượng mệnh người. Bắt ngự hoàng đế hoàng hồn về sau, trầm giọng hỏi, kia phượng mệnh người, có thể sẽ ảnh hưởng triều ta quốc vận, quốc sư lắc đầu. Không thể biết, bắt ngự hoàng đế sau khi nghe, rõ ràng có chút không vui, không thể biết, nói cách khác, có lẽ sẽ ảnh hưởng bắt ngự vương triều quốc vận, nếu là như vậy, hắn tuyệt không cho phép phượng mệnh người sống trên đời, quốc sư chấp tay. Hoàng thượng không cần thiết lo lắng, đợi thần chầu mừng trở về, lại tính toán sau, Bắc ngự hoàng đế cũng biết mình có chút nóng nảy, thu liễm thần sắc về sau, mở miệng nói, tốt, chờ ngươi chầu mừng trở về, lại làm định đoạt, thần tuân chỉ. Quốc sư nói, bắt ngự hoàng đế nhìn thoáng qua thái tử, ho nhẹ một tiếng, thái tử, đi đại diễm chầu mừng, từ ngươi cùng quốc sư cùng nhau đi tới, nhi thần lĩnh chỉ. Bắt ngự thái tử chấp tay nói, bãi triều, bắt ngự hoàng đế một mặt thất vọng ra phụng thiên điện, ai, đến tay phượng hoàng bay đi, quá đáng tiếc chương 376, mời ngươi đi kinh thành làm khách, tiểu phụng hoàng rời đi bắt ngự về sau, bay thẳng đi mạc nam bộ rơi, nó tại không trung nhìn xem phía dưới to to nhỏ nhỏ lều trướng, âm thầm cô, tỷ tỷ nói, xa hoa nhất cung trướng chính là khả hãn thế là, nó bay đến cung trên trướng không, la lớn, ai là mạc nam khả hãn cung trướng lân cận bọn hộ vệ nghe được không trung truyền đến thanh âm, ngẩng đầu tìm kiếm. Khi bọn hắn nhìn thấy không trung tiểu phụng hoàng lúc, trực tiếp quên phản ứng, đây không phải trong truyền thuyết thần điểu sao, làm sao tới mặt nam bộ rơi rồi, quy, các ngươi đừng lo lắng, nhanh đi gọi các ngươi khả hãn. Tiểu Phụng Hoàng nhìn xem ngay người đám người, tiếp tục hò hét, giờ phút này, cung trong trướng mặt nam khả hãn đã nghe phía bên ngoài động tĩnh, hắn thả ra trong tay công vụ, đứng dậy suốt cung trướng, ai dám ở đây lỗ mãn. Người chưa tới, tiến tới trước, cung ngoài trướng một gã hộ vệ thấy thế, đối sắp bước ra cung trướng mặt nam khả hãn làm ra im lặng động tác suỵt khả hãn ngài đừng dọa đến thần điểu mặt nam khả hãn nghe vậy nhíu mày cái gì thần điểu tên hộ vệ này đưa tay chỉ chỉ thiên không cẩn thận từng ly từng tí nói hồi khả hãn thần điểu tại thiên không mặt nam khả hãn nhanh chân đi ra cung trướng ngẩng đầu nhìn lại thật sự là thần điểu tiểu phụng hoàng nhìn xem từ trong trướng đi tới nam tử trung niên biết mà còn hỏi ngươi chính là Mạc Nam Khả Hãng sao? Mạc Nam Khả Hãng vô ý thức nhẹ gật đầu, đúng, ta chính là Mạc Nam Khả Hãng. Tiểu Phụng Hoàng đáp xuống trướng đỉnh, nghiêm trang nói, ta là đại diễm Tân Hoàng phái tới đưa tin sứ giả Tiểu Phụng Hoàng. Nhà ta Hoàng thượng vừa vào chỗ, mời Mạc Nam Khả Hãng đi đại diễm Kinh Thành làm khách. Nói, nó từ trong bao quần áo ngậm ra một cái màu vàng sáng quyển trục, Mạc Nam Khả Hãng nghe được mời hai chữ, có một nháy mắt mờ mịt mời hắn đi kinh thành làm khách ở trong đó sẽ có hay không có âm mưu thế nhưng là vừa nghĩ tới mình bộ lạc tình huống hắn cảm thấy mình suy nghĩ nhiều mạc nam khả hãn ho nhẹ một tiếng mở miệng nói tiểu phụng hoàng chúng ta mạc nam cùng đại diễm vương triều ngày thường lẫn nhau không vãn lai đại diễm tân hoàng như thế nào tiểu phụng hoàng đem chiếu thư buông xuống dựa theo tiêu thừa cẩn bàn giao nói ra mạc nam khả hãn chớ có suy nghĩ nhiều nhà ta hoàng thượng chính là nghĩ thừa cơ hội này, cùng các ngươi bộ lạc kết giao bằng hữu. Đương nhiên, ngài nếu là không muốn đi, cũng có thể cự tuyệt. Mạc Nam khả hãn nghe xong lời nói này, liền biết có ý tứ gì. Hắn trầm tư một lát sau, ngước mắt nói ra, đem chiếu thư cho bản khả hãn đi. Tiểu phụng hoàng ngậm lên chiếu thư, dương cánh bay xuống dưới. Mạc Nam khả hãn nâng lên hai tay, thần sắc nghiêm túc tiếp nhận chiếu thư. Mời ngươi trở về chuyển cáo đại diễm Tân Hoàng, bản khả hãn an bài tốt bộ lạc công việc, liền lên đường đi kinh thành. Tiểu Phụng Hoàng hoàn thành cái này nhiệm vụ, tâm tình tương đối tốt, mặt nam khả hãn yên tâm, ta sẽ nói cho nhà ta hoàng thượng, ta còn muốn đi tác la bộ lạc, trước hết cáo từ. Mặt nam khả hãn nhìn xem muốn dương cánh bay đi tiểu Phụng Hoàng, vội vàng nói, đã ngươi có nhiệm vụ mang theo, bản khả hãn liền không giữ lại ngươi. Tiểu Phụng Hoàng đằng không, ở trên không xoay quanh hai vòng, thét dài vài tiếng. Tại tiểu phụng hoàng sau khi rời đi, khả đôn cùng hai vị phu nhân nghe tiếng chạy đến, khả đôn đến sớm một bước, nghe một cái đại khái, nàng nhìn xem mặt nam khả hãng trong tay chiếu thư, một mặt lo lắng mà nói, khả hãn, kia đại diễm tân hoàng không có âm mưu gì đi, mặt nam khả hãng xem hết chiếu thư nội dung về sau, đem quyển trục tất kỹ, hắn nghe khả đôn về sau, dường như tự dễu nói ra, liền chúng ta bộ lạc này, đại diễm tân hoàng căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Khả Đôn nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, nói cũng đúng, đại diễm vương triều binh cường mã tráng, hẳn là sẽ không đối mặt Nam Bộ có rơi chỗ ý đồ. Tiểu Phụng Hoàng một đường bắt bay, rất nhanh tìm được Tác La Bộ Lạc, Tác La khả hãn ra tới. Nó đối phía dưới hô, cung trướng chung quanh hộ vệ nghe được tiếng la, lập tức cảnh giác lên, chú ý cảnh giới, bảo hộ khả hãn. bọn hộ vệ lần theo thanh âm nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy không trung tiểu phụng hoàng lúc, chấn kinh đến quên phản ứng. Tiểu Phụng Hoàng nhìn xem đần độn bọn hộ vệ, thét dài một tiếng, nhanh đi đem các ngươi khả hãn mời đến, Phượng Gia có chuyện tìm hắn. Vừa dứt lời, mộ dung thần sải bước từ cung trong trướng đi ra, hắn mặt âm trầm hét lớn một tiếng, ai tại làm càng, là ta. Tiểu Phụng Hoàng nhìn xem khí thế hùng hổ mộ dung thần nói, mộ dung thần ngẩng đầu, dùng tay che khuất ánh mặt trời chói mắt, khi hắn nhìn thấy không trung Tiểu Phụng Hoàng lúc, đáy mắt đều là vẻ tham lam. Thần điểu như thế nào xuất hiện tại tác la bộ lạc, mộ dung thần nhanh chóng thu liễm thần sắc, thả nhẹ thanh âm nói ra, không biết thần điểu đại giá quan lâm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Tiểu Phụng Hoàng nhìn xem mặt mũi tràn đầy tính toán mộ dung thần, liền biết hắn tại nhớ thương chính mình, nó ngầm đâm đâm nghĩ, đều do mình mị lực quá lớn, để nhiều như vậy người nhớ thương. Tát la khả hãn, Phượng gia hôm nay là đến đưa chiếu thư, cái gì chiếu thư? mộ dung thần một mặt dấu chấm hỏi, tiểu phụng hoàng rơi vào trướng đỉnh, đại diễm tân hoàng tiêu thừa cẩn vào chỗ, hắn mời ngươi đi kinh thành làm khách, hắc hắc. Ngươi nếu là nhìn thấy tỷ tỷ cùng cậu nam nhân, nhất định sẽ rất khiếp sợ, mộ dung thần nghe vậy, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, tốt, bản khả hãng sẽ đi, tiêu thừa cẩn, không phải liền là cái kia bị giáng chức an vương điện hạ mà, hắn lúc nào đem hoàng vị cướp đến tay, ha ha sớm muốn đi mở mang kiến thức một chút đại diễm kinh thành phồn hoa thịnh cảnh, đưa tới cửa cơ hội, không đi ngu sao mà không đi, mời tiếp chiếu thư. Tiểu Phụng Hoàng đem cuối cùng một phần chiếu thư lấy ra, dương cánh đi vào mộ dung thần trước mặt, mộ dung thần tiếp nhận chiếu thư, nhìn trừng trừng lấy gần trong gan tất Tiểu Phụng Hoàng, cái này thần điểu thật sự là uy vũ, tác la khả hãn phượng gia nhiệm vụ đã hoàn thành, cáo từ. Tiểu Phụng Hoàng nói xong, bay thẳng đi ra tới vài ngày, tỷ tỷ nhất định rất lo lắng cho mình. Vừa nghĩ tới Giang Nhược bởi vì lo lắng cho mình ngủ không yên, Tiểu Phụng Hoàng lại tăng tốc một chút tốc độ. Tỷ tỷ, ta lập tức liền trở lại. Chương 377, đi ra ngoài một chuyến, dài 800 cái tâm nhãn, khi hòa cung, mặt trời chiều ngã về Tây, Giang Nhược đứng ở trong sân, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Đêm qua mơ tới Tiểu Phụng Hoàng bị người cho rút lông, nhốt vào lớn lồng sắt bên trong, kia đáng thương hề hề lại bất lực bộ dáng, mộng cảnh cùng hiện thực tương phản, tiểu phụng nhất định sẽ bình an trở về. Tiêu thừa cẩn ngồi long liễn đi vào cửa cung, tại cung nhân hành lễ thời điểm đưa tay ngăn lại, tiểu phụng ra ngoài mấy ngày, theo lý thuyết hẳn là trở về, chẳng lẽ, bị bên ngoài thế gian phồn hoa mê hoặc hai mắt, quên về nhà, bay trở về kinh thành tiểu phụng hoàng, vì nhìn xem gian nhược hai người biểu hiện, cố ý cúng một vòng, từ một phương hướng khác bay trở về. Lặng lẽ sờ sờ rơi vào trên một cây đại thụ, lá cây rậm rạp, vừa vặn che khuất thân thể của nó. Tiểu phụng hoàng trốn ở trên cây, chi lăng lên lỗ tai. Tiêu thừa cẩn nghĩ đến trầm mê sắc đẹp tiểu phụng hoàng, khóe môi có chút dơ lên, chân trong chân ngoài tiểu phụng, hảo hảo ở tại bên ngoài hưởng thụ ôm nhu hương đi. Tiêu thừa cẩn chậm rãi đi vào gian nhược trước mặt, đem nàng ôm vào trong ngực, nhược nhược, đang suy nghĩ gì đấy? Ừm trong giọng nói mang theo một tia vui vẻ gian nhược ngước mắt đêm qua ta mơ tới tiểu phụng bị người bắt lại nhốt vào lớn lồng sắt lão thảm có điều ta cảm thấy nhà ta tiểu phụng hẳn là sẽ không tiêu thừa cẩn nghe vậy lập tức liên tưởng đến cái kia hình tượng hắn nhịn không được cười nhẹ một tiếng nhược nhược nói đúng nhà ta tiểu phụng thông minh như vậy sẽ không bị người bắt lại trừ phi bị bên ngoài hồ ly tinh câu dựng Chủ động tiến vào lớn lòng sắt, gian nhược, đúng a, à, Tiểu Phụng cũng không thể như thế cô đơn đi xuống đi, chờ nó sau khi trở về, cho nó tổ chức một trận tuyển mỹ giải thi đấu, sau đó cho nó bồi dưỡng một cái nàng dâu. Tiểu Phụng Hoàng nhìn một cái, cái này cậu nam nhân vậy mà thừa dịp mình không tại, cho tỷ tỷ nói mình nói xấu, còn bị hồ ly tinh câu đi, nó là nông cạn như vậy phượng sao? Mặc kệ, xem trước một chút tỷ tỷ nói thế nào đi. Giang Nhược bưng miệng cười, nhà ta tiểu phụng ánh mắt cao đâu, sẽ không bị hồ ly tinh câu đi. Có điều là hẳn là cho nó tìm một cái bạn. Tiểu Phụng Hoàng tự như xét đánh, không dám tin trừng to mắt. Cái gì? Tỷ tỷ muốn cho mình tìm bạn? Vất vả chân chạy Tiểu Phụng Hoàng, lúc này sắp bị khí khóc. Cẩu Nam Nhân, ngươi quá mức. Ngươi đây là cho tỷ tỷ rót bao nhiêu thuốc mê à? Không thể nhịn được nữa Tiểu Phụng Hoàng tức giận hô, Cẩu Nam Nhân, ta thay ngươi chân chạy ngươi vậy mà nghĩ một mình chiếm lấy tỷ tỷ, còn cùng tỷ tỷ nói ta là hoa tâm đại la bạc. Giang nhược cùng tiêu thừa cẩn nghe thanh âm quen thuộc, vô ý thức tìm kiếm, tiểu phụng trở về, đây là ở đâu bên trong trốn tránh đâu. Giang nhược bốn phía xem xét, vừa vặn nhìn thấy lá cây lắc lư, nàng ngự lên kinh công, chạy như bay đến cây đại thụ kia bên trên. Tiêu thừa cẩn thấy thế, phi thân đi theo, hắn ngầm đâm đâm nhã rảnh nói, tiểu phụng trở về không hiện thân, vậy mà cẩu trên tàn cây âm thầm giám thị bọn hắn, gian nhược dẫm lên thân cây, giữ vững thân thể, nàng nhìn xem ngạo kiều tiểu phụng hoàng, chột dạ sờ sờ mũi, lập tức, lấy lòng nói, tiểu phụng, ngươi rốt cuộc trở về, tỷ tỷ nhưng lo lắng ngươi, ngày nhớ đêm mong, đều ngủ không được, tiểu phụng hoàng hừ nhẹ một tiếng, vĩ khuất ba ba lên án nói, tỷ tỷ có cẩu nam nhân bồi tiếp, sớm đem ta ném đến lên chín tầng mây đi, nó sau khi nói xong, nghiêng đầu sang chỗ khác, cố ý không nhìn gian nhược, cậu nam nhân tiêu thừa cẩn, đây chính là một con vạc giấm A, được rồi, mình tạm thời biến mất một hồi đi, tiêu thừa cẩn cho gian nhược làm cái nháy mắt, phi thân rời đi, tiểu phụng hoàng phát giác tiêu thừa cẩn rời đi, lại là hừ lạnh một tiếng, cậu nam nhân tính ngươi thức thời, nó ngầm đâm đâm di động móng vuốt, cách gian nhược lại tiếng một chút. Giang Nhược nhìn xem tiểu phụng hoàng những cái này tiểu động tác, cười đến mặt mày cong cong, ha ha, đơn thuần lại ngạo kiều tiểu phụng, nhanh đến tỷ tỷ trong ngực tới đi, Giang Nhược dẫm lên thân cây đi vài bước, ông chặt lấy tiểu phụng hoàng, tiểu phụng, vất vả ngươi, tiểu phụng hoàng, tỷ tỷ đều chủ động ôm mình, nếu không, liền tha thứ tỷ tỷ đi, một người một phượng trình diễn một trận thân nhân đoàn tụ cảm động hình tượng, Giang Nhược nhẹ vỗ về tiểu phụng hoàng lông vũ, đau lòng nói ra, ai nha, tiểu phụng ngươi làm sao gầy nhiều như vậy tiểu phụng hoàng lại là một trận tố khổ, tỷ tỷ, ta bên ngoài mấy ngày nay, ăn không ngon, uống không tốt, còn ngủ không ngon, mấu chốt là bay nhiều như vậy đường, có thế không gầy sao, hắc hắc, vẫn là tỷ tỷ ôm ấp có cảm giác an toàn, tiểu phụng hoàng được một tất lại muốn tiến một thước nghỉ, đêm nay, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng ngủ, Giang nhược vuốt vuốt tiểu phụng hoàng đầu, vậy chúng ta đi xuống đi, ăn xong bữa tối, ngươi thật tốt ngủ một giấc. Tiểu Phụng Hoàng nghe thanh âm êm ái, thấy tốt thì lấy, tỷ tỷ, ngươi thật tốt, gian nhược, du lịch trở về chính là không giống, thiện trong sảnh. Tiểu Phụng Hoàng đứng tại gian nhược bên người, hưởng thụ lấy gian nhược ném uy. Đúng không, đây mới là đoàn sủng nên có đãi ngộ, Tiểu Phụng Hoàng uống vào nước linh tuyền, hài lòng nhẹ gật đầu, tỷ tỷ, cái này nước suối sau bắt ngự hoàng cung sương sớm dễ uống nhiều, gian nhược cùng tiêu thừa cẩn nghe vậy. Lặng lẽ sờ sờ liếc nhau sương sớm, đãi ngộ không tệ a. À, tiểu Phụng Hoàng ăn uống no đủ, phối hợp nói, tỷ tỷ, bắt ngự cậu hoàng đế phái cái kia thái tử cùng quốc sư triều bái chút. Đến lúc đó, các ngươi nhất định phải cẩn thận cái kia quốc sư, hắn không giống người tốt, mà lại, hắn sẽ còn quan sát tin tưởng, biết luyện đan. Có chút vốn liếng dáng vẻ, Giang Nhược cười một tiếng, tạ ơn Tiểu Phụng tìm hiểu nhiều như vậy tin tức trở về, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ đề phòng hắn tỷ tỷ, ngươi cũng không biết, cái kia lão hoàng đế xem ta ánh mắt nhưng khủng bố, hận không thể nhào tới cắn ta mấy ngụm. Tiểu Phụng Hoàng nói, toàn thân lông vũ nổ lên, Giang Nhược thấy thế, mau đem Tiểu Phụng Hoàng ôm trong ngực an ủi một phen. Tiểu Phụng Hoàng tựa ở Giang Nhược trong ngực, đối ngồi ở một bên tiêu thừa cẩn ném đi khiêu khích ánh mắt, hừ. Cậu nam nhân đứng sang bên cạnh, tỷ tỷ yêu ta nhất, tiêu thừa cẩn nhìn xem Tiểu Phụng Hoàng đắc ý ánh mắt, ngầm đâm đâm nhã rảnh, tiểu phụng đi ra ngoài một chuyến, dài 800 cái tâm nhãn, tỷ tỷ, cửu cửu đã đang trên đường tới, mà lại, ta cũng không có đem hoàng thương sự tình nói cho ngoại tổ một nhà, chờ bọn hắn đến, cho bọn hắn một kinh hỷ. Nói đến đây, tiểu phụng hoàn càng thêm đắc ý, gian nhược nhíu mày, tiểu phụng, ngươi làm việc quá đáng tin cậy. Về sau cứ yên tâm ngươi ra ngoài chân chạy, tiểu phụng hoàng bình an trở về. Khi hòa cung bầu không khí nhẹ nhõm vui vẻ, có chút mệt mỏi tiểu phụng hoàng tiếng không gian, tẩy một cái thoải mái nước linh tuyền tắm về sau, ghé vào nóc nhà bên trên ngủ cái hôn thiên ám địa. Giang nhược nhìn xem ngủ say tiểu phụng hoàng, che miệng cười nhẹ một tiếng, lặng lẽ ra không gian. Tiểu phụng đã mệt ngủ, tiêu thừa cẩn có chút câu môi, đưa tay kéo qua Giang nhược. Tiểu phụng liên tiếp bay mấy ngày, nhất định mệt chết, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai ta mệnh công bộ thượng thư thu xếp công tượng đi sửa thiện kia hai tòa phủ đệ. Giang Nhược cười tủng tỉm nói, thăng quan niềm vui, đại hôn niềm vui. Việc vui liên tục, đêm dần khuya, không có tâm sự Giang Nhược rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tiêu thừa cẩn khẽ hôn một chút Giang Nhược cái trán, đóng lại hai con ngươi, đông cung, cách giờ tí càng gần. Ngồi tại trên giường tiêu mạch thành mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân không ngừng run rẩy. giờ tí vừa đến, trên người hắn độc đúng giờ phát tác, toàn thân đau đớn khó nhịn, mà loại này toàn tâm đau, sẽ kéo dài ròng rã một canh giờ, tiểu thuận tự nấu xong, một bát làm dịu đau đớn nước thuốc, vội vàng bưng đến tẩm điện, hắn nhìn cả người run rẩy tiêu mạch thành, mau đem nước thuốc buông xuống, điện hạ, ngài tranh thủ thời gian nằm xuống, đợi lát nữa ngài đem chén này nước thuốc uống hết, nhìn xem có thể hay không làm dịu đau đớn. Tiêu mạch thành nhìn xem trên bàn bác sứ, lắc đầu, đây là độc dược phổ thông thuốc giảm đau làm sao lại có hiệu quả ai phải làm sao mới ổn đây a à? tiểu thuận tử lau lau mồ hôi tráng gấp đến độ tại nguyên chỗ đảo quanh tiêu mạch thành đứng dậy tại tẩm điện bên trong đi qua đi lại khi hắn nhìn thấy nơi hẻo lánh gậy gỗ lúc trong đầu sinh kế bản cung có biện pháp tại tiểu thuận tử nhìn chăm chú tiêu mạch thành đi vào nơi hẻo lánh nhặt lên cây kia một cây tiêu mạch thành đi vào tiểu thuận tử trước mặt đem gậy gỗ đưa cho hắn, đến giờ tí, nếu như bản cung đau chịu không được, ngươi, ngươi liền gậy gỗ đem bản cung đánh ngất xỉu, tiểu thuận tử dọa đến thẳng lắc đầu, hắn một mặt kinh hoảng lui lại hai bước, điện hạ, cái này nhưng không được, ngài thân thể quý giá, nô tài không dám động thủ a, à. vạn nhất thất thủ, đem ngài đánh chết nhưng làm sao bây giờ, nghĩ đến tiêu mạch thành có thể sẽ chết tại cây gậy gỗ này dưới. Tiểu thuận tử liền càng thêm sợ hãi chủ tớ hai cứ như vậy dằn co, giờ tí vừa đến, quen thuộc cảm giác đau càng quét toàn thân, tiêu mạch thành trong tay gậy gỗ trượt xuống trên mặt đất, hắn giống con tôm đồng dạng co quắp tại trên mặt đất, nhỏ, tiểu thuận tử, nhanh, mau đưa bản cung đánh, đánh ngất xỉu, tiêu mạch thành hận hận nghĩ, thở nhỏ cơm ngon áo đẹp, khi nào bị qua dạng này tội, quả thực chính là muốn mệnh của hắn a. À. Tiểu thuận tử ngồi quỳ chân trên mặt đất, cầm lấy gậy gỗ thăm dò tính khoa tay lập tức không được không xuống tay được tiểu thuận tử đem gậy gỗ ném qua một bên tiêu mạch thành thấy tiểu thuận tử không động thủ giận dữ hết nhanh lên động thủ ngươi là muốn cho bản cung đau chết sao tiểu thuận tử kêu khóc nói điện hạ nô tài không dám động thủ a à, lúc này tiêu mạch thành đã đau đến nói không ra lời trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn đường thi họa đứng tại ngoài điện nhìn xem một màn này đáy mắt hiện lên một tia trào phúng cần ngươi làm gì nàng chậm rãi tiến vào tẩm điện không lưng nhặt lên trên đất gậy gỗ trực tiếp đi hướng tiêu mạch thành tiểu thuận tử nhìn xem đột nhiên xuất hiện đường thi họa có một nháy mắt bối rối hắn run rẩy thanh âm hỏi thái tử phi nương nương ngài muốn làm thật nói còn chưa dứt lời liền thấy đường thi họa nâng tay lên bên trong gậy gỗ đối tiêu mạch thành phía sau lưng đánh tới tiêu mạch thành kêu lên một tiếng đau đớn hôn mê bất tỉnh Tiểu thuận tử bò qua đi, kêu khóc nói, điện hạ, phế vật. Đường thi họa ném trong tay gậy gỗ, quay người rời đi, chương 378, duy nhất xoay người cơ hội, đông cung, tiêu mạch thành tỉnh lại thời điểm, đã là giờ sử mạc, phía sau lưng đau đớn, làm hắn hít sâu một hơi, tê, giờ phút này, tiểu thuận tử ngồi quỳ chân tại giường trước, ở vào buồn ngủ trạng thái, nghe được động tĩnh, hắn lập tức bừng tỉnh. Tiêu Mạch Thành mở hai mắt ra, hơi có vẻ mờ mịt nhìn xem trướng đỉnh, là ai đem hắn đánh ngất xỉu. Tiêu Mạch Thành chợt nhớ tới té xỉu trước đó kia âm thanh thái tử phi nương nương, hóa ra là đường thi họa, số nữ nhân, ngược lại là bỏ được ra tay độc ác. Tiểu thuận tử dụi dụi con mắt, tranh thủ thời gian đứng người lên, hắn nhìn xem có chút đờ đẫn Tiêu Mạch Thành, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, điện hạ, ngài cảm giác thế nào? Điện hạ biểu lộ làm sao có chút ngốc ngốc, sẽ không bị thái tử phi nương nương cho đánh ngốc hả tiêu mạch thành khẽ nhíu mày thanh âm khàn khàn nói ra bản cung không ngại đỡ bản cung ngồi dậy tại tiểu thuận tử nâng đỡ tiêu mạch thành ngồi dậy hắn nhìn xem u ám tẩm điện trong lòng kia cổ không cam lòng càng ngày càng mãnh liệt mình là thái tử lẽ ra kế thừa hoàng vị dựa vào cái gì bị hắn tiêu thừa cẩn cướp đi còn muốn đăng cơ không có cửa đâu tiêu mạch thành nhịn đau đứng dậy xuống giường giường loạn trà loạn choạng mà đi đến một chỗ tủ khung trước, từ hốc tối bên trong lấy ra một cái lệnh bài màu vàng ống, tiểu thuận tử nhìn xem lệnh bài, liền biết tiêu mạch thành muốn làm gì, hắn tiến lên mấy bước, bịch một chút quỳ trên mặt đất, điện hạ, ngài chớ có hành sự lỗ mãn, nô tài biết được ngài tình cảnh trước mắt quá mức chật vật, ngài nhất định phải nghĩ lại mà làm sao a? À? lúc này nếu là hành động theo cảm tính, sẽ toàn quân bị diệt, tiêu mạch thành nắm chặt, lệnh bài trong tay, mặt mũi tràn đầy oán hận nói ra, chi quân đội này, là bản cung duy nhất xoay người cơ hội, bản cung sẽ an bài tốt hết thảy, đợi đăng cơ đại điển ngày ấy, ngồi lên hoàng vị nhất định là bản cung. Nói đến chỗ này, tiêu mạch thành thần sắc có chút điên cuồng. Tiểu thuận tử nhìn xem tiêu mạch thành bộ dáng, không dám lại lên tiếng, tiêu mạch thành đi vào tẩm điện bên ngoài, cảnh giác nhìn một chút chung quanh về sau, có tiết tấu đập mấy lần tay, một lát sau, một người áo đen dáng người nhẹ nhàng rơi vào tiêu mạch thành trước mặt, thuộc hạ tham kiến chủ tử, đứng lên đi, tạ chủ tử. Người áo đen đứng dậy, chờ đợi mệnh lệnh, tiêu mạch thành đem lệnh bài đưa cho người áo đen, nhẹ giọng nói, đem khối này lệnh bài đưa đi đường phủ, giao đến đường trung hút trong tay, người thay mặt bản cung chuyển cáo đường trung hút, cầm khối này lệnh bài đi thành nam biệt viện, sẽ có người tiếp ứng hắn, đợi tiêu thừa cẩn đăng cơ ngày ấy, huyết tẩy hoàng cung đoạt lại hoàng vị người áo đen tiếp nhận lệnh bài thuộc hạ tuân mệnh tiêu mạch thành bỗng nhiên nghĩ đến hoàng hậu nói qua cửu cửu sẽ giúp chuyện của hắn ngươi đưa xong lệnh bài về sau ra kinh thành tìm tới bản cung cửu cửu ngươi hỏi một chút bản cung cửu cửu có nguyện ý hay không trợ giúp bản cung đoạt vị nếu là cửu cửu chịu giúp bản cung liền nói cho hắn thành bên trong bản cung đã an bài tốt đến lúc đó nội ứng ngoại hợp một lần cầm xuống kinh thành Ghi nhớ, không cần thiết bại lộ hành tung." Tiêu Mạch Thành nói xong, nhìn một chút bốn phía, người áo đen đem lệnh bài tất kỹ, chấp tay ôm quyền nói, thuộc hạ cáo lui. Tiêu Mạch Thành khoác tay áo, quay người tiến tẩm điện, người áo đen tránh thoát trong coi Đông cung Ngự Lâm quân, lặng lẽ nhảy ra Đông cung, sợ bị người theo dõi, hắn tại nơi hẻo lánh quan sát một hồi về sau, mới chạy vội rời đi. Tại người áo đen đi xa về sau, Ám nhị từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra, ám nhị nhìn xem người áo đen bóng lưng, ngoắc ngoắc khóe môi, hắc hắc, không uổng công ta ở đây ngồi sổng vài đêm, phế thái tử vẫn là không giữ được bình tĩnh, ám nhị thu liễm khí tức, lặng lẽ đi theo, người áo đen một đường rất là cảnh giác, đi một khoảng cách, dừng lại quan sát một hồi, ám nhị không nhanh không chậm theo ở phía sau, tại người áo đen nhảy vào đường phủ về sau, từ một phương hướng khác nhảy vào đường phủ người áo đen tiến vào đường phủ về sau, đi thẳng tới đường trung hút viện tử, thùng thùng, trong lúc ngủ mơ đường trung hút đang nghe tiếng đập cửa về sau, dọa đến giật mình một cái, sẽ không là đến trả thù a à? ai? Đường trung hút lấy ra phía dưới gối đầu chủy thủ, xuống giường giường, đường lão gia, ta là thái tử điện hạ phái tới. Người áo đen hạ giọng. Đường Trung Húc nghe được Thái tử Điện Hạ mấy chữ, thanh chủy thủ nhét vào trong tay áo, bước nhanh đi tới cửa hắn mở cửa đối ngoài cửa người áo đen nói ra mau vào người áo đen chắp tay đi vào phòng đường trung hút sờ soạn cầm lấy trên bàn cây châm lửa nhóm lửa ngọn nến nói đi thái tử điện hạ phái ngươi đến đường phủ cần làm chuyện gì người áo đen lấy ra lệnh bài đưa tới đường trung hút trước mặt đồng thời đem tiêu mạch thành lời nhắn nhủ những cái kia chuyển cáo cho đường trung hút cầm cái lệnh bài này đi thành nam biệt viện đường lão gia không cần thiết tiết lộ phong thanh. Người áo đen ngữ khí có chút sắc bén, đường trung hút tay run run tiếp nhận lệnh bài, ngươi trở về nói cho thái tử điện hạ, ta sẽ hành sự cẩn thận, thuộc hạ còn có nhiệm vụ mang theo, cáo từ. Hắc y chấp tay sau khi nói xong, quay người mở cửa trời đi, đường trung hút đóng cửa thật kỹ, ngồi tại trước bàn liếc nhìn lệnh bài trong tay. Nếu là giúp thái tử điện hạ cầm xuống hoàng vị, chính là đại công thần, ha ha lão tử lập tức liền xoay người, ám nhị ghé vào trên nóc nhà, đem hai người đối thoại toàn bộ nghe đi, đồ chó, chỉ bằng các ngươi còn muốn huyết tẩy hoàng cung, có thế bước vào hoàng cung một bước, coi như các ngươi thắng, ám nhị lặng lẽ rời đi đường phủ, theo sát bên trên người áo đen, khi hắn phát giác người áo đen muốn ra khỏi thành lúc, dừng bước lại, ra khỏi thành, liền để các huynh đệ khác nhìn chầm chầm đi. Ám nhị phi thân nhảy vào một nhà trà lâu, đi vào một căn phòng cổng, đưa tay gõ cửa một cái, thùng thùng, cửa vừa mở ra, trong phòng nam tử kinh ngạc nói, nhị ca, ngươi làm sao cái này điểm tới rồi, mau vào, chúng ta lãm nhảm lãm nhảm, ám nhị bất đắc dĩ nâng tráng, bớt nói nhảm, đi chầm chầm một người, cho ta bộ đồ quần áo. Nam tử thu liễm thần sắc, quay người trở về phòng cầm lên một kiện quần áo, người kia rất cảnh giác, ngươi cẩn thận một chút, biết, đi thôi. Hai người đuổi kịp người áo đen về sau, ám nhị đánh một cái thủ thế, quay người rời đi, hồi cung, đem tối nay sự tình bẩm báo cho hoàng thượng, còn có lãnh cung phế đế, hẳn là cũng sắp có hành động, ha ha, một lần đoàn diệt, chương 379, thả dây dài, câu cá lớn, lãnh cung, trong đêm lãnh cung phá lệ tỉnh mịch, tiêu quân trạch đi tiểu đêm về sau, nằm tại trên giường lật qua lật lại, khó mà chìm vào giấc ngủ. Quý thao nằm ở một bên nhỏ trên giường, nghe được động tĩnh sau tranh thủ thời gian đứng dậy, hắn nhóm lửa trên bàn ngọn nến, lo lắng hỏi, hoàng thượng, ngài thế nhưng là thân thể khó chịu, tiêu quân trạch ngồi dậy, thở dài một hơi, quý thao, ngươi cảm thấy, nhiếp tướng quân cùng ngô thống lĩnh sẽ còn nghe trẫm mệnh lệnh sao, quý thao nghe vậy, không có lên tiếng, dù sao, đối với tiêu quân trạch nói chuyện này, hắn cũng là không có nắm chắc, hoàng thượng, ngươi có thể âm thầm cùng bọn hắn hai vị liên lạc một chút nếu là bọn họ chịu giúp hoàng thượng một chút sức lực, chờ sau khi chuyện thành công, liền cho bọn hắn thăng quan tiến tước, nếu là bọn họ không chịu trợ giúp ngài, ngài liền. Nói xong lời cuối cùng, quý thao thanh âm càng ngày càng thấp, tiêu quân trạch cao mày, nghiêm túc suy xét chuyện này khả năng, chuyện này, nếu là có thể cùng thái tử liên thủ liền tốt, nghĩ đến chỗ này, tiêu quân trạch trong lòng không khỏi giấy lên một tia chờ mong, hắn hơi có vẻ kích động mà hỏi, quý thao, có thể hay không cùng đông cung bên kia liên hệ với quý thao thu liễm thần sắc mở miệng trả lời hồi hoàng thượng lời nói lão nô có thể để người thử một chút nghĩ đến bị tiêu thừa cẩn phát hiện hậu quả hắn nhịn không được nói nếu là bị vị kia biết ngài cùng thái tử đều sẽ gặp nguy hiểm tiêu quân trạch đứng dậy xuống giường giường chắp tay sau lưng trong điện đi qua đi lại trẫm cũng không thể tại trong lãnh cung ngồi chờ chết đây là cái cuối cùng biện pháp khả thi được hay không cũng nên thử một chút, Quý Thao nghĩ đến đăng cơ đại điển một chuyện, trong đầu sinh kế, hoàng thượng, ngày trước chuẩn bị kỹ càng, đến đăng cơ đại điển ngày ấy. Lại hành động, Tiêu Quân Trạch dừng bước lại, thần sắc không giống vừa rồi như vậy u ám, hắn quay người ngồi tại trước bàn, ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn, ngươi nói đúng, đăng cơ đại điển ngày ấy, bọn hắn đều sẽ đem lực chú ý đặt ở đăng cơ đại điển bên trên, đến lúc đó lại cho bọn hắn một kích trí mạng vội vàng đuổi tới lãnh cung ám nhị ngồi tại nóc phòng nghe chủ tớ hai đối thoại kém chút cười ra tiếng hắn che miệng chi cạnh lỗ tai tiếp tục nghe các ngươi không hổ là phụ tử trong đêm không ngủ được cho mình bệnh cái này đến cái khác mộng đẹp trong điện quý thao nhìn xem lòng tin mười phần tiêu quân trạch nhịn không được lo lắng lời tuy như thế thế nhưng là vị kia gia liền sẽ không đề phòng sao hoàng thượng ngài cũng không thể tự tin một cách mù quáng như vậy. Quý Thao nhìn mặt mà nói chuyện, tiếng như mũi vo ve nhắc nhở, hoàng thượng, vị kia không phải đèn đã cạn dầu, ngài tại làm việc này trước, nhất định là thật tốt chuẩn bị một phen mới được, dù sao, đây là duy nhất. Một cơ hội, tiêu quân trạch nghe vậy, trầm mặt không nói, Quý Thao nói đúng, lần này nhất định phải thật tốt mưu đồ, nếu là chủ quan, chắc chắn vạn kiếp bất phục, trẫm biết đợi người của chúng ta liên lạc với đông cung bên kia lại tính toán sau quý thao đợi sau khi chuyện thành công trẫm đồng ý ngươi xuất cung bảo dưỡng tuổi thọ tiêu quân trạch nói nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở một bên quý thao quý thao nghe lời nói này mặc dù biết khả năng này rất nhỏ nhưng vẫn là quỳ xuống đất tạ ơn lão nô khấu tạ hoàng ân ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tiêu quân trạch khẽ thở dài một tiếng đứng lên đi ngươi bồi trẫm huy hoàng qua, cũng bồi trẫm nghèo túng qua. Đây đều là hẳn là, quý thao đứng dậy, quan sát ngoài điện sắc trời, hoàng thượng, ngài ngủ tiếp một hồi đi, được. Tiêu quân trạch đứng dậy, quay người hướng phía giường đi đến, ám nhị đứng tại nóc phòng, duỗi ra lưng mỏi, bay thẳng vọt ra lãnh cung, chủ tử nói thả dây dài, câu cá lớn, ha ha, chờ lấy cá chui lưới liền tốt, trời còn chưa sáng, khi hòa cung các nô tài liền lên bận rộn, ám nhị ngồi tại trên một cây đại thụ, yên lặng chờ tiêu thừa cẩn rời giường vào triều sớm, nắng sớm mờ mờ, tiêu thừa cẩn nhìn qua trướng đỉnh một mặt quỷ khuất, trời chưa sáng liền phải rời giường, gần đây có chút giấc ngủ không đủ, ai, thật muốn làm hôn quân, đăng cơ đại điển về sau, đem vào triều thời gian một lần nữa sửa chữa một chút, nhược nhược nói trường kỳ giấc ngủ không đủ, đối thân thể không tốt, đúng lúc này. Giang nhược mở ra thân thể, dùng cùi chỏ đụng một cái tiêu thừa cẩn, nên đi vào triều sớm. Tiêu thừa cẩn một mặt u oán đứng dậy xuống giường giường, hướng phía nội thất đi đến. gian nhược mở ra một đầu khóe mắt nhìn xem tiêu thừa cẩn bóng lưng, khóe môi có chút câu lên. Nhìn một cái ngươi cái này tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ. Có ta ở đây, đừng nghĩ làm hôn quân. Tiêu thừa cẩn mặc quần áo ra nội thất về sau, ngoái nhìn nhìn thoáng qua trên giường gian nhược, khóe môi nổi lên một nụ cười sau đó nhẹ chân nhẹ tay ra tẩm điện lâm tổng quản nhìn thấy tẩm điện cửa mở ra về sau tranh thủ thời gian chào hỏi cung nhân hầu hạ tiêu thừa cẩn rửa mặt ám nhị tại tiêu thừa cẩn rửa mặt xong về sau từ trên cây phi thân mà xuống hắn quỳ xuống đất ôm quyền nói thuộc hạ tham kiến hoàng thượng đứng lên đi tiêu thừa cẩn nghe ám nhị vui vẻ ngữ khí nhíu mày nói nhặt được thỏi vàng rồng rồi lâm tổng quản thấy thế đem xung quanh các nô tài khiển lui đều lui ra đi. Ám nhị đứng người lên, ép để lên dương khóe môi. Hồi chủ tử, đêm qua có thuộc hạ đông cung bên ngoài ngồi chờ, kia phế thái tử quả nhiên không giữ được bình tĩnh. Hắn đem điều binh lệnh bài giao cho đường trung hút lão thất phu kia, còn có lãnh cung vị kia, nghĩ âm thầm lôi kéo ngô thống lĩnh cùng ngoài thành nhiếp tướng quân. Hắn còn dự định cùng phế thái tử liên hợp lại, tại ngài đăng cơ đại điển ngày đó động thủ, tiêu thừa cẩn nghe vậy, khóe môi ý cười làm sâu sắc, liền cho bọn hắn một cái cơ hội đi. Dù sao, gia đang còn muốn đăng cơ đại điển ngày ấy, để bọn hắn nhìn tận mắt gia đăng cơ. Chuyện này, liền toàn quyền giao cho ngươi, ngươi không cho người ta cơ hội, người ta hành động như thế nào. Ám nhị vội vàng chấp tay trả lời, thuộc hạ tuân chỉ, lâm tổng quản cùng ám nhị liếc nhau, ngầm đâm đâm nghĩ, gia, vẫn là ngài tổn hại, không, ngài là hiểu giết người tru tâm. Tiêu thừa cẩn tâm tình vui vẻ nói, bãi giá kim loan điện. Giang Nhược nghe đi xa tiếng bước chân, mở ra hai con ngươi, dựa theo cửu cửu hành trình, tại lão cha đại hôn trước nhất định có thế đuổi tới kinh thành. Đúng, hôm nay xuất cung tản bộ một vòng, thuận tiện đi phủ tướng quân một chuyến, kim loan điện, tiêu thừa cẩn thấy các vị đại thần vô sự nhưng tấu, nghiêng đầu đối lâm tổng quản thấp giọng nói ra, bãi triều về sau, để công bộ thượng thư từ đại nhân theo trẫm đi ngự thư phòng. Vâng, Hoàng thượng lâm tổng quản dắt giọng hô bãi triều các vị đại thần quỳ xuống đất nói vi thần cung tiễn hoàng thượng ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tiêu thừa cẩn từ long y đứng dậy rời đi kim loan điện lâm tổng quản đi đến công bộ thượng thư từ đại nhân bên cạnh thân thời điểm dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói ra hoàng thượng tuyên từ đại nhân đi ngự thư phòng từ đại nhân có chút ngây người lập tức chắp tay nói vi thần lĩnh chỉ trong ngự thư phòng Vi thần tham kiến hoàng thượng. Từ đại nhân nội tâm có chút lo lắng bất an, miễn lễ. Tiêu Thừa Cẩn ngồi tại bàn trước, đối Lâm tổng quản phân phó nói, cho từ đại nhân ban thưởng ghế ngồi. Lâm tổng quản không người trả lời, lão nô tuân mệnh. Hai tên tiểu thái giám rất đuổi ánh mắt chuyển đến một cái chỗ ngồi. Từ đại nhân nhìn bên cạnh chỗ ngồi, đối Tiêu Thừa Cẩn chấp tay nói, đa tạ hoàng thượng ban thưởng ghế ngồi, hắn vào chỗ về sau, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi không biết hoàng thượng triệu vi thần đến đây có gì phân phó tiêu thừa cẩn ho nhẹ một tiếng nói thẳng trẫm triệu từ đại nhân đến chính là nghĩ thu xếp từ đại nhân đem quốc trượng phủ cùng thứ nhất hoàng thương phủ tu sửa một chút từ đại nhân kinh thành lúc nào thêm cái này hai tòa phủ đệ là cái kia quốc trượng sao hoàng hậu nương nương không phải cùng gian kỳ niên tiêu thừa cẩn tất nhiên là biết từ đại nhân đang suy nghĩ gì hắn nhẹ khục một tiếng Nghiêm Trang nói, thứ nhất Hoàng Thương Phủ tại Giang Phủ đối diện. Quốc trượng Phủ cùng Hoàng Thương sát bên, chờ tu sửa tốt về sau, trẫm sẽ an bài người đem ngự tứ nạm vàng bản hiệu đưa đi. Lời vừa nói ra, từ đại nhân lập tức lĩnh ngộ, quốc trượng Phủ là phò mã gia, Hoàng Thương Phủ hẳn là Hoàng hậu nương nương ngoại tổ nhà, nhưng phải thật tốt tu sửa một chút, từ đại nhân vội vàng chấp tay nói, mời Hoàng thượng yên tâm, vi thần sẽ làm tốt việc này. Tiêu Thừa Cẩn khẽ vuốt cằm, từ đại nhân suy nghĩ, hai tòa phủ đệ cùng một chỗ tu sửa, phải tốn không ít bạc đi. Nghĩ đến chỗ này, từ đại nhân kiên trì hỏi, "Hoàng thượng, tu, tu sửa phí tổn?" Không đợi Tiêu Thừa Cẩn mở miệng, Lâm tổng quản cười híp mắt nhắc nhở, "Hoàng thượng, nhà ta là hoàng hậu nương nương định đoạt." Muốn mở miệng nói buông lậu kho Tiêu Thừa Cẩn, ngoắc ngoắc khóe môi, trẫm sẽ cùng hoàng hậu thỉnh cầu tu sửa phí tổn từ đại nhân không cần lo lắng phí tổn vấn đề, từ đại nhân, mình dường như nghe được khó lường sự tình, hoàng thượng giống như có chút sợ vợ, vi thần minh bạch. Từ đại nhân ra vẻ bình tĩnh nói, tiêu thừa cẩn nhìn xem từ đại nhân biểu lộ, câu môi nói, từ đại nhân lui ra đi, trẫm việc tư bình thường sẽ không để người khác biết, xuất cung về sau, có thể thích hợp lặng lẽ tuyên truyền một chút, từ đại nhân đứng dậy, quỳ xuống đất hành lễ nói, vi thần cáo lui, tiêu thừa cẩn gật đầu, cầm lấy trước mặt tấu chương xem, tại từ đại nhân rời đi về sau, tiểu phụng hoàng mang theo một cái hộp cơm rơi vào kim loan điện bên ngoài, nó dựa theo gian nhược bàn giao, dùng khó chịu giọng nói, quy, ngươi ái tâm đồ ăn sáng đến, tiêu thừa cẩn ngước mắt nhìn xem ngoài điện tiểu phụng hoàng cùng hộp cơm, thả ra trong tay tấu chương, nhược nhược làm sao không đến, hắn đứng người lên, bước nhanh đi đến trong điện, tiểu phụng, nhược nhược đâu, Tiểu Phụng Hoàng kinh bỉ nhìn thoáng qua tiêu thừa cẩn, ở trong lòng nhã rảnh, từng ngày, liền biết nhược nhược, nhược nhược, nhược nhược, nhược cũng không phải một mình ngươi. Tỷ tỷ để ta chuyển cáo ngươi, ngươi thật tốt xử lý chính vụ, hai chúng ta xuất cung tản bộ giải sầu một chút. Tiểu Phụng Hoàng nói, mặt mũi tràn đầy đắc ý, lâm tổng quản cùng sau khi ra ngoài, mau đem hộp cơm cầm tới trong điện, tiêu thừa cẩn, xuất cung giải sầu, cái chủ ý này không sai, tiểu Phụng, ngươi trở về nói cho nhược nhược, xuất cung thật tốt chơi, chú ý an toàn. Ta sau đó liền đến, tiểu phụng hoàng thấy tiêu thừa cẩn như thế nhu thuận, hừ nhẹ một tiếng, dương cánh bay đi, dám không nghe tỷ tỷ, chờ lấy bị bỏ đi, chương 380, cái này hai tòa phủ đệ đều là hoàng thân quốc thích, trên đường phố, công bộ thượng thư từ đại nhân lĩnh mệnh về sau. Tự mình mang theo đám thợ thủ công chạy tới gian phủ đối diện phủ đệ, trong lúc nhất thời, gian phủ trước cửa náo nhiệt lên, dân chúng tụ tại xung quanh, chỉ rõ, một người trung niên nam tử nhận biết từ đại nhân, hắn nhìn đứng ở nơi đó chỉ huy từ đại nhân, ngầm đâm đâm tiếng lên nghe ngóng tin tức, từ đại nhân, xuất quân ồ ạt như vậy. Sẽ không là một vị nào đó đại quan phủ đệ đi, từ đại nhân nghe vậy, một mặt thần bí trả lời, suyệt, bản đại nhân lặng lẽ nói cho ngươi, cái này hai tòa phủ đệ là hoàng thượng ngự tứ, đều là hoàng thân quốc thích. Sau khi nói xong, hắn nhìn xem đối diện Giang Phủ, lộ ra một vòng cười xấu xa. Ai, Giang Kỳ Niên vừa ra khỏi cửa liền thấy Hoàng Thương hai chữ, lại hướng một bên khác nhìn, là quốc trượng hai chữ, phải bực bội chết đi. Đây chính là ghét bỏ thương nhân phu nhân, cùng nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ báo ứng A. Nam tử trung niên đối từ đại nhân ôm quyền lấy đó cảm tạ, lặng lẽ trở lại đám người bác quái, ta vừa mới hỏi đầy miệng, cái này hai tòa phủ đệ đều là hoàng thân quốc thích cái gì hoàng thân quốc thích mọi người liền hoàng thân quốc thích một chuyện thấp giọng nghị luận một phụ nhân quay đầu nháy mắt chợt thấy gian phủ hai chữ ai các ngươi nói cái này gian phủ lão gia biết đối diện ở hoàng thân quốc thích có thể hay không tức chết ai nói không phải a à? phàm là hắn không cùng hoàng hậu nương nương đoạn tuyệt quan hệ hắn chính là hoàng thân quốc thích các ngươi là không biết khi gian lão gia tại quốc tử dám trải lời đồn nói mình như thế nào yêu thương hoàng hậu nương nương nữ nhi này. A Phi, hoàng hậu nương nương gặp rủi ro ngay lập tức, hắn ngay tại trên triều đình tuyên bố đoạn tuyệt cha con quan hệ, đúng đấy, đáng đời. A Bình nghe được bên ngoài phủ động tĩnh, một mặt hiếu kỳ, hắn lặng lẽ sờ sờ đi vào góc tường, chi cạnh lỗ tai nghe, thứ đồ gì, hoàng thân quốc thích, sẽ không nói chính là hắn gia lão gia đi, ta sợ ngầm đâm đâm nghĩ, xem ra, lão gia kế hoạch thành công thật sự là quá tốt thế nhưng là nghe nghe hắn liền cảm giác không thích hợp đây chính là hoàng thượng ngự tứ phủ đệ chờ thêm đoạn thời gian chúng ta liền biết hai vị này hoàng thân quốc thích là ai công bộ thượng thư đại nhân tự mình giám sát khẳng định không phải người bình thường những lời này rõ ràng xâm nhập a bình trong tai hắn giống như minh bạch cái gì hoàng thượng ngự tứ phủ đệ hai nhà này hoàng thân quốc thích sẽ không là cửu lão gia cùng phò mã gia đi dù sao hoàng thượng thế nhưng là chính miệng gọi phò mã gia nhạc phụ đại nhân nghĩ như vậy a bình cả người đều không tốt cái này rõ ràng là cho hắn gia lão gia ngột ngạt đến chẳng lẽ hoàng hậu nương nương vì trả thù lão gia cho hoàng thượng thổi bên gối gió ngồi xổn ở chân tường a bình gấp đến độ vào đầu bức tai không được đi quốc tử dám nói cho lão gia đi a bình biết cửa phủ tụ tập rất nhiều người liền vội vội vã từ cửa sau xuất phủ Giang Nhược cùng Tiểu Phụng Hoàng ngồi ở trong xe ngựa, thưởng thức bên đường phong cảnh. Tỷ tỷ, ngươi có phát hiện hay không, cậu nam nhân gần đây hiểu chuyện rất nhiều, một mực rất hiểu sự tình a. À. Giang Nhược cầm lấy trong mâm một chuỗi nho, lấy xuống một viên đưa tới Tiểu Phụng Hoàng bên miệng. Tiểu Phụng Hoàng xấu hổ ăn Giang Nhược đưa qua nho, trực tiếp đem tiêu thừa cẩn ném đến sau đầu. Giờ phút này, đi quốc tử giám A Bình chạy đã mệt về sau, ngay tại ven đường dưới cây nghỉ ngơi khi hắn tại trong lúc lơ đã nhìn thấy trong xe ngựa giang nhược lúc hơi sững sờ trong xe ngựa nữ tử tự như là lớn hoàng hậu nương nương không nhất định là hoa mắt ô ô ai có thể nghĩ tới cái kia không đáng chú ý đại tiểu thư vậy mà tốt như vậy mệnh lên làm hoàng hậu nương nương đáng tiếc cái này lớn lao vinh quang không thuộc về gian phủ khóc không ra nước mắt a bình nhìn xem quốc tử giám phương hướng co cẳng chạy tới xe ngựa chậm rãi chạy trên đường phố tại mau tới đến phủ tướng quân đầu kia đường đi thời điểm, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Giang Nhược vừa định rèm xe vén lên hỏi một chút, liền nghe được một đạo thanh âm u oán, Nhược Nhược, ta rất nhớ ngươi, Tiểu Phụng Hoàng, làm sao nghe được giống cậu nam nhân thanh ơ, nháy mắt sau đó, Tiêu Thừa Cẩn liền tiến vào xe ngựa, Giang Nhược cùng Tiểu Phụng Hoàng, không phải để ngươi thật tốt làm việc công sao, làm sao theo tới rồi. Ngươi công vụ xử lý xong sao, tiểu phụng hoàng ghét bỏ nhìn thoáng qua tiêu thừa cẩn khó chịu hỏi tiêu thừa cẩn mắt biết tai ngơ đem tựa ở gian nhược bên người tiểu phụng hoàng chen đến một bên nhược nhược ngươi không tại hoàng cung ta liền mất hồn mất vía ta nhanh chóng xử lý xong công vụ liền đuổi theo gian nhược bất đắc dĩ nâng tráng âm thầm nhã rảnh cốt một cái mất hồn mất vía ta cùng tiểu phụng ra tới giải sầu một chút cũng không phải chạy không hồi cung tiểu phụng hoàng nhãn châu xoay động đắc ý phụ họa nói, tỷ tỷ nói đúng, chúng ta nếu là thật muốn chạy, ngươi cản đều ngăn không được, ta sẽ dẫn lấy tỷ tỷ bay thẳng đi. Giang Nhược nghe tiểu phụng hoàng lời nói này, cười đến, mặt mày công công, lời nói này, giống như chúng ta muốn bỏ trốn đồng dạng. Tiêu thừa cẩn nhìn xem tiểu phụng hoàng dáng vẻ đắc ý, khóe môi câu lên một vòng cười xấu xa, nhược nhược, ngươi không phải sợ tiểu phụng cô đơn sao, ta đã để lâm tổng quản tại trong kinh thành, cho nó chọn lựa đẹp mắt nhất bạn nữ. Tiểu Phụng Hoàng nghe vậy, lập tức xù lông, Cậu nam nhân, lúc trước, thế nhưng là ta thay ngươi cùng tỷ tỷ bái đường, ta làm sao cũng coi là tiểu thiếp, cho nên, ngươi không nên quá phận, còn muốn đem mình đuổi đi, không có cửa đâu. Giang Nhược thấy thế, đem tiêu thừa cẩn lôi đến một bên khác, nàng ngồi tại Tiểu Phụng Hoàng bên người, an ủi, Tiểu Phụng, ngươi trước đừng kích động như vậy, tỷ tỷ cảm thấy, hướng lâu dài nhìn, ngươi vẫn là cần một vị đồng loại bạn lữ, nói không chừng, các ngươi còn có thế ấp trứng hai con tiểu phụng hoàng. Giang nhược nghĩ đến cái kia hình tượng, nhìn không được cười nhẹ lên tiếng, tiểu phụng hoàng hừ lạnh một tiếng, tỷ tỷ, ngươi cho rằng là, con gà. Liền có thể đi đến gà sinh đỉnh phong sao, ta cho ngươi biết, không có khả năng, nó thế nhưng là thiên tuyển chi gà, khác gà, không có cái này mệnh. Tiêu Thừa Cẩn cùng Giang Nhược nhìn xem thần khí mười phần Tiểu Phụng Hoàng cười lên ha hả, kỳ thật bên người có Tiểu Phụng cũng rất tốt, trong xe ngựa không ngừng truyền ra tiếng cười, dẫn tới người qua đường người qua đường nhao nhao ghé mắt. Tiêu Thừa Cẩn ngưng cười, trêu chọc nói, Tiểu Phụng, ta cho phép ngươi làm nhược nhược Tiểu Thiếp, tính ngươi thức thời. Tiểu Phụng Hoàng miệng không tha người, trong lòng lại vui nở hoa. Giang Nhược đưa tay ôm một người một phượng, hắc hắc ta cứ như vậy vượt qua trái ủng Mỹ Nam, phải ủng Mỹ phụng thời gian, ai là chân chính nhân sinh bên thắng, đương nhiên là nàng gian nhược.